các loại. Đói rồi phải không thanh niên, các thanh niên này. Đói lắm rồi. Cua, cua để chắc để đêm nhỉ. Giờ ham hố gì đâu nữa. Ham hố. Không ham hố tí gì nữa phải không? Giờ ham hố gì? No rồi chị ạ. Bây giờ lại no rồi. Kiểu qua bữa đấy. Các chị ở trên kia kêu gì không? Không. Các chị trên kia chắc cũng không kêu đâu nhỉ? Cũng mừng đúng không? Ai gọi thì gọi thôi, ai về thì cứ về. Thế nhưng mà ai mà về thì ngày mai mới gọi lại à? Mai, sáng mai thì sớm. Em xin chào các tình yêu nhá. Tối nay Mương lại lên nóng, nay Mương gọi là đá sóng một tí. Đá sóng một tí mạng Viettel, đá sang mạng Vina một tí các bác ạ. Alo. Em chào các chị nha. Ấy may các chị vẫn còn nhớ em sợ các chị không nhớ ra em nữa cơ. Thế quay vào chị ấy quạt đây với. Em đang trêu nhân viên nhà em, bảo là chiều nay quay em quay hơi muộn. Chiều nay quay hơi muộn, thế là nhân viên bây giờ chưa được ăn cơm. Có nghĩa là nhân viên ca nhân viên nhà em làm full cả ngày. Có nghĩa là thông thường thì tầm 6 giờ là xong rồi, 5 6 giờ là có thể là xong về ăn cơm rồi, nhưng mà hôm nay em quay muộn, hơi bị muộn quá. Hôm nay bây giờ nhân viên bắt đầu mới làm xong cái ca chiều. Đến tối là đến ca tối luôn. Thế nên là anh em đang thay phiên nhau để về ăn cơm các bác ạ. Chào các bác nha. Vâng, em nói chung em thì vẫn khỏe bình thường. Vẫn khỏe, vẫn phục vụ được các bác ạ. Chào chị xóa hết nha. Chào bầu sinh, em tưởng các chị không nhớ em nữa cơ. Tưởng các bác không nhớ ra em nữa cơ. Tại vì em không quay buổi tối mấy mà hôm nay em lên đá sóng một tí. Lên đá sóng em Linh một tí. Trưa nay gọi chút, chưa thấy gọi. Nhân viên nhà em đang quá tải, hơi quá tải các bác ạ. Ok tình yêu, ok tình yêu. Ok tình yêu nha. Chào tất cả các chị yêu ạ. Hôm nay chị Hương đá sóng tí các chị yêu ạ. Bầu rất là vất vả nhưng mà vẫn nói chung là vẫn rất là nhiệt tình. Giúp đỡ em Linh các chị yêu ạ. Hôm nay là hy vọng các chị yêu ủng hộ hai chị em nhà em nhá. Xin chào tất cả các chị yêu. Quay quạt đi. Không phải mày ra, mày vào trong kia mày lấy thêm mấy quạt nữa ra đây. Đùa nhà thiếu điệu điện hay sao? Dạo này điện tăng cao, nhân viên biết tiết kiệm điện thế. Các chị nhìn em nóng quá đây. Mấy tháng nữa nhỉ? Em bây giờ tháng thứ 5 rồi bác ạ. Tháng thứ 5 rồi, khoảng tầm 3 tháng nữa là bắt đầu em nghỉ rồi. Bắt đầu em nghỉ hẳn rồi, chắc là chỉ quay được khoảng 2 tháng nữa thôi. Chẳng bao giờ ghim chị, bình tĩnh các bác ạ, cứ bình tĩnh. Này chị ơi, chả hiểu sao mà mấy chị thỉnh thoảng cứ hay lên livestream hỏi là em Linh với em Hương là hai chị em gái sinh đôi hay sao mà giống nhau thế? Hai chị em gái ruột đấy sao mà giống nhau thế? Luôn suốt ngày cứ bảo hai chị em mình giống nhau. Chết chưa? Chắc là sinh giống nhau đây. Chắc sinh giống nhau đây các bác nhỉ? Đây đây, nhìn các bạn đây này. Các bác cứ hỏi cứ bảo là hai chị em sao giống nhau thế luôn ý, khổ quá. Các chị nhìn xem hôm nay em với chị Hương có giống nhau không? Chả giống nhau tí nào, chả giống nhau tí nào. Đã bảo là cùng cha ông nội, cùng mẹ các bà ngoại. Không, nhưng mà mặt em mà đi thẩm mỹ một tí nữa thì cũng được xinh như con này, nhưng mà rất tiếc là em lại không đi thẩm mỹ. Nếu mà em mà thẩm mỹ một tí nữa, mũi em mà cao hơn tí nữa thì cũng được đấy bác nhở, cũng được đấy, cũng không đến nỗi đâu. Con này nó đi kéo dài chân ra một tí đúng không? Em phải đi kéo dài các chân chị ra. Chị ơi, nhìn như này thôi nhưng mà nó cao 1m50 ạ. Chim nhận được quà số lượng lớn của em Hương chưa? Hôm nay Hương bán gọi là sướng đời luôn. Sướng đời luôn cho các chị yêu. Nói chung là hôm nay em đã lên sóng buổi tối rồi, các chị yên tâm đi. Em đã lên sóng buổi tối rồi, em đã bảo em đã sóng rồi. Các bác ơi yên tâm luôn đi, là cái gì cũng có. Cái gì cũng có lại còn rẻ cơ. Cái gì cũng có lại còn rẻ nữa cơ. Gặp tràn kho luôn. Xin chào các tình yêu, em có nhìn thấy chị nhiều trẻ ngôi nhà nha, nhà có nhiều trẻ đây. Em Linh có người yêu chưa? Ôi. Em Linh có người yêu chưa thì chưa biết được. Em áo hoa vào đánh lại son đi ạ. Thế ạ.
chết đâu, như nào ngôi điện đâu, không sao đâu, sao đâu, có sao đâu ạ, có sao đâu, chết rồi, thôi đi soi gương đi chị, nhưng em nhìn thấy vẫn ok mà, có làm sao đâu, có sao đâu, đúng không, chị cũng nhìn cũng không vấn đề gì mà, chị soi gương trước khi chị lên rồi mà, đúng rồi, em không sao mà, đúng không bác, hai chị em mình vẫn thấy không sao, đúng không, mà. Em thấy không sao mà, đúng rồi, không sao mà. Chị còn bảo là em màu hoa kìa, chị không biết tên kìa. Chị là khách mới đấy. Khách mới. Cô đau lòng quá. À, em xin giới thiệu với các chị nhá, em là nhân viên mới. Em tên là Hương. Em tên là Hương để cho những chị nào chưa biết ạ. Chưa biết chị, chưa biết em đấy chưa? Không lên buổi tối cái các chị bảo ngay, biết ngay, không biết tên luôn. Chắc là biết bố em Linh không? Thấy là không biết là ai luôn. Các chị nhá, nhân viên mới các chị ạ. Nhân viên mới luôn. Em là nhân viên mới, em bình thường em bán buổi trưa, hôm nay em chuyển sang bán buổi hàng buổi tối nên là em nhân viên mới của shop giày các bác ạ. Em mới làm việc ở đây khoảng được khoảng tầm hơn 3 năm thôi. Các chị yêu ủng hộ chị ấy để chị ấy gọi là có tinh thần bán ngày hôm nay, các chị yêu bung lụa nhá. Đúng rồi, các chị yêu ủng hộ tinh thần cho em nhá. Nhân viên mới lúc nào nó cũng hơi bỡ ngỡ một tí, em mong em hơi lắc run. Em mong các chị thông cảm. đùa tí các bác nhở, đùa tí thôi, đùa tí cho cuộc đời nó thêm vui. Tại vì là các chị chắc là buổi tối em quên em không lên thì các chị không nhớ em là ok tình yêu không có việc gì làm, nghiện rồi, sắp nghiện rồi các bác ơi. Sắp nghiện rồi em tình yêu nhá. Em người yêu anh Bách à? Ngôi nhà nhiều trẻ kìa. Em người yêu Bách à? Vâng, người yêu chị ạ. Người yêu ở chung nhà rồi, giờ có mấy đứa con rồi, khổ thế. Người yêu bây giờ công nhận. Các chị ơi, yêu là ra sản phẩm. Yêu ra sản phẩm thế này, vui chơi quá đà các chị ạ, khổ thế. Vui chơi quá đà ra sản phẩm thế các chị này. Bây giờ anh phụng ra là còn lâu nữa à? Em là người yêu anh Bách à, là chủ tịch. À đây chủ tịch giả nhân viên và cái kết à. Cái gì đó chị ơi. À đây chị Hương này. À, chị Tuyết Nhung là em Hương và em Linh dùng cái gì mà trắng thế? Ôi em với chị vừa hôm nào phải chia sẻ bí quyết nào dùng cái trắng với các chị nhỉ? Bí quyết là bí quyết của em á, bí quyết của em chẳng không có bí quyết gì cả, lười dùng mỹ phẩm lắm, lười đi thôi nha, nó cứ tự nhiên chị ạ, nó cứ tự nhiên thôi, em cũng chả dùng gì cả, em chả dùng gì đâu, thôi chị ăn cho các bác con này đi, giờ là dùng đồ thiên nhiên, hôm nay em chiên cho các bác con này đi, con này chiều hôm trước em vừa bán xong, trưa nay vừa bán xong. Hôm nay em thích em lại bán chiên lại cho các chị yêu. Nhiều thế em chưa được bán cái này bao giờ. Đấy chiên luôn cho các bác. Đẹp nhỏ. Chiên luôn cho các bác. Đẹp nhỏ. Chiên luôn cho tình yêu nào. Chiên luôn. Mày tay chia sẻ cho em nhá. Mày tay mày chia sẻ cho em. Mày chưa bán thì tao cho mày bán cái này. Thôi tao chiên kính cho các chị. Tao chiên kính cho các chị của tao. Đúng rồi. Kính nhá. Kính đi. Đây. Chiên kính nhá. Anh tay chia sẻ cho em nóng lên chưa? Bán kính sập sàn luôn. Bán kính sập sàn luôn 90.000 đi. Ông Bách yêu tặng ngay quả ba lô quá hít luôn. Chị biết đồng. Ba lô đây đằng trước. Ba lô nằm ngược ạ. Ba lô đằng trước. À, Bách yêu quả đánh cho sưng bụng luôn này các bác ạ. À bán kính tình yêu nhá 99.000 này. Nhà em chưa bán kính 99.000 bao giờ đâu. Chưa bao giờ bán đâu, hôm nay chiên cho tình yêu nhá. Nó còn lẻ thôi, có nghĩa là như nào? Có nghĩa là nó còn rất là lẻ, mỗi mã là một kiểu khác nhau. Nó có khoảng 10 mấy 20 cái nữa thôi, mỗi mã một kiểu khác nhau nên là em chiên nó tình yêu nốt 99k, bình thường em bán là 179k. Có những mã hàng đắt tiền bán 250k, ok chứ chị nào mua hàng nhà em thì biết rồi, em đã bán rồi. Bây giờ em bán nó tình yêu 99.000 đồng chiên nhá. Em thử mở cho chị yêu một mã nhá. Thử mở một mã ra xem nó tình yêu thế nào, có nghĩa là như nào, bán 99.000 đồng chỉ bán cho các chị yêu chia sẻ thôi. Chỉ bán cho chị yêu nào chia sẻ thôi. Mạnh tay mạnh chân chia sẻ cho em Hương lên thôi. Tình yêu nữa các chị ơi, em không chọn mã nữa. Các chị nào không chê, không chọn mã nữa, không chị nào không chê thì em lên em mở từng mã ra một cho các chị yêu. Nghĩa là bây giờ không mọi người không chốt từng mã một nữa, mà là em tặng auto. Em vừa tặng em vừa cho đây, em vừa auto luôn. Đấy. 99k con nào cũng xuất sắc. 99.000 đồng. Đấy. Con này mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Em nói thật với các chị luôn, màn dạo đầu. Em màn dạo đầu lên trước cho con tình yêu. Đấy, chứ còn 99k các chị ạ. Tí nữa em thì sợ các chị á, gọi là sợ không mua được thôi. Sợ là em Hương bán rẻ quá, mua được nhiều món quá, đúng không ạ? Sướng. Đây. Con thứ hai nhá, nói chung là auto nhá, nó có 10 mấy 20 mã cơ. Em chả biết mở ra nó như nào, nhưng mà em nói thật luôn con nào cũng đẹp này. Con nào cũng đẹp nhỉ? Con nào đẹp toàn là chanel đi ồ cả các chị yêu ạ. Hộp của nó đâu em? Kính trắng luôn này, chanel đi ồ hết luôn. Hộp nó đâu? Cái hộp đây. Đây chị vừa mở ra mà. Cái này này. Hộp này là của con này. Thế thì hộp này là của con đây, này. Đây. 99.000 đồng nhá. Mạnh tay chia sẻ cho em bảo rồi, em bán auto bình thường bán 199 hoặc 250 rồi. Hôm nay đã giảm giá đến mức này rồi, em gọi là còn mấy con em chiên nốt thôi, không vấn đề gì đâu. Không vấn đề gì cả. Lỗ một tí chả sao cả đúng không các bác? Chả vấn đề gì, lãi rồi, có lãi rồi, bây giờ lỗ đây này. Gucci nhá.
Gucci nhá. Đấy, con nào con đấy đẹp tuyệt vời luôn, đẹp như Sony, như Ngọc Trinh luôn. Bên trong này thẻ cứng thẻ mềm đầy đủ cho các chị yêu nhá. Bán cho các tình yêu chiên đầu giờ. Chiên đầu giờ luôn, số lượng khá là nhiều đấy. Nên các bác mạnh tay chia sẻ cho em đây này. Đấy chưa? Đây. Hộp này, đầy đủ hộp cho các bác nhá. Đấy, bác nào mua kính nhà em Hương thì biết rồi. Hôm nay em gọi là bán nốt thôi. Em bán thoải mái thôi, kính nhựa hay kính thủy tinh? Sẽ là kính nhựa hay kính thủy tinh nhỉ? Ý là chị em có cái mắt này là nhựa là thủy tinh. Đấy. Cái mắt này là cái mắt kính Mica chứ đúng không? Là cái mặt Mica, cái kính nó làm bằng chất liệu rồi chứ cái đâu phải là kiểu là trẻ con ấy nhỉ, như kiểu trẻ con đấy, trẻ không, con không phải kính nhựa đâu, nghĩa là cái chất của nó, cái chất kính của nó là cái chất Mica, cái chất mà chuyên để làm kính như bác. Đây này. Đấy, vừa mặt mình xấu xấu mà đeo kính lên nhìn đẹp phết nhở. Đấy, đấy nhá các chị nhá, nó có nhiều mặt kính. Mà nhiều mặt kính em chiên cho tình yêu 99.000 đồng. 99.000 đồng, con nào con đấy đẹp tuyệt vời luôn. Đây mới chỉ là màn dạng đầu thôi. Các bác nào tí nữa em Hương chiên cho tình yêu sập sàn luôn những cái mã khác nữa. Các chị hôm nay cứ chuẩn bị tóc đi. Cứ chuẩn bị tóc đi, thoải mái đi. Con nào con đấy đẹp tuyệt vời luôn, yên tâm luôn. Đây này, Chanel này. Đã bảo rồi, bán nhanh cho nó vô này. Đấy, Dior này. Ôi, nhiều lắm. Đấy, nó có nhiều mã, nhiều kiểu. Em tặng auto nhá. Em bán auto 99.000 nhá. Các chị yêu nào mà chọn mã nữa thì thôi. Tại vì là em chỉ còn một ít thôi. Bán một nửa rồi, bán một nửa giá rồi. Chẳng nhẽ bây giờ lại dơ từng mặt một lên bán nữa thì là em lại bán 179.000 đúng không ạ? Tự nhiên mất công bỏ ra. Con nào con đấy đều đẹp nhá. Thủy tinh có mà đâm vào mắt à? Chị kia hỏi một người vãi trưởng, chị vợ linh con. Đây, được chưa ạ? Con này là con trắng gương này, màu cũng rất là tây luôn. Màu rất là tây, con nào cũng đẹp đúng không bác? Bán luôn 99.000 đồng nhá. Được không ạ? Này. Đẹp quá trời luôn. Hả? Đẹp cái nhìn sao? Ôi nhìn con nào cũng đẹp mà. Này. Đấy nhìn em trong gương luôn này các con chị. Con nào cũng đẹp mà. Đấy, con nào cũng đẹp mà. Đấy đấy, mình ôm cởi trần này. Cởi trần này đang đang ấy này. Cho các chị nhìn tí. Đấy, nhìn tí. Ok chưa? Bán luôn tình yêu con này 99.000 nhá. Comment mã kèm mã đi. Comment giúp em mã này là mã kính 99K đi. Kính 99K. Kính 99K. Em bảo trước nhá, chị nào mà lăn tăn cái mắt kính quá thì thôi, tại vì con nào cũng đẹp, không có con nào xấu cả. Con nào cũng thế, chất lượng tuyệt vời luôn, yên tâm luôn. Mua kính em rồi thì biết rồi, hôm nay em chiên em bán nửa giá nên là em mong các chị là không chọn từng mặt kính một đấy, nó còn ít thôi. Nó chỉ còn mỗi mặt một ít một tí xíu xíu thôi đây này. Tí nữa lắp vào cho chị nhá. Tí nữa lắp vào cái này vào chị nhá. 99.000 đồng nào mạnh tay hộ em kính 99K. Kính 99K nhá. Mua một cái thôi, mỗi người mua một cái hộ em thôi, không mua 4 cái đâu. Chị nào comment 4 cái liền. Mỗi người một cái thôi nhá. Ok chưa? Mỗi người một cái thôi, comment hộ em với chốt luôn này. Chị ok tình yêu nhá. Kính 99K kèm số điện thoại chị Phạm Thị Hồng Hiệp này. Chị Như Mỹ này, Thanh Thanh Trương này, Nguyễn Hạnh Hoa này, ok tình yêu Hoàng Ngân này, chị Sam Trần này, em có nhìn thấy tình yêu nhá. Chị Trang Phan này. Kính Gucci ở em không biết đâu, không biết kính nào đâu, nó thật 99.000 rẻ lắm rồi. Chị Tranh hỏi chảnh này, có nhá, ok chưa? Chị Nguyễn Thị Tình này, đấy còn một con nữa, chị còn một cái nữa, chị nào comment nốt này. Chị Phạm Thị Phương em hết luôn rồi, comment nhanh thì được đúng không ạ? Tại vì sao? Em chỉ còn bằng đấy thôi, còn mỗi bằng đấy thôi, còn đúng mấy chục cái, còn hơn chục cái nữa thôi, hết nhá, hết kính 99K rồi. Lên cho tình yêu con này, lên cho bác con này, tiếp tục chia sẻ mạnh tay cho em. Tiếp tục chia sẻ mạnh tay cho em. Lên không chia sẻ là không được. Không em hủy luôn. Không chia sẻ em hủy luôn, em nói thật đấy. Tại vì là đến giờ là em bán là rẻ lắm rồi. Đến giờ phút này là cái con kính này bán là chiên hẳn nửa giá rồi. Bây giờ các bác mạnh tay chia sẻ cho em lên cho tình yêu con này nữa. Lên cho bác con này nữa. Lên con này mà không chia sẻ nữa thì thôi, thật sự luôn. Không lên con này nữa mà không chia sẻ thì thôi em nhá. Thì thôi các bác nha, em nói thật đấy. Em hôm nay lên là các bác biết là sẽ có những cái gì rồi đúng không ạ? Sẽ có những cái gì rồi. Các bác mạnh tay chia sẻ cho em thì em rất là yêu thương, rất là thoải mái, rất là tình cảm. Chị em mình đi lên tặng nó tình yêu con này, bán nó tình yêu con này quá sướng luôn. Ôi giời, mình comment từ bao nhiêu lâu rồi mà số nhỏ rồi. Ôi, cố gắng lên bác ơi, cố gắng lên, bây giờ lên nó tiếp con này. Em nói thật, chương trình hôm nay nó còn dài lắm, chương trình hôm nay nó còn dài lắm các bác ạ. 99.000 đồng nhá. Tiếp nào, nữa. Ôi nữa ơi, nha. Con này em bảo để em bán, các chị để bán à? Thôi, thế thôi chứ. Nào đây 99.000 đồng. 99.000 đồng, ok chưa? Mạnh tay mạnh chân chia sẻ cho em Hương lên thôi tình yêu con này. Nhanh. Đấy, không chia sẻ mày, chẳng nhẽ em không đi chia sẻ mày tặng con cho các bác con khác luôn bây giờ đấy. Không chia sẻ mày tặng cho tình yêu con khác đấy, mà lại tặng con đắt tiền hơn đấy. Ok chưa? Mạnh tay chia sẻ nhá. Mạnh tay chia sẻ nào. Lên luôn cho tình yêu con ví nam. Ví nam này nhá, ví nam hộp cứng
Ví nam hộp cứng ok chưa? À dùng XS Max cớ sao dùng ốp iPhone 6H chị Hương. Ôi dồi ôi khổ quá, nhìn biết đúng không ạ? Khổ khổ quá, nhà nghèo. Băng này tinh thật. Băng đồ này tinh nó ăn luôn. Nó là có tiền rồi. Có là gì nhỉ? Nhà nghèo quá. Có nào mua iPhone X mà không có tiền mua được cái ốp ạ? Đúng rồi. Không có tiền mua nổi ốp luôn, 99k. Thôi mạnh tay chia sẻ cho em đi, nói mãi rồi. Ôi khổ quá đấy. Trời ơi, Ngọc ơi quay chị quạt đây cái. Được quay đây này. Ủa, mình bảo là đùa, mình bảo là sao nóng thế, từ nãy giờ cứ vớt mồ hôi. Cậu lại quay là em đang quay đầu kia, em ngồi đây là quay đầu kia. Nhưng mà hôm nay chưa bật điều hòa. Không phải thì nóng à? Quay thì nóng không? Nóng mà. Nóng mà đúng không? Nào, 99.000 đồng nhá. Bây giờ các chị nào không chia sẻ em hủy quà luôn. Hủy luôn, bây giờ làm nào được đúng không ạ? Quà nó chỉ có bằng này thôi, nó có không có nhiều đâu. Con này em bán rồi. Em bán 149.000 em bán rồi. Hôm nay em tích thì em chia nữa bác thôi. Đúng không các bác? Chả mất công cái gì, chia sẻ mạnh tay cho em Hương, em Linh đi. Hai em ngồi đây, hai em xinh đẹp xinh tươi như thế này mà không mất mà, chia không cho các em chia sẻ được một hai lượt đúng không ạ? Gì mà xuống giá thế, xuống cấp quá em ơi. 99.000 đồng nhá, mạnh tay chia sẻ cho em nào, nhanh lên. Rồi có những con hộp nó hơi vỡ một tí, em mong các chị thông cảm nhá. Đây này, hộp nó hơi nan nan một tí thôi không sao đâu. Hơi nan nan một tí thôi không sao đâu, được chưa? Em auto mặt cho các chị, auto hộp. Đây này. Đây này, đẹp nhỉ. Đây, toàn bộ là màu đen hết. Xịt nhỏ. Màu đen hết, đây là ở bên trong nhá. Mua về tặng cho bố một cái này, đẹp. Thôi mày đừng có hay như đó, thôi mày đừng có hay như đó mày. Hay như mới chả hay như, để im đấy, tặng cho các chị yêu của tao. 99k. Rồi, mày to về lấy là 149k nha em nhá. Ừ, không, 99. Ok chưa? 99.000 đồng. Nào, em bán luôn cho tình yêu. Đấy, da này, mềm. Ôi, mềm như bún luôn. Ok chưa? Nhờ. Em nói thật là 129.000, chưa mua được cái hộp của nó đâu. Chưa mua được cái hộp của nó đâu, hộp cứng của em nhá. 99k một con, mang về tặng cho chồng, được chưa? Nó có rất là nhiều mặt. Rất là nhiều mặt, ok chưa? Sao ví nó có bị thủng rất là nhiều. Rất là nhiều mặt. Rất là nhiều mặt nhá. Được chưa? Nó toàn màu đen hết. Đây này, ví dụ em mở ra bên trong này, nó chỉ khác một tí này, cái họa tiết của nó này. Đấy, con cá sấu nhá. Đẹp lắm, chị đang cần. Đấy, thoải mái đi. Mở thoải mái đi, đây này. Con này là con DZ này. Bên trong con DZ này, ok chưa? Được chưa? Con này bị vỡ hộp rồi. Con này đấy. Con này vỡ hộp rồi này. Xịn này. Con này có thằng nào lấy về dùng không? Bị vỡ hộp mất rồi này. À mà thôi em vẫn rồi. Thôi các chị ơi, con này vỡ hộp thông cảm của em nhá. Chị nào bị dính về con vỡ hộp thông cảm nhá. Quan trọng nhất nó là cái bên trong mà. Nó là cái bên trong mà, nó vỡ hộp tí thôi. Có con này bị vỡ hộp rồi. Mỗi con này bị vỡ hơi te tua tí thôi. Còn đâu thoải mái ok đi. Rồi, 99k là bác tranh chia sẻ mảnh tay cho em. Chia sẻ mảnh tay mảnh chân cho em Hương và em Linh nhá. À, ok tình yêu, chị Phước Trần này, chị Thuận Phan này, chị Như Ý này. Chị ghi được không em? Chốt được đúng các chị ý không? Chị Như Ý này, mày ghi tên luôn đi. Lấy giấy bút ra ghi đi, ghi luôn vào một tờ giấy đi. Ghi luôn tờ giấy đi. Chị Phước Trần này, Thuận Phan, Phương Phạm này, Như Ý, Thuận Phan, chị Nguyễn Hạnh này, ok tình yêu. Chị Hoàng Ngân này, Vân Lê này, chị Nhung Nguyễn này. Một cái này ok nhá. Chị Hạnh Nguyễn ok này. Chị Tuyết Nhung này, ok tình yêu. Mạnh tay chia sẻ cho em rồi, tình yêu gì đây, Thảo Nguyên này. Còn cái nào không? Hết rồi. Hết Vì Nam. Hết Vì Nam rồi, các bác mạnh tay chia sẻ cho hai em nào. Rồi, tiếp. Còn nhiều món nhở. Tiếp. Các bác bây giờ thích lên cái gì? Thích lên cái gì em Hương chiên cho tình yêu, gọi là tới bến luôn. Chiên tới bến cho bác luôn. Hết visa rồi. Mạnh tay chia sẻ cho hai em nào. Ok chưa? Hôm nay em Hương đã lên sóng rồi, các bác cứ yên tâm đi. Đã lên sóng rồi. Vỡ hộp cũng được, đúng rồi. Em mong các chị thông cảm một tí. Có một số con nó vỡ không vấn đề gì đâu. Không vấn đề gì một tí nào luôn. Luôn. Đây này. Cho cái này lên đây. Bích lên đây. Em đặt lên, đặt mấy cái lên đây. Đặt mấy cái lên đây. Úi dồi ôi, con này hot này. Đây. Con này xịn này. Úi, nhìn thấy cái này là biết cái gì rồi đấy. Nhìn cái này là biết cái gì rồi đấy. Nghe nhạc điệu đánh chương trình các chị ạ. Đây, úi dồi ôi, toàn con xịn. Nước hoa, hôm nay em lại không có nước hoa bác ạ. Hôm nay em không có nước hoa, em nói thật các chị, chia sẻ với em yếu đuối quá. Chia sẻ với em Hương yếu đuối quá, chán quá. Không. À hôm nay có túi ESL à chị, có bình tĩnh, cứ đấy, bình tĩnh đấy. Cứ bình tĩnh. Các bác mạnh tay chia sẻ cho hai em đi. Hiệu đình đám. Ôi toàn hàng xịn đẹp đến nay mà không chia sẻ cho hai em, phí quá. Dạo này phí quá. Dạo này yếu đuối quá. Nhưng mà như kiểu buổi tối chia sẻ yếu hơn buổi trưa hay sao? Hay là đấy nhỉ? Tao quay buổi trưa nhá. Hay là quen mặt chị rồi.
thề luôn, quay buổi trưa lúc nào cũng phải hơn 1.000 lượt chia sẻ, thề phải nói thật luôn. Túi đi em à, có kính nam không? Có, hôm nay em chưa có, hôm nay chưa có kính nam các bạn, hôm nay em chưa có kính nam, hôm nay em chưa có đâu. Đó, nhưng mà em lên hôm nay có cho các tình yêu của này, yellow này. Kiểu á, buổi trưa quen mặt chị rồi, chị hô cái các tình yêu chia sẻ buổi trưa mạnh dã man luôn. Buổi trưa em, các chị biết rồi đấy, buổi trưa em quay thì lúc nào, nói chung buổi trưa quay sẽ ít hơn buổi tối, thì buổi tối các chị rảnh mà. Nhưng mà hay là tại em dễ dãi quá, toàn nhờ các chị chia sẻ 2-3 lần đấy, các chị quen rồi. Chả thế rồi. Tại các chị dễ dãi quá, các chị chia sẻ mấy trăm chị, 400-500 chị mà chia sẻ ít, yếu đuối quá. Các chị hãy tay hộ em, chị chia sẻ được các một chia sẻ yếu đuối, chia sẻ yếu đuối quá. Bây giờ tặng cho tình yêu, bây giờ nghĩ đến tặng cho các chị yêu cái gì để cho các chị yêu phải chia sẻ cho mình cơ, phải chia sẻ cho mình cơ. Đây, các chị yêu thích em tặng cái gì nào, thích tặng cái gì nào, để em lên nào. Bây giờ tặng cho cái này nhá, tặng cho cái này nhá, được chưa? Tặng cho các bác cái này nhá, mạnh tay chia sẻ cho hai đứa nào, ok chưa? Bác, các bác nhá, em tặng cho tình yêu con này, được không? Được không? Chơi không? Chơi con này luôn nhá, con hơi mệt này nhá. Nào, ui xịn thế. Có đúng mấy con thôi. Đây, chỗ bên trong này. Nhìn đây, sướng nhỉ. Con này bác nào nhanh thì được, tại vì số lượng nó không có nhiều. Nhưng bây giờ các bác chia sẻ mạnh tay cho em, để em bắt đầu mới lên con này không? Bắt đầu chia sẻ mạnh tay cho em, mới lên con này, tí nữa. Không thì thôi, tí nữa em bán con này, em lại không tặng nữa. Đúng rồi, toàn siêu phẩm đây, mạnh tay chia sẻ cho em đấy. Tặng bao nhiêu món sướng đời đúng không ạ? Các bác bây giờ nha, em nói thật với các chị luôn, cứ đầu like em mang 99.000, em mang 90.000, 80.000, 50.000 em mang ra em bán hết. Đấy, các bác mạnh tay chia sẻ đầu like cho em, những chị yêu nào đầu like chim. Em nói thẳng từ đầu luôn, quan điểm của em luôn là bây giờ không chia sẻ thì em hủy hết quà. Tại vì sao? Buổi trưa thì em Hương chuyên quay buổi trưa. Đấy, các chị buổi trưa rất là quen với cái việc là em Hương gọi là cứng rồi, không chia sẻ em Hương xin phép hủy. Thế nhưng mà buổi tối thì em Linh em đang rất là mới, em chưa quen với cái việc cứng, nghĩa là thôi các chị chia sẻ cho em. Đấy cũng được, nhưng không, em không, quan điểm của em nó rõ ràng đúng không các bác? Các chị yêu thương quý em, các chị yêu thương em, quý em Linh, các chị mạnh tay chia sẻ cho hai em thì cũng gửi đến cho các chị những cái món quà đúng không ạ? Thực ra những cái món quà này đối với các chị, nhiều chị mấy trăm nghìn, 500.000, 300.000 chả đáng bao nhiêu, nhưng nó đôi khi nó lại là cái tình cảm, nó là cái tình cảm của bên em gửi đến cho các chị đúng không các bác? Đúng không ạ? Bây giờ tội gì mà không chia sẻ đâu, lên nó tình yêu con này nhá, con hơi mệt đấy nhá, em không bỏ cái tên thương hiệu ra nữa. Tại vì sao? Tại vì là nó có cái tên thương hiệu ở đây thôi, các chị yêu cứ nhìn cái hộp này là biết rồi, cứ nhìn cái hộp này là biết rồi, con ngựa rồi đây rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Mạnh tay chia sẻ cho em nhá. Nào, đây, con này nhanh tay thì được thôi, số lượng không có nhiều đâu. Ui, con này là một con màu ghi. Thôi nhá, không bỏ ra nữa nhá, cất đi, em nói thật luôn, em cất đi. Chị nào thích mà biết con này rồi, biết con hàng hơi mệt này rồi thì mở không? Có mở ra không? Mở ra các chị thỏa mãn cái, mở ra không? Ra cái hàng hơi mệt này nó chỉ đắt ở cái thương hiệu thôi. Nó đắt ở cái thương hiệu thôi, thật, em nói thật đấy, nó đắt cái thương hiệu thôi. Nó là cái hàng, nếu mà xét về hàng ong, nó là hàng đắt tiền nhất trên thế giới mà, đúng không? Đắt tiền nhất, một cái con ngựa của nó nhá, một cái con ngựa, cái móc chìa khóa con ngựa ấy. Đấy, là 16 triệu. Đấy. Còn túi sách của nó thì là 400 triệu này, có cái mẫu túi gì mà nó ra hàng số lượng ấy nhở, mà trên thế giới chỉ có bao nhiêu cái đấy, mà Việt Nam mình có đến mấy chục cái đấy, toàn hàng fake nhở, toàn người nổi tiếng người ta dùng hàng fake lòi các bác ạ. Người nổi tiếng người ta dùng hàng fake lòi ra mềm dã man luôn. Ui hồi các bác ơi, mềm lắm. Nào, em bán được tình yêu con này 99k nhá, 99k. Ở trên thế giới nó chỉ có mười mấy cái thôi, mà Việt Nam mình phải đến 50 cái người nổi tiếng dùng. Đấy, không biết ai là dùng hàng fake đúng không bác? Trên thế giới, trên thế giới, kể cả trên thế giới không hay biết là ai thật hay giả. Ở trên thị trường Việt Nam mình, người nổi tiếng người ta vẫn dùng hàng fake đầy. Người ta dùng hàng fake mà đúng không ạ? Tội gì mình bỏ ra, em nói thật, bỏ ra 100 triệu mua cái túi, ui xót tiền lắm. Làm gì có, em nói thật, ở đây có chị nào chỉ dùng đến cái túi tầm 50 triệu thôi. Hôm nào cho em sờ một cái. Đẳng cấp lắm rồi. Hôm nào cho em sờ một cái, thật, em chưa được bao giờ sờ được về cái túi 50 triệu đâu. Thật đấy, thật
thật luôn mà. Đấy, thế nên là em nói thật luôn, trên thế giới người ta thường phách lỏi, mình chả sao cả, hàng cứ đẹp là được, hàng cứ đẹp, da cứ mềm là được, đúng không ạ? Đúng, nó quan trọng là cái thần thái. Thần thái đúng rồi, đi ra được đúng không? Thôi đây. Đấy. Đây là được cặp này thôi, rồi thần thái đã mặc. Đấy, dù là hôm nay em mặc rất là học sinh. Đây, em đi dép ISL này các chị này. Có bao giờ nghĩ bản dép này của em mấy chục triệu không? Em mua ở trên ngã tư Sở, chợ ngã tư Sở có 100 từ. Có 100 từ rồi. Được chưa? Mọi người cho 99k nhá. Comment giúp em mã này là mã mã nói với mã gì bây giờ nhỉ? Mã gì cho nó sướng bây giờ nhỉ? Hơi mệt. Hơi mệt đó thôi mà. Ừ, hơi mệt đi. Hơi hay mệt. Hay là hơi khỏe. Hơi mệt đi. Hơi mệt 99.000 nhá. Hơi mệt 99.000. Đấy, em nói thật luôn, bán cái giá này thì em các chị sướng thôi, em không sướng đâu. Các chị sướng thôi, em chưa sướng đâu, tại vì em lỗ rồi. Thật. Em lỗ sấp mặt rồi. Em lỗ sấp mặt. Lỗ sấp mặt rồi, bảo sướng ngơi lên thì bán thôi, gọi là hứng lên, ngoài máu lên, hấp lên thì bán thôi, 99.000 đồng thôi, bán cho chị nào chia sẻ nhá. Em bán cho chị nào chia sẻ nhá, comment cho em hơi mệt đi, hơi mệt đi, viết kiểu gì thì viết, cứ đúng là đúng cái mã này là được, cứ đúng cái mã này là được, để nhân viên nhà em nó đọc comment của các chị nó biết, nó phát hiện ra là các chị comment mã hơi mệt là được, được không ạ? Có được không các bác? Mạnh tay chia sẻ nào, hơi mệt nhá, ok rồi. Chốt cho chị yêu này, nhanh tay này, chị Sam Trần này. Chị Sam Trần một cái này, Oanh Nguyễn một cái này, chị Phạm Thị Thuận một cái hết luôn. Đây này, có ba cái này. Hôm nay em mạnh dạn em mang em bán nhá. Hôm nay em mạnh dạn em bán thì 9.000 nhưng các chị sướng mà em không sướng. Mạnh mẽ. Các chị sướng mà em chưa sướng đâu. Ông bán này chết, 99k được chưa, ok chưa? Chị nào không chia sẻ em xin phép hủy hết. Không chia sẻ em xin phép hủy hết, nhận cái đôi cái quà này của em nói thật luôn các chị, nhớ đời luôn, sướng đời luôn. 99.000 đồng đúng không ạ? Em lại bán cho các chị yêu thoải mái luôn, được chưa? Lại chơi giống chuẩn luôn, em chơi giống anh Quân luôn, giống Quân luôn. Quân anh mắt thằng Quân này, thằng này hay phết nhở, thằng này điệu thế, thằng này điệu thế, cái tay nó như này, tay tay nó như này này đấy. Ui dồi ôi, đấy. Luôn em con gái không bằng nó luôn đấy. Mày rồi, học tập rồi đi. Ui dồi ôi, khiếp, nó cầm cái đôi giày như này này đây. À, các chị ơi ok chưa ạ? Em lên lại nhá, ok chưa ạ? Các chị ơi ok chưa ạ? Ui dồi ôi, dẻo lắm luôn các chị ạ. Em xem nó mà tối hôm qua em xem nó mà rồi ôi kinh khủng lắm, không ngờ anh Bách ở trên đây kiếm được một đàn em gọi là kinh khủng như thế. Có khi là em ở đây hơi bị lo lắng đây ạ. À, hơi bị lo lắng đấy. Đàn đây có gì nhỉ? Thế con gì cho các chị thích cái đây? À, nhìn thấy chị không mà có, em có như này tình yêu Thảo Trần nhá. Hơi mệt đấy, chốt rồi đúng không? Ghi tên à? Hay là ghi lái check? Ok rồi. Ok rồi gì? Ghi từng chị một à? Ok chưa? Rồi, trời ơi bán hàng ngay trên sân khấu đây. Ui các chị coi như em đang diễn hài cũng được. Cứ đang diễn hài cũng được, tấu hài cũng được, kiểu gì cũng được. Kiểu gì em cũng chơi. Ok chưa? em bán dép lại quảng cáo. Đâu, lấy cái gì chị? Đấy, lấy cái chồng đấy về đây. Lấy chồng đấy về đây. Ok chưa? Rồi, lên nốt tình yêu nhá. Bây giờ Linh lên nốt cho các chị đi. Cái hàng này của em thì có nghĩa là bây giờ em vẫn còn. Có nghĩa là con đầu tiên em chia nốt tình yêu 99k. Bây giờ đến chuyên mục em Hương bán hàng rồi. Các chị nào đang muốn săn những cái mã vừa rồi em vừa bán nhá. Nó chỉ chênh hơn giá bình thường một chút xíu thôi. Một chút xíu thôi. Còn các chị yêu đã mua hàng nhà em rồi thì các chị biết rồi, đúng không ạ? Buổi trưa em Hương đã bán rồi, bây giờ sẽ là buổi tối em Linh bán nốt tình yêu. Những cái mã này nó thật luôn là những cái mã rất là tuyệt vời. Ở trên thị trường bán cho các chị yêu sẽ tầm từ 700.000, khoảng 700.000 đến 800.000 một con. Hàng clip cầm tay này, cái này ngày xưa cộng tác viên, cái giá cộng tác viên em nhập vào, nghĩa là em là người đi bán hàng người khác ấy, giá cộng tác viên của nó phải tầm hơn 300. Có mã rẻ rẻ nhỏ nhỏ cũng phải tầm 250 rồi, không có giá yêu thương như này đâu. Hôm nay Hương sale cho chị yêu nhá, sale luôn, vừa bán vừa sale luôn. 229.000 đồng, Linh bán nốt tình yêu 229k các chị yêu nhá. Mỗi mã nó chỉ có vài mã thôi. Mỗi mặt nó chỉ có vài mã thôi. À, em cảm ơn tình yêu anh Ly nhá. Cảm ơn tình yêu anh Ly. Ok chưa, bao nhiêu tư vấn chưa nhận được chị Lê Hương ơi. Chắc chắn là chị nhận được trong 1 đến 2 ngày nữa đấy. Inbox cho em với nhá. Inbox cho em kiểm tra đơn hàng của chị rồi em. Em Hương lên nốt tình yêu một mã xong rồi Linh sẽ tiếp tục nhá. Em Hương lên nốt tình yêu con này. Con đây eo vì. Ok chưa? Được chưa ạ? Đấy. Con này bình thường em bán nốt tình yêu là 299k. 299k các chị nào mua của em thì nhớ rồi đúng không ạ? Mua thì nhớ rồi. Hôm nay nó còn sót lại một ít, em bán chia nốt cho tình yêu. Hôm trước bán 299k gần 1.000 sản phẩm. Gọi điện không nghe máy thì nó còn sót lại khoảng tầm 200. Còn sót lại khoảng 200, bây giờ nhà em còn khoảng tầm hơn 100 nữa thôi. Em sale nốt cho tình yêu.
sale nó cho người yêu 229.000 đồng, ok chưa? Áo chống nắng em Hương hôm nay đã bán rồi và hết rồi, nhận được hai, ok, cảm ơn tình yêu Hoàng Lê nhá, cảm ơn tình yêu Hoàng Lê. Lên nó tình yêu con này 229.000 đồng là giá sale xả sập sàn luôn nhá, các chị yêu nhận hàng về tay yên tâm luôn với các tình yêu luôn, là hàng rất là xịn sò, được chưa ạ? Được chưa ạ? Bình thường bán 299.000 đồng, hôm nay sale được hẳn 70k rồi, sale được hẳn 70.000 đồng một con rồi, yên tâm luôn, hàng không phải lúc nào cũng có cái lô này đâu ạ, không phải lúc nào cũng là lô club hàng thương hiệu này đâu, mà lại còn rẻ như này nữa đấy. Chị nào chuyên chơi cái hàng thương hiệu này thì biết ngay, em nó chỉ có nói giá hơn 200 một cái là các chị biết ngay luôn, đúng không ạ? Là con này là mình phải mua rồi, và không phải mua một con hai con mà phải mua vài con vào. Lên có tình yêu nhá, 229.000 đồng, ok chưa? Nào con này con eo vỉ, ui này vật nó đẹp nhờ, đây. Được chưa? Con nào con đấy đẹp xuất sắc luôn. Con nào con đấy đẹp xuất sắc luôn. Con này size khoảng 25 nhá. Size 25 thế. To hơn những cái con clip trước đây em bán, có nghĩa là size của nó dài hơn một tí, rất là sang chảnh. Nào, được chưa? Rất tuyệt vời luôn. Con này con màu đen, em xin phép che cái tên thương hiệu của nó đi. 229.000 đồng, chị nào lấy mã này comment cho em. Comment cho em mã này là mã M1 nhá, có dây đeo bên trong. Có dây đeo bên trong. M1 kèm số điện thoại. M1 kèm số điện thoại. Cái gì đấy? M1 kèm xuống lại có dây đeo nhá. Thôi chả bỏ dây đeo vào nữa đâu. Các chị nào mà thích dùng dây đeo, các chị cho dây đeo vào. Em nói thật, bán hơn 200.000 là các chị nghe là các chị đã biết rồi. Đừng nói đến là cái việc là chất lượng hàng, nó thật luôn để em bảo hành rồi đúng không ạ? Chứ còn bán đến hơn 229.000 đồng, thẻ đầy đủ bên trong nhá, thì thoải mái đi. Chốt hàng một thoải mái tự tin mà mua các bác ạ. Quá rẻ luôn, quá rẻ quá đẹp luôn. Nay săn mấy con mà dùng. Đây, đẹp chưa? Con này là con eo vì. Con eo vì nhá, con này là hàng dập chìm dập nổi thoải mái này. 229k. À M1 chứ nhở? M1 à, giờ, ok, cảm ơn tình yêu nha. Trở thành fan cứng của hai phết luôn. Comment cho em mã M1 nhá. Chị Liên Hoàng một cái này. Chị Dương Nguyên một cái này. Có thắt lưng nữa không? Hôm nay em chưa có thắt lưng nữa. Chị Dung Trần một cái này. Ok chưa? Con M1 còn một cái nữa là hết, thoải mái đi, thoải mái cho em nhá. M1 chị Phan Minh. M1 các chị mang về đi tặng đi biếu thật luôn, quá tuyệt vời luôn. Huệ đặt cho tớ, các chị cứ comment M1 kèm số điện thoại cho em là được. M1 kèm số điện thoại cho em là được, chứ các chị Huệ đặt cho tớ hay đâu. Chị Bin một cái này. Bin một cái, được chưa? M2, Linh lên nốt M2 đi. M2 cho các chị đi. Em chọn mẫu đâu có tình yêu. Đây này. Ui em chọn đi đây này, có đi hết rồi này. Này đẹp nhỉ. Đấy, lấy con M2 này luôn. Đấy. M1 chị Mai hả nhá. M2. M2 em lên con này là các chị yêu nhá. Rồi, M2 Linh lên đi. Đây M2 này. Bây giờ là ôi trời, cái quả tém lạnh quá. Không chị lạnh à? Lạnh rồi. Ôi hay chị nóng quá, tại chị nóng, chị bầu thì nóng quá. Nóng, chị bầu chị nóng ý. Em sẽ lạnh các chị nha, em chào các bác nhá. Em phải đi về với con em lên sóng tí thôi. Đã sóng tí thôi các chị yêu ạ. Mình nhận được túi và giày bên mình rồi, đẹp thích lắm, cảm ơn chị yêu Hiếu Nguyễn nhá. À, bây giờ là em cũng không dám làm phiền chị Hương nữa nên là tối chị Hương phải về chăm con, còn em sẽ là người vẫn là buổi tối phục vụ các chị yêu ở đây. Bây giờ lên con M2 tiếp tục cho các chị yêu nhá. Một con này ISL. M2 là con ISL các chị yêu nhá. Con này mở ra siêu hộp, siêu đẹp luôn này. Hộp đã xịn rồi. Úi giời ơi, của mình số lượng có hàng quá. Có bấy nhiêu à? M2 này. M2 con này có đúng hai con thôi. M1 cho Vũ Hạnh nhá. M1 chị Vũ Hạnh có đơn rồi ạ. Mã M2. Con này các chị yêu nhá. Ví nhà em từ lúc cầm tay thì cái đợt này nhà em gọi là săn được cái lô này. Size nó to hơn, nghĩa là dài hơn so với size mình ngày trước các chị yêu nhá. Cho nên là con này nó xinh hơn này. Xin chào chị Hoa Vũ nha. Mã M2 của em một con ISL. Đây, dây xích. Con này là màu nâu các chị yêu ạ. Màu nâu, con này màu siêu chảnh luôn. Em có đúng hai con thôi. Mã M2 có đúng hai chiếc rồi ạ. Chị nào nhanh tay được nhá. Comment luôn cho em M2 kèm số điện thoại cho đơn ạ. Kính thì là khoảng vài live stream nữa sẽ like sau. Chị anh đi nhá, cứ đợi em đi ạ, bình tĩnh đi. Em biết là nhiều chị ở đây đang hóng kính bởi vì là các chị sắp đến mùa đến du lịch rồi đúng không ạ? Các chị yên tâm, nhà em sắp nhập kính về rồi các chị ạ, cứ bình tĩnh đợi em nhá. M2 chị cũng phải có đơn này, ok tình yêu. M2 chị Jimmy này, ok tình yêu. Hết M2 luôn nhá. Hết M2 rồi. Xin chào chị yêu Như Thùy nha. Xin chào tất cả các chị yêu của em ạ. Bây giờ là em lên sẽ là người lên tiếp tục phục vụ các chị yêu đây. Lên con M3 nhá. Ui con này đẹp này. M3 lên một con điều. M3 lên một con điều tình yêu ạ. M2 hết rồi chị yêu ơi, hết sạch M2 rồi ạ. M2 chị Hà nhím sự bị giúp em nhá.
Hôm nay cờ lúc cầm tay và ví em bán cho các chị yêu với giá là 229.000 đồng các chị yêu nhá. À, Linh ơi tối qua cho combo à? À chị hoàn toàn bảo yên tâm nhá, chị, ngày mai chị bây giờ chị inbox cho bên em đi ạ. Ngày mai sẽ có nhân viên check lại cái tin nhắn của chị yêu nhá. Lên tiếp tục này, con M3. M2 hết rồi tình yêu ơi. M3 này, đấy con này đẹp này, xịn lắm. M3 này. Úi giời ơi. Nhìn cái đường da của nó các chị yêu ạ. Chuẩn xịn nét luôn, từng đường kim cũng chỉ các chị yêu nhá. Mã M3. M3 em chỉ có đúng hai con thôi ạ. M3 một con điều nhá. M3 một con điều màu đen, có kèm dây bên trong các chị yêu luôn này. Mã M3. Đây. Thẻ cứng thẻ ngành đầy đủ các chị yêu luôn nhá. Mã M3 229k Sky nhá. 229k. Mã số M3 có đúng hai chiếc thôi ạ. Dây bên trong đây. Nói chung là bây giờ hàng em chuẩn xịn nét. Đây. Bên trong của nó đây các chị yêu nhá. Ngăn rộng thoải mái luôn này, đầy đủ luôn, rộng mênh mông luôn. Xích của nó đây các chị yêu nhá. Mã số M3. Em có đúng hai chiếc thôi ạ. M3 hai chiếc các chị yêu nhá. Chị nào chốt M3 thì comment luôn giúp em. M3 kèm số điện thoại chốt đơn. Ok tình yêu. M3. Một con điều tình yêu nhá, có đúng hai chiếc thôi ạ. Chị nào nhìn tay thì được. Màu đen. M3 tình yêu nhá. Mã số M3 giúp em. Ok, M3 chị Hoa cũng có đơn ạ. M3 chị Thương Trần có đơn nhá. Chị Thương Trần có đơn này. Đây. Hết sạch M3 rồi ạ. Hết sạch M3 rồi ạ. Lát nữa em lên cao gót và xăm đan sau chị yêu nhá. Hôm nay nói chung là em Linh thực sự là cũng có một câu chuyện muốn, nói chung là muốn nhắn nhủ với các, gọi là muốn tâm sự, muốn chia sẻ với các chị yêu đấy ạ. Nhưng mà chị Hương hôm nay lên gọi là, nói chung là lát nữa em sẽ gọi là bày tỏ cái tâm tư tình cảm của em với các chị yêu nhá. M3 hết rồi các chị yêu ạ. Hy vọng là lát nữa các chị yêu vẫn còn đủ kiên nhẫn để nghe em tâm sự. Thực sự là ngày hôm nay em muốn nói rất là nhiều. Lát nữa các chị đợi em một lát nha. Em sẽ, nói chung là bây giờ đang bán nút đã không nhiều, chị lại em hóng quá. Lên con M4 này. M4 một con LV nhá. M4 một con LV các chị yêu nhá. Hộp của nó nói chung là xịn đét rồi. M4 của em này. Con này này, comment luôn giúp em. M4. Con này là màu đen. M4 màu đen LV. M4 màu đen LV chị yêu ạ. Con Louis Vuitton các chị yêu nhá. Màu đen LV, mã là M4. Comment luôn giúp em. M4 kèm số điện thoại chốt đơn. M4 tình yêu ơi. M4 này, đây. Một con LV màu đen nhá. Con này thì chuẩn xịn đét rồi. M4 này. Rồi. Xịn chưa? Màu đen các chị yêu ạ. M4 chốt luôn cho em nhá. Ok tình yêu, M4 chị Vũ Hạnh có đơn ạ. M4 chị Trần Hương. M4 chị Vũ Hạnh có đơn rồi. M4 chị Phước Trần. Úi giời ơi con này xịn nhở. M4 này. Xịn chưa? Chuẩn từng đường kim mũi chỉ luôn. Dập trong dập ngoài. Da của nó sở sướng lắm, phê luôn các chị yêu ạ. M4 giúp em nhá. Comment M4 kèm số điện thoại chốt đơn. Bên trong đây đầy đủ, nói chung là các chị yêu bỏ thẻ ngân hàng này, thẻ cứng thẻ ngành đầy đủ luôn các chị, cho các chị yêu nhá. Mã M4 229k chị Phước Trần ơi, chị Phước Trần nhá. Bình thường đang bán là cái giá 299k. Ngày hôm nay là sale rất là rẻ, sale tận 70 các chị yêu rồi đấy ạ. Quá là rẻ luôn rồi. 229k, mã số M4. M4 chị Nguyễn Thu Hương có đơn ạ. M4 chị Thanh Thái này. M4 chị Đồng Thu Hà này. Mã M4 kèm số điện thoại chốt đơn. Hôm nay lên ví cho các chị yêu nhá, túi to các chị bình tĩnh. M4 chị Thu Trang có đơn ạ. M4 chị Đồng Thu Hà có đơn rồi. M4 giúp em nhá. M4 kèm số điện thoại chốt đơn. Mã M4 này. Một con LV lên cực kỳ sang chảnh luôn. Đây M4 của em nhìn kỹ giúp em nhá. Cực sang luôn, mã M4 cực sang luôn. Mặc cái gì cũng hợp các chị yêu ạ. Các chị mặc đồ công sở cũng hợp, mà mặc như em các chị yêu nhá. Dáng rất là năng động thôi, quần jean sơ viên và áo phông thôi, nhưng mà cũng rất là năng động. Mã M4. Một chiếc ví cầm tay này, có luôn cả dây đeo cho các chị nhá. Dây đeo bên trong đây, cực sang luôn. Mã M4 comment luôn cho em. M4 kèm số điện thoại chốt đơn ạ. Ok, Trần Hương lấy M4 đó, xoáy Trần Hương đi anh ơi. M4 chị Đinh Thị Lụa có đơn ạ. M4 chị Đinh Thị Lụa có đơn, ok tình yêu nhá. Mã M4 kèm số điện thoại cho đơn. Nhìn kỹ giúp em nhá. Một con màu đen. Màu đen thì chị nào cũng thích rồi. Chị Vũ Hạnh ơi, ngày mai sẽ có nhân viên nó gọi điện cho chị yêu nhá. Chưa có giá, chưa thấy hàng, đã thi nhau đặt hàng. Đúng rồi, chị điện lành Trình Vân nhá. Thực ra là nhà em ấy, đến với nhà em nhiều chị không cần ghi giá đâu, bởi vì là giá nó rất là rẻ rồi. Và hơn nữa là các số lượng nó có hạn, nên là các chị chỉ lo là các chị có mua được hay không thôi, chứ còn cái vấn đề mà giá thành nó không phải là vấn đề. Và hơn nữa là cái mẫu mã nhà em con nào cũng đẹp rồi. Nói chung là nhà em những chị nào hay quen mua ấy, chỉ quan trọng là có mua được hay không thôi, chứ còn không quan trọng là giá thành đó chị yêu ạ. Vì giá nhà em bao giờ cũng bao giá thị trường hết luôn rồi. Lên một con vơ sạc nhá, mã M5 này. Em lên một con vơ sạc M5, lên một con vơ sạc. Em sẽ che luôn cái tên thương hiệu nhá, sợ là nó rất là nhiều cái vấn đề nên em sẽ che thương hiệu trước đi. Mã M5 này. Ui con này xịn lắm. M5 một con vô sạc các chị yêu ạ. Đây, M5 vô sạc. Nhìn túi nó đây sướng ở đây, túi của nó đây. M5 vô sạc này, con này là màu gì đây? Ui con này màu đen này. Màu đen.
một mã số 15 tình yêu ơi. Đây. M5 này, con này xịn nhở. Đây. Ôi. Đây 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 đây, nhìn kỹ giúp em mã M5 các chị yêu nhá. M5 này. Úi giời ơi, chuẩn xịn đét chưa? M5. M5 comment cho em M5 kèm số điện thoại chốt đơn. M5 chị yêu nhá, một con vô sạc. M5 là một con vô sạc. Con này màu đen đây. Hình này. Hình này đố các chị biết là hình gì? Đố các chị biết hình này là hình gì? Biểu tượng của vô sạc nhá. Mã M5 tình yêu nhá, 229k. Giá quá rẻ rồi các chị yêu ạ. Chưa bao giờ nhà em bán cái này giá rẻ như thế. Mã M5 chị yêu nhá, mà đây là hàng mới của nhà em nữa. Hàng mới cực kỳ luôn, toàn hàng mới, bán giá giật mình. Mã M5 comment luôn giúp em nhá. M5 kèm số điện thoại chốt đơn. Đây, một con vô sạc màu đen. Nhìn kỹ giúp em, da này là da siêu mềm chị yêu nhá. Đây, thấy không ạ? Chuẩn đét luôn. M5 chị Tuyết Nhung có đơn này, M5 chị Hằng Nguyễn có đơn luôn này. Ok tình yêu nhá. Mã số M5 kèm số điện thoại chốt đơn. Size ví này của em nó to các chị yêu nhá, size 25. Con này size khoảng 25. Rất là dễ đeo luôn, rất là dễ đeo luôn chị yêu ạ. Chị nào không thích làm ví cầm tay các chị có thể làm một túi đeo chéo chị yêu nhá, làm một túi đeo chéo được thoải mái luôn. Mã M5. M5 kèm số điện thoại chốt đơn giúp em, 229k thôi. Bán hôm nay rất là rẻ rồi. Bình thường không bao giờ có giá này cả. Mà đây là hàng mới các chị yêu nhá, hàng mới nguyên luôn. M5 kèm số điện thoại chốt đơn. M5 229k cho anh Nguyễn nhá. Ví và clip cầm tay ngày hôm nay đồng giá 229k hết luôn. M5 chị Mai Hà có đơn luôn này. Mã M5 kèm số điện thoại chốt đơn, vô sạc màu đen. Ok chị Mai Hà rồi đơn rồi ạ. Mã M5 tình yêu nhá. Đây. Ui con này đẹp này. Nhưng mà số lượng có hạn. Lên một con ISL các chị yêu nhá. Em lên một con ISL. Đây. M6 này. M6 lên một con ISL nhưng mà lại số lượng có hạn. M6 em lên một con ISL số lượng có hạn tình yêu nhá. Có đúng 2 chiếc thôi ạ. M6. Con này của em là một con màu xám, màu xám. Hay còn gọi là màu gray các chị yêu ạ. Mã số là M6, em có đúng 2 chiếc thôi. M6 ISL. Mã M6. Đúng rồi chị Hoài Thu Ngô nhá. Trưa nay chị Hương live hơi muộn chị yêu ạ. Cho nên là ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện lại cho chị yêu nhá. Mã M6 này. Em có đúng 2 chiếc thôi. M6 ISL. Dây xích bên trong các chị yêu nhá, xích bên trong các chị yêu. Đây, thẻ cứng thẻ ngành đầy đủ này. Hơn nữa cái này có các chị yêu bỏ đủ giấy tờ luôn, chứng minh thư, bằng lái xe hay là thẻ nhà này, thẻ vé xe tháng đủ kiểu luôn, thoải mái luôn. Mã số M6 em có đúng 2 con thôi ạ. Màu này siêu tây luôn các chị yêu nhá, siêu xanh chảnh luôn. Mã M6. M6 229k kèm số điện thoại chốt đơn. Cái màu này em thấy là chị nào cũng cần nên có, bởi vì màu này nó lạ các chị yêu ạ, màu này nó rất là lạ. Màu đen, màu đỏ là các chị có nhiều rồi. Nhưng mà nên có những cho mình những cái màu như thế này nhá. Mình kết hợp với quần áo, đôi khi nó chơi màu rất là chất luôn. Mã M6 tình yêu nhá, có đúng 2 con thôi ạ. Có đúng 2 con thôi, M6 có đúng 2 con thôi. Chị nào chút nhanh gì được. Ui con này đẹp này. Ok, M6 chị Kim Thanh Trần có đơn ạ. M6 chị Loan cũng có đơn này. Hết M6 chị em chị yêu nhá. Hết M6 rồi. Chị Anh Vân Phùng dự bị giúp em. Hết sạch M6, em lên M7 này. M7 này. M6 hết rồi tình yêu ơi, hết sạch M6 rồi. Hết sạch M6 rồi ạ. M7 này. Em nói rồi, hàng số lượng nó không có nhiều nên là chị nào mà thích con nào chốt nhanh giúp em nhá, chốt nhanh giúp em. Không cần phải lăn tăn đâu ạ, lên con M7. Hàng LV nhá, M7. Lên con LV. Úi dồi ôi. Con này mà mở ra thôi rồi. Ui. Dồi ôi. Xịn chưa? Nào. Nào các chị ơi, M7 của em này, xịn chưa? Mã M7 một con LV màu đỏ đâu các chị yêu nhá. Xịn chưa? Nào. Mã M7 tình yêu nhá, con này này. Xịn đét luôn. M7. Đây. Giấy xích của nó đây các chị yêu nhá. Em sẽ không cần làm xích nữa, bởi vì chị nào mà thích thành túi đeo chéo các chị làm xích đeo chéo cho em. Còn chị nào thành ví thì các chị cứ cầm tay thôi, cắp nách thôi, nó rất là sang chảnh. Cái này mà đúng đẳng cấp luôn này. Mã M7 này, con này sang chưa? M7 cực sang luôn. Giày và lắc, giày lắc em like sau chị yêu nhá. Bây giờ là chuyên mục ví đã, em like ví trước đã. Đấy, giày thì ngày nào em cũng bán rồi. Có những cái món ví này đôi khi nó thỉnh thoảng nó mới về, nó không có nhiều, cho nên là em bán trước để chia các chị yêu nhá. Mã này là mã M7 này. Chị nhỏ. Đây. M7 xịn dã man luôn. M7 màu đỏ quá sang chảnh luôn. M7 kèm số điện thoại giúp em nhé. Mã số M7 kèm số lượng, kèm số điện thoại giúp em. M7. Con này cũng có 2-3 con nhưng có nhiều ạ. M7. Ok tình yêu, M7. Đây, hôm nay không có túi mẫu đơn chị yêu ơi. Túi mẫu đơn nó ít khi về lắm. Hàng đấy hàng chất lượng đấy, ít khi về lắm. Mã M7 comment luôn giúp em nhé. M7 kèm số điện thoại cho đơn. Ok tình yêu, M7 chị Phước Trần có đơn này. M7 chị Hoàng Minh Phương có đơn này. Đây. Xịn dã man luôn. Mã M7 tình yêu nhá. À, ok chưa ạ? Con này đẹp nhở, xịn xịn sò.
Hôm nay lên ví nhỏ chị ơi, hôm nay không có túi to chị yêu nhá. Túi to hôm nay cũng chưa có lên, chưa về đâu chị yêu ạ. Túi to vẫn chưa về đâu. M7 kèm số điện thoại chỗ đơn giúp em nhá. Lên con M8 này. M8. Em lên một con Dio nhá. M8. Em lên một con Dio đi. Đây. M8 này. M8 lên một con Dio đi. Đây. Ok chị yêu Vũ Hành nhá. M8 này. Lên một con Dio. 229k chị Hiệp Nguyễn ơi. 229k chị yêu ơi. 229k chị Vũ Hành. 229k tình yêu nhá. Mã số M8 này. Con này xịn chưa? M8 Dio màu đen nhá. Ra. Rồi ra cực kỳ luôn. M7 ví cầm ví đồng giá 229k chị Ngọc Bích Thắm nhá. Đồng giá 229k hết các chị ơi. Em còn một vài con nữa siêu nốt các chị thôi ạ. Còn đúng một vài con nữa thôi ạ. Mã số M8 này. Đồng giá 229k, áp dụng chia sẻ like các chị yêu nhá. Áp dụng chia sẻ like. Đây, mã M8 của em đây, một con Dio nhá. M8 một con Dio này. Đây, màu đen đây, mã M8. Comment luôn cũng phát giúp em nhá. Mã số kèm số điện thoại chốt đơn ạ. M8 229k, mã M8 một con màu đen. Màu đen chị nào cũng rất là thích dùng bởi vì nó rất là dễ phối đồ. Phối đồ gì các chị cũng ok. M8 của em các chị yêu nhá, màu đen đây. M8. Chốt nhanh giúp em, chốt nhanh giúp em nhá. M8 kèm số điện thoại chốt đơn. M8 chị Trần Hương có đơn này. M8 chị Hoàng Liễu có đơn ạ. M8 chị Vân Vân. M8 chị Vân Vân. Chị Hiệp Nguyễn comment đúng pháp giúp em nhá. Mã số kèm số điện thoại chốt đơn chị Hiệp Nguyễn ơi. Comment như các chị comment ở trên đi ạ. Mã số kèm số điện thoại chốt đơn nhá. Chị Hiệp Nguyễn là khách mới hay sao nên là chưa quen với cách chốt đơn nhà bên mình. Đây. Mã M8 này. Comment luôn giúp em M8 kèm số điện thoại chốt đơn. Chị Hiệp Nguyễn comment đúng pháp với chị yêu ơi. Mã số kèm số điện thoại chị Hiệp Nguyễn nhá. Comment như các chị ở trên đi ạ. Đây, các chị yêu nhận hàng về hộp phun bắc luôn nhá. M8 kèm số điện thoại chốt đơn. Đây. Lên một con vơ sạc đi, lên con M9 vơ sạc này. Hôm nay có like giày chị Ni Nguyễn nhá. Hôm nay em có like giày chị yêu ạ. Đợi một lát đi ạ. Em lên nốt mấy con này lên giày cho các chị yêu đây. Các chị cứ bình tĩnh đợi em đi. Em sẽ like dần dần mà các chị yêu, mới đầu live stream thôi mà. Cái này mà là mới là màn dạo đầu thôi. Mã M9 nhá các chị nhá. Một con vơ sạc màu nâu. M9 một con vơ sạc màu nâu. Con này cũng rất là xịn sò này. M9 này một con vơ sạc màu nâu nhá các chị nhá. Mã M9. Ví ngày hôm nay của em được cái là nó sai nữa. Rất là tọt đúng rồi, đồng giá 229k tình yêu ơi. M8 thì Thu Phạm có đơn ạ. Ok tình yêu nhá. Mã M9. M9 con này màu nâu tây nhỉ. Màu này nâu tây dã man luôn. Mã M9 chị yêu nhá. M9 giúp em. M9 229k, đồng giá 229k hay luôn. Áp dụng chia sẻ like các tình yêu nhá. Mã M9. Giấy đằng sau là giấy đen của em Linh mà hôm nay cũng bán khổ quá. Nhiều chị hỏi quá. M8 chị Hiệp Nguyễn có đơn luôn này. Ok tình yêu nhá. Mã số M9. Đây. Một con màu nâu, vơ sạc màu nâu, biểu tượng đây Medusa. Mã số M9 giúp em nhá. 229k, mã M9. Comment M9 kèm số điện thoại chốt đơn giúp em. 229k M9 màu nâu. Đây. Các chị yêu nhận hàng về này, hộp full box luôn. Ok tình yêu chị Bùi Thủy có đơn ạ. Ok chị yêu nhá. M9 này. M8 chị Hoàng Liễu. Hả? M8 chị Hoàng Liễu. M8 chị Hoàng Liễu có đơn. Ok chị yêu nhá. Em điền comment. Chưa, chị mới chốt một con ví rồi, bao giờ mới gọi mới chốt cho chị về em. À chị Phương Phạm ơi, nhà em vẫn đang trong quá trình gọi chị yêu nhá. Bởi vì trưa nay chị Ưng like hết, like kết thúc nó muộn quá nên là nhân viên nhà em vẫn chưa có hết được chị yêu ạ. Yên tâm là ngày mai sẽ có nhân viên gọi cho chị yêu. M8 chị Nga Nguyễn có đơn luôn này. Ok tình yêu nhá. Hết M8 luôn rồi, hết M8 luôn rồi, còn M9 thôi. Đây, lên con này này. Con này có đúng 2 con này. M8, M9 này, M10 này. M10 có đúng 2 con này thôi. M10 có con Dio, đúng 2 con. M10 có đúng 2 con thôi ạ. Mã M10 Dio 2 con nhá. M9 chị Thu Hương Lê có đơn ạ. Chị Thu Hương Lê comment lại số điện thoại giúp em. Thu Hương Lê nhá. Chị Thu Hương Lê comment lại cú pháp đấy chị yêu ơi. Chị bị thiếu số điện thoại rồi ạ. Mã số M10 này. M10 đúng 2 con thôi. Dio. M10 có đúng 2 con Dio. Ra xịn sò. Mã M10 đúng 2 con thôi ạ. M10 đúng 2 con Dio. Chị Thu Hương Lê comment lại cú pháp giúp em nhá. M8 hết rồi, em còn M9 và M10 thôi. Trời ơi, toàn hàng xịn các chị yêu ạ. M9 Thu Hương Lê có đơn ok chị yêu nhá. M9 Thu Hương Lê có đơn rồi ạ. Nói chung là ngày hôm nay chị Hương sale rất là rẻ. Chị Hương sale rẻ và em đang bán theo nhịp của chị Hương cũng rẻ luôn. Ví không em bán hết sạch, em đang bán ví đấy chị ơi. Em đang bán cờ rút cầm tay vào ví đây chị Lê Thùy Trang nhá. M11 này, một con ISL. M11, một con ISL. Đồng giá ngày hôm nay 229k. Áp dụng các chị yêu chia sẻ livestream giúp em nhá.
mã số là M11. Lên con M11 một con ISL. M11 ISL, con này là con màu đỏ ấy, con đỏ. 11 này. Không có bi ngắn chị yêu ơi. Bao nhiêu tiền vậy em? Chị Hương Trần này đồng giá 229k chị yêu nhá. Con này là ví cầm tay đây chị Lê Thùy Trang ơi, ví cầm tay là con này đây. Ui con này xịn nhờ. ISL này, màu đỏ đô này. Ui dồi ôi, xịn thế. ISL màu đỏ đô 229k. Quá xịn sò luôn. Cầm con này là các chị ra đường xong rồi cái gì nhờ, bạn bè thấy cầm hộ thôi. Khiếp bảo khiếp, sau này mày giàu thế. Mua được toàn hàng xịn, toàn hàng tiền triệu. Ui dồi ôi, xong giới thiệu nhà em bảo mua có mấy trăm nghìn, quá rẻ luôn. Bảo ai cũng muốn, bảo là giới thiệu tao mua với, đúng không các chị? Mã số M11 các chị nhá, M11 ISL màu đỏ đô, M11 các chị yêu nhá, màu đỏ đô đây. M10 chị Rimi có đơn ạ, M10 chị Rimi có đơn nhá. M11 một con đỏ đô duy nhất. Đây, con này có đúng hai con đấy chị yêu. M11 màu đỏ đô này. M11 nhìn kỹ giúp em rồi chốt nhá, ưng rồi chốt giúp em. M11 ISL. Đây các chị yêu nhận hàng về hộp phương Bắc luôn nhá. Mã là M11, hộp phương Bắc luôn cho em này. M11 chị Nga Vi có đơn ạ, ok tình yêu. M11 kèm số điện thoại chốt đơn tình yêu nhá. M11 chị Thu Phạm có đơn ạ, ok tình yêu. M11 chị Rimi có đơn luôn này. M11 chị Lê Xuân Trình có đơn này. M11 hết M11 tình yêu nhá, hết M11 đấy ạ. Chị Đinh Bích dự bị giúp em. Chị Đinh Bích dự bị. Hết M11 là tình yêu ơi, chị Đinh Bích dự bị ạ. À chị Rimi nhầm M10 ạ, ok tình yêu nhá. Hủy M10 chị Rimi đi. Ok tình yêu. Hết M11 rồi ạ. Chị Đinh Bích dự bị giúp em, chị Luyên Trần dự bị nhá. Hết sạch M11 tình yêu ơi. M12 này. Hết M11 rồi các chị ơi, hết M11 rồi ạ. M12. M12 một con Dio màu đen. M12 một con Dio màu đen tình yêu ạ. Rồi, M12 này, một con Dio màu đen. Chị chuyên Hải Thần Cô chắc là khách mới nhà em đúng không? Thấy tên chị lạ lạ. Hết M11 tình yêu ơi, M12 này, một con Dio màu đen. Con này xịn sò nhỉ? Đây. M12, một con Dio màu đen luôn. Bên trong đây nhá. Nói chung là các chị không phải lăn tăn đâu, bên trong nhà em con này size, con này là size 25 các chị yêu nhá, size 25 rồi. Để rất là nhiều đồ, bình thường từ lúc cầm tay của nhà em thì dao động trong khoảng size từ 22 thôi các chị yêu ạ. 20 đến 22 thôi. Ngày hôm con này về được cái hàng này, nhà em ôm đô được hàng này là size nó 25 các chị nhá. Đầy đủ luôn, thoải mái luôn, đầy đủ luôn, bỏ đủ thứ. Bỏ đủ thứ luôn, rộng rãi, 3 ngăn lớn. 3 ngăn các chị yêu, mã là M12, em có đúng 3 con thôi ạ. M12 có đúng 3 con thôi. Giày dép em like sau chị ơi, giày dép like sau chị yêu ạ. Mã là M12 các chị yêu nhá. Em có đúng 3 con thôi ạ. Chị nào chốt mã này comment luôn giúp em. M12 kèm số điện thoại chốt đơn này. Một con Dio này, màu đen, siêu săn chảnh luôn. M12. Chị Hoàng Liễu này, hôm nay mình nhận được hai đôi ô xô rồi, rất đơn cảm ơn chị yêu Hoàng Liễu nhá. M12 229k áp dụng chia sẻ like, chị bong men Hoàng nhá. M12. Đây hôm nay là chuyên ví này với các chị yêu. M12. Lát nữa lên giày dép sau chị ơi. 229k áp dụng các chị yêu chia sẻ like chúng giúp em tình yêu nhá. M12 Trần Ngọc Anh có đơn luôn này. Em có đúng hai con này thôi ạ. M12 có đúng hai chiếc thôi. Chị nào nhanh tay thì được nhá. Em ơi đơn chiều chưa có chỗ ạ. Đúng rồi chị Quân Thùy nhá, đơn chiều nhà em vẫn chưa gọi hết đâu ạ. Ngày mai nhà em vẫn tiếp tục gọi chị yêu nhá. Yên tâm đi ạ. M12 thì Nhung Lương có đơn ạ. M12 thì Nhung Lương có đơn nhá. Đôi giày đen này là đôi giày của em Linh khổ quá, đi mấy ngày, đi mấy tháng, mấy năm nay rồi. Bây giờ các chị còn hỏi. Ơ cái này là sao này? M12 Nhung Lương có đơn cái chị yêu nhá. M13 này. Lên một con Dio. M13 em lên một con Dio nhá. M13. Ui con này đẹp này, màu trắng các chị ạ. M12 Trịnh Hoàng có đơn luôn này. Ok tình yêu. M12 Trịnh Hoàng có đơn nhá. Ok tình yêu Vũ Hạnh nhá. Em vừa cho xem bên trong xong. M13. M13. M12 hết rồi chị ơi. M13 này, một con Dio màu trắng này. Xịn chưa? M13 nhá, Dio màu trắng. Mã là M13 giúp em. Con này xịn này. M13 này. M12 hết rồi chị yêu ạ. M13. Bên trong nhá các chị nhìn thoải mái cho em nhá. M13 này bên trong đây. Con nào cũng thế. Con nào nhà em bên trong cũng đủ 3 ngăn cho các chị luôn. Ngăn thứ nhất này, ngăn thứ hai này. Thoải mái chưa? Ngăn thứ ba là ngăn kéo khóa nhá. Đây là mã số M13. Bán với giá là 229k áp dụng chia sẻ like tình yêu ạ. Ok tình yêu Vi Lê nhá. Chị Vi Lê cứ inbox cho em đi ạ. Ngày mai sẽ có nhân viên giải quyết đơn hàng của chị Vi Lê nhá. M13 giúp em. Một con màu trắng. Xịn nhở. M13 tình yêu nhá, màu trắng này. Trời ơi, tiểu thư dã man chưa? M13 màu trắng nhá, da bóng nhá. Cái này các chị không lo bẩn đâu ạ. Da này các chị yêu chỉ cần lấy khăn ướt lau một phát là sạch luôn. Không lo bẩn tình yêu nhá, không lo bẩn đâu. Yên tâm giúp em thoải mái đi. Mã số là M13. Dio màu trắng. Màu trắng bây giờ cũng ít hiếm lắm luôn ý.
mà những chị nào mà hay mặc váy màu trắng hay là hay những cái màu sáng sáng ấy, chọn những cái túi màu trắng nó rất là hợp đúng không ạ? Cầm cái túi cầm tay nó sang, nó sang, nó tô điểm thêm cho bộ quần áo của mình, tô điểm thêm cái người của mình nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, mã là 13 thì nhiêu nhá. Dior màu trắng. 13 Dior màu trắng. Đây, nhận hàng hộp full box cho em nhá, có 229k thôi. Giá quá là rẻ, rẻ hơn bình thường bao nhiêu rồi. Nên là các chị tranh thủ mua đi. Không có nhiều đâu các chị yêu ạ. Ok, tình yêu 13 chị Hương Giang có đơn này. 13 chị Nguyễn Anh Đào có đơn ạ. Đây. Chốt nhanh các chị yêu nhá, chốt nhanh nhá. Lên một con nữa này. Con này là con Milano ạ. Con này là con này con mới này, em xem con này con gì. A à, chả cũng đẹp hết các chị yêu ạ. M14 này. Em nhìn thấy tình yêu Nhung Nguyễn nhá, M14 này. Mua hàng mùng 1 tháng 5 mà hôm nay chưa nhận được hàng về, em chị ở Sài Gòn. À chị Nguyễn Thị Xuân Vi ơi, chị inbox cho em chị yêu nhá. Chị Xuân Vi inbox cho em đi ạ. Ngày mai sẽ có nhân viên check inbox của chị yêu nhá. Mùng 1 tháng 5 là hôm nay mới có mùng mấy? Mùng 5 à? Ờ thế thì có vấn đề đấy. Chị inbox cho em điện để ngày mai là em sẽ kiểm tra đơn hàng của chị yêu nhá. M14 này. Con này mặt xịn nhờ. M14 có đúng 2 con thôi ạ. M14. Con này mặt xịn dã man luôn. M14 giúp em nhá, có đúng 2 con thôi. Màu đen. Xịn sò da của nó đây. Trời ơi, sờ da sướng lắm luôn các chị ạ. Mã là M14 nhá, em có đúng 2 con thôi ạ. Đây, nhìn mặt của nó nhá, con này mặt xịn này. M14. M14 comment luôn giúp em, M14 kèm số điện thoại chốt đơn. Đây. Lên một con LV cho các chị yêu nhá. Lên một con LV. Chị nào comment M14 thì comment luôn giúp em nhá. M14 kèm số điện thoại chốt đơn ạ. Chị nào chốt M14 thì comment luôn giúp em. M15 này. Lên một con LV. M15 lên một con LV nhá. Đây. Con này số lượng có hạn, có đúng 2 con thôi ạ. Trời ơi, toàn số lượng có hạn, hàng thì hiếm mà toàn số lượng ít. M15. Con này màu nâu, úi dồi ôi, màu này sướng thế, đẹp thế. Con này đẹp này, xịn này. M15 này. Đây. M15. Nào. M15 các chị nhá, đẹp chưa? Các chị thấy sao ạ? M15. Ui, con này chốt nhanh, chốt nhanh, chốt nhanh. M15. Chị Dương em ơi, đồng giá 229k. Em nói từ 3 đợt rồi chị yêu nhá. Đồng giá 229k, áp dụng chia sẻ livestream tình yêu nhá. Túi sợ. Đây, ví cầm tay club của em ngày hôm nay đồng giá 229k các chị yêu nhá. Em nhà em thường thường bán đồng giá mà nhà em không bán kiểu, không bán kiểu hỗn độn đâu, auto giá đâu các chị yêu ạ. Bán đồng giá hết luôn. Con này xịn nhờ. Mã là M15 tình yêu nhá, có đúng 2 con thôi ạ. Xịn thế, đẹp thế này mà có đúng 2 con. Tiếc chưa, nhiều chị không nhanh tay là không còn đâu. M15 xịn nét luôn, có đúng 2 con thôi ạ. 229k, quá rẻ luôn. Giật chữ thương hiệu bên trong bên ngoài này. Trời ơi, thẻ cứng thẻ hành đầy đủ cho các chị yêu này. Đây, dây của nó này, dây xích luôn này. Xịn sò. Đây, không thích làm ví cầm tay, các chị cảm thấy túi đeo chéo cho em thoải mái. Mã là M15 tình yêu nhá. 229k, eo vỉ. Chị cứ thấy em bán hôm nay mới thấy chị Dương Lê Minh. Úi dồi ôi, em bán thế là chắc là chị hay xem chị Hương làm buổi chiều đúng không? Em bán lâu lắm nay, lâu lắm rồi, em bán ở đây lâu lắm rồi ấy. Lâu lắm rồi, nó là lâu nhưng mà thực ra là cũng một tháng mới được một tháng thôi. Ok tình yêu nhá. M15 chị Hoàng Hậu có đơn ạ. M15 chị Nguyên Điên có đơn này. Hết sạch M15 tình yêu ơi, hết sạch M15 rồi ạ. Chị Thảo Nguyên dự bị nhá. Hết M15 rồi. Hello tình yêu Phương Anh chị Kim Na Z nhá. Hết sạch M15 rồi ạ. Xin chào tình yêu Môn Phạm nha, xin chào chị yêu. Hết sạch M15 rồi. Em nói rồi mà không, các chị phải nhanh tay. M16 này, hết M15 tình yêu ơi. Hết M15 rồi ạ. M16 này, một con vơ sạc. Con này cũng số lượng có hạn này. M16 vơ sạc, số lượng có hạn. M16. Trời ơi, con này xịn này. M16. Số lượng có hạn các chị nhá. Mã là M16. Con vơ sạc. Đây. Còn ôm anh Ngọc nhỉ? Còn ôm anh. M16 vơ sạc. Ủa này xịn chưa? M16 vơ sạc tình yêu nhá. Màu trắng vơ sạc này. 229k thôi. Giá thực rẻ rồi. Chị nào mà không nhanh tay là sẽ không còn đâu ạ. À. Bởi vì sao? Bởi vì nãy giờ nhiều chị chốt mà không được rồi. Nên là bây giờ các chị phải nhanh tay giúp em nhá. M16 vơ sạc đây. Vơ sạc màu trắng nhá. Chốt luôn giúp em. M16 kèm số điện thoại chốt đơn. Dây xích bên trong màu đen đây. Bán ô cho Phương Anh. Không biết là ô còn không có Phương Anh ạ. À. Hôm qua là Linh bán gần hết rồi. Trưa nay chị Hương bán nữa không biết là còn không cơ. Để Linh xem nhá, còn thì Linh bán sau. M16 này. Kính hết rồi, chị Minh Thu Nguyễn là kính em bán hết ở đầu livestream rồi ạ. M16, 229k vơ sạc màu trắng, size 25 tình yêu nhá, size 25. Bỏ đồ thoải mái luôn, mã là M16. M16 vơ sạc.
M16 vô sạc các chị yêu nhá. Đây. Nhanh tay các chị yêu ạ, bởi vì em cũng còn số lượng có hạn, nó còn một vài con nữa thôi. Em còn đúng một vài con bí nhất thôi ạ, chị nào chốt nhanh thì được nhá. M16. Đây, xin chào tình yêu Hoàng Ngọc Linh nhá. Ui con này đẹp này. M17 này, con này xịn này. Đây, một con LV nhá. M17 lên con LV cho các chị yêu. M17 con này con LV này. Đây, xịn đét luôn. M17, một con màu cam đất. Mã là M17, LV màu cam đất tình yêu ạ. M17 màu cam đất. Ok tình yêu, M16 chị bảo Linh có đơn ạ. M16 chị bảo Linh có đơn nhá. Mã là M17 của em này. M17 LV em có đúng hai con thôi. M16 chị mini vò có đơn. M16 chị mini vò có đơn. Ok tình yêu. M17 này. Nhìn kỹ giúp em, ông rồi chốt nhá. M17. M17 LV. Con này số lượng có hạn. M17 LV. Con nào số lượng có hạn luôn. Quan trọng là con nào số lượng ít, quan trọng là số lượng ít số lượng nhiều thôi. Ok tình yêu, 17 chị Vũ Hạnh dồn đơn. 17 chị 10 có đơn luôn. 17 nhá. LV siêu sang chảnh luôn. 17 kèm số điện thoại chốt đơn giúp em. M16 chị Nguyễn Thoa có đơn ạ. 16 chị Nguyễn Thoa có đơn luôn. 17 là LV tình yêu nhá. LV là mã 17. 17 chị Nguyễn Trinh có đơn luôn này. Hết 17 rồi ạ. 17 hết nhá tình yêu nhá. À đâu, 17 còn đúng một con chứ. 17 còn một con. 17 còn một con, chị Nguyễn Trinh có đơn rồi ạ. 17 còn đúng một con. Mã 17 LV em còn đúng một con nhá. Đây, 17 đây, còn một con nữa. 229k tình yêu kem xôi ơi. 229k áp dụng chia sẻ like tình yêu kem xôi nhá. M18 này. 17 chị Hạnh Ruby có đơn. Ok tình yêu, hết sạch 17 luôn. M17 chị Hạnh Ruby có đơn, hết sạch 17 nhá. Lên con M18. M18 vô sạc. Xin chào chị yêu Nguyễn Văn Minh nhá. M18 vô sạc này. Con này cũng số lượng ít lắm. M18 vô sạc. M18 vô sạc. Chị Lan Nguyễn ơi, hết 17 chị Lan Nguyễn ơi. À chị Nhi Nguyễn ơi, chị đi bóc cho em chị Nhi Nguyễn nhá. M18 này. M18 lên con này là các chị yêu. M18 vô sạc nhá. M18 vô sạc. Đã chia sẻ cảm ơn chị yêu. Anh đã chia sẻ rồi em ạ. À, cảm ơn anh Nguyễn Văn Minh nhá. M18 này. Đây. Ô, con này chị nhờ. M18 vô sạc màu đỏ đô. Cho xem bên trong ạ. À. Bên trong con nào cũng như nhau chị Vũ Hạnh ơi, bên trong con nào cũng như nhau mà. Em nói rồi, nó có 3 ngăn tình yêu nhá. Bên trong nó 3 ngăn mà. Con nào cũng như nhau hết. Bên trong đều 3 ngăn hết. Thoải mái. Các chị cứ phải lăn tăn nhỉ. Bên trong của nó đây. Bên trong con nào cũng sẽ như nhau hết nên các chị yên tâm. Con nào cũng sẽ 3 ngăn. 3 ngăn rộng luôn cho các chị. Bên trong của nó đây, ngăn thứ nhất nhá. Ngăn thứ hai kéo khóa và ngăn thứ ba đây. Bên trong hàng tỷ ngăn trong nữa cho các chị này. M13 ok, M17 ok chưa ạ? Đây là mã mấy nhỉ? M18. M18. Vô sạc màu đỏ đô nhá các chị yêu nhá. M18 vô sạc. M18 vô sạc. Không có ví size 22 chị yêu ạ. Hôm nay là chuyên ví size 25 chị yêu nhá. Vì hôm ví size 22 thì nhiều chị lại mong ví to. Hôm nay có ví to, nhiều chị lại mong ví bé. Úi dồi ôi. Đúng là các chị yêu. M18. Cảm ơn chị yêu Thanh Nhạn đã chia sẻ cho em Linh nhá. Mã M18 này. Vô sạc màu đỏ đô. M18 vô sạc màu đỏ đô tình yêu nhá. Comment luôn giúp em. Chốt này, M18 kèm số điện thoại chốt đơn. M18 vô sạc màu đỏ đô đây. Nhìn kỹ giúp em, ưng rồi chốt nhá. Đây. Lên con ví này cuối cùng luôn này. M18 chị Lan Nguyễn dồn đơn ok tình yêu. Ok chị yêu dồn đơn với hôm qua ok chị yêu ạ. 18 chị Lan Nguyễn có đơn này. 229k chị yêu Xuân Phương ơi. Đồng giá 229k nhá. Đẹp mà size to quá Linh à. Có những chị thích size to tình yêu ạ. Có những chị thích size to, có những chị thích size bé. Nói chung là tùy sở thích của các chị. M19 này, con này xịn này. M19 này, LV này. Con cuối cùng trong cái live stream này của em luôn. M19. Túi ví. Đây túi ví LV đây. M19 nhá, con này xịn này. M19 các chị ơi, M19. Con này em có đúng 3 con thôi ạ. M19, đúng 3 con thôi. Dây xích bên trong các chị yêu thoải mái nhá. Mã là M19. LV màu nâu, siêu chảnh luôn. Ok tình yêu, M18 chị Hạnh Ruby có đơn luôn ạ. M19 này, đây là mã M19 các chị yêu nhá. Con ví size 25 cuối cùng của livestream nhà em đây. Đấy, mã M19. LV. M19 LV. Đây. M19 LV. Nhìn kỹ giúp em, ưng rồi chốt các chị yêu nhá. M19 LV 229k áp dụng chia sẻ like tình yêu nhá. Mã M là M19. M19 chị Lan Nguyễn dồn đơn ok tình yêu nhá. M19 chị Đỗ Vui có đơn luôn này.
M19 chị Nguyễn Trinh, hết M19 luôn. Hết M19 luôn. Có đúng ba con, ba chị yêu nhanh tay thì được thôi ạ. M19 hết luôn nhá. M19 hết rồi chị yêu ơi, chị Lan Nguyễn có đơn rồi ạ. Ui rồi. Nguyễn Văn Minh, em có gia đình chưa vậy em? Khổ quá, hỏi em có gia đình chưa để làm gì? Lên đây tán gái à? Trời ơi, lên livestream rảnh rồi quá lên đây tán gái à ông ơi? Rảnh rỗi quá không có việc gì làm lên đây tán gái hả? Nhầm chỗ rồi nha. Em bận lắm, không có thời gian để tán gẫu với anh Nguyễn Văn Minh đâu. Các chị thấy không? Bán hàng thế này mà bán hàng đến mức mà gọi là tắt bối hồ ta vẫn có trai này làm các chị yêu ạ. Chắc là biết em linh ế đây mà. Hết M19 rồi các chị yêu ơi, hết M19 rồi ạ. Hết sạch rồi, hết sạch ví rồi các chị yêu nhá. Em nói mà lúc có thì các chị sẽ không comment nhanh, lúc hết sạch các chị mới gọi là mới tranh nhau comment. Đúng rồi em ạ, chứ không. Đùa. Thế luôn tao nhiều cái treo hết đi. Vâng. Anh ơi. Cái con đen đen không nhỉ? Giống con này mà đen đen này. Chị Hương chưa lai lai ấy. À đấy, con này đâu rồi? Em vừa thấy ngoài kia mà. Vừa thấy ở ngoài xong. Quần đẹp đấy à, ôi trời ơi, mới đầu tư quả quần này này bảo. Mới đầu tư quả quần này đấy. Nhà nghèo quá, không có tiền mua quần lành, mua quần rách như này. Chị Nguyễn Trinh ơi. Ờ, chị Nguyễn Trinh ơi, không đổi trả chị Nguyễn Trinh nhá. Nói chung mà bây giờ em Linh phải cứng. Bởi vì nếu như mà không cứng mà các chị lại bảo là này nọ. Đấy, bây giờ là những chị nào mà đổ trả chứ phép hủy đơn lần trước luôn chị Nguyễn Trinh nhá. Không đổi cho chị yêu ạ, bởi vì là nhiều chị comment mà không được. Lúc 17 lúc nãy là em đã gọi là chị đã là người được thành công rồi và em đã những chị khác comment sau em không để đơn rồi các chị ạ. Nên là chị Nguyễn Trinh đừng đổi chị yêu nhá, đừng đổi nhá. Hoặc là chị lấy 17-19 chị có thể không lấy thì em để chị sau. Nhưng 17 là cái máy mà em đã chốt rồi ấy chị ạ. Đừng đổi chị yêu nhá, đừng đổi. Thích rồi đấy, ok tình yêu, thích thì nick luôn thôi. Con đấy đâu rồi nhỉ? Đây. Ơ không phải. Cũng là cái hộp bên đen này này mà em mò mãi không thấy. Mà chuẩn bị lên giày các chị yêu nhá. Giày. Giày là trưa nay chị Hương cũng bán một số mã rồi các chị yêu ạ. Nên là tối nay thì em Linh cố gắng lên nốt cho các chị yêu để đến trưa nay chị nào mà chưa săn được của em thì các chị săn thêm cho em chị yêu nhá. Lên giày. Giày ngày hôm nay thì trưa nay chị Hương bán cho các chị yêu với giá là một trưa nay chị Hương bán giá là 149k thì tối nay em Linh cũng bán giá 149k cho các chị yêu nhá. Ok chưa ạ? Không mặc cả nhá. 149k không mặc cả các chị yêu nhá. Giày bán 149k các tình yêu. Chốt nhanh các chị yêu nhá, giày 149k và số lượng cũng rất là có hạn. Đây. Hôm nay giày nhà em này các chị ơi. Bây giờ các chị yêu mạnh tay mạnh chân chia sẻ cho em đi để em lên giày các chị nào. 149k các chị yêu nhá. Hôm nay cũng bán chị nào chia sẻ thôi. Đấy. Bình thường là thực ra là anh Bách mấy hôm nay bảo em là mày làm sao ấy, các chị ghét mày hay sao mà còn lại mày chia sẻ ít thế. Bảo em thế luôn. Ui xong em về nhà em nhìn lại hôm qua em chia sẻ được có hơn 400 lượt chia sẻ. Ui mà hôm qua em cũng có hơn 400 người xem nhá. Mà nghĩa là các chị yêu thương không yêu thương em mãnh liệt hay sao ấy. Mà chia sẻ chắc là mỗi người chia sẻ có một lần thôi. Nên là em được có 400 lượt chia sẻ. Trời ơi em về mà em ngã ngửa luôn. Chứng tỏ là bây giờ cái đoạn này các chị yêu yếu đuối quá. Không yêu thương em nhiều. Chắc là ghét em hay sao mà chia sẻ cực ít luôn, có hơn 400 lượt chia sẻ. Nên là ngày hôm nay chị Hương lên đây là bảo là để tao xem là hôm nay tao lên đây chia sẻ được bao nhiêu. Mà mày like kiểu gì mà chia sẻ nó ít thế. Thôi bây giờ các chị yêu thương em, chia sẻ thêm cho em các chị yêu nhá. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào các chị ơi, mạnh mẽ lên nào. Mạnh mẽ lên là các chị, chia sẻ thêm cho em để em lên. Lên giày nào. Đây, con này xịn lắm, xịn sò lắm. Hộp của nó này. Trời ơi, túi này. Đẹp chưa? À, nhanh tay mạnh tay mạnh chân chia sẻ cho em nào các chị ơi. Trời ơi. Ok tình yêu Phương Anh thì Kina Z nhá. Còn ô lát nữa thì Linh sẽ bán luôn. Nên là tình yêu cứ yên tâm. Còn cái gì là Linh bán hết cứ bình tĩnh nhá. Ai bảo hôm qua không xem like cơ. Hôm qua bán bao nhiêu là ô combo chốt đầu livestream luôn mà. Đây xầy xịn sò dã man luôn. Đã chia sẻ bây giờ chị nào chia sẻ rồi comment lên cho em biết luôn nhá. Đã chia sẻ ok chưa ạ. Mạnh tay mạnh chân chia sẻ cho em đi ạ. Mỗi một chị chia sẻ giúp em nhá. 2 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên các hội nhóm giúp em. Chia sẻ giúp em 5-7 lần đi ạ. 5-7 lần giúp em nhá. Comment luôn cho em này, đây, giày hôm nay của em đây. Một diện mạo mới luôn. Màu này là màu nâu sô-cô-la nhá. Màu này màu sô-cô-la nhá. Ok tình yêu ạ, mạnh tay mạnh chân chia sẻ luôn giúp em đi ạ. À Quân cũng đang like chị ơi ạ. Úi dồi ôi, chị là ai like thì em không biết. Nhưng mà cứ đến với em Linh là hàng vẫn cứ là ok các chị yêu nhá. Hàng nào cũng đẹp cả thôi. Chị nào mà yêu thích em Linh hơn bạn Quân thì bạn cũng là người mới. Vẫn là người mới đúng không ạ?
nhưng mà bạn ấy bán ở cơ sở Lào Cai, còn em Linh bán ở cơ sở Hà Nội, em với chị Hương là ở Hà Nhà bán, còn bạn ấy với anh Bắc là ở trên Lào Cai. Nói chung là tùy các chị đúng không ạ, các chị yêu thích ai, các chị thích ai hơn thì các chị yêu là người yêu quý người đấy và ủng hộ người đấy, các chị yêu nhở, đúng không ạ? Em kiểm tra hộ chị ví hôm nọ bưu điện, ok chị có thanh thưa nhá, chị cứ gọi inbox cho nhà em đi ạ, sẽ có nhân viên check inbox của chị luôn nhá. Đã chia sẻ ok, tình yêu mạnh mẽ lên cho em các chị ơi, lên giày luôn này, như hôm nay hộp đẹp lắm đấy, hộp cực kỳ đẹp luôn đây, xịn chưa, toàn hộp đẹp thôi ạ, mạnh mẽ lên nào các chị ơi. Chị nào chia sẻ rồi thì comment luôn cho em biết nhá, là đã chia sẻ nhá. Đây, ui dồi ôi, nhìn cái túi cũng thấy sang rồi, nhìn cái túi đã thấy sang rồi các chị yêu ạ, nhìn cái túi đã thấy sang rồi cơ đấy. Ok chị Phạm Thu này B nhá, đơn ngày tối hôm qua nhà em vẫn đang trong quá trình gọi chị yêu ơi, ngày nào chị không chia sẻ của không chia sẻ link của Linh à chị Huệ Trâm, à nghĩa là ngày nào chị cũng chia sẻ đúng không ạ, cảm ơn chị yêu nhá. Nói chung là chị nào chia sẻ giúp em thì em rất là cảm ơn tấm lòng các chị ý. Nói chung là em sẽ gọi là cảm ơn lại các chị bằng bằng những cái phần quà đấy, những phần quà nhỏ nhỏ của em ngày hôm nay này, giày này xịn sò chưa, xịn đét chưa, cầm cái hộp này đi tặng đi biếu cho các bạn bè cũng sang rồi, cũng sang rồi chị yêu ạ. Hôm nay có người bảo thích hộp phải mua giày đấy em ơi, đúng rồi chị Trang Nguyên Thúy ạ, đôi khi là mình thích hộp là mình cũng mua thôi, mình bị quyến rũ vào những cái hộp. Lên luôn các chị yêu nhá, mã này đây là giày là mã A1 đi nhở, cho nó bị lỡ lộ nhỉ. Giày là em comment A1 chị yêu nhá, bình thường là giày là M nhưng mà chị Hương chốt lên túi là M rồi thì em lên giày là A nhá cho đỡ lộ nhá. Các chị yêu mạnh mẽ này nào, chia sẻ là ok, cảm ơn chị yêu Phạm Thị Duyên nha. Bây giờ chị nào chia sẻ cho em thì comment luôn cho em biết nhá. Mạnh mẽ lên ạ, chia sẻ giúp em 5-7 lần giúp em đi. Ngày trước là em chia sẻ yếu đuối quá, toàn kêu 2-3 lần thôi nên các chị cũng tiết kiệm cái lực chia sẻ. Ngày hôm nay là chia sẻ mạnh mẽ lên cho em thì không biển comment nhá. 5-7 lần giúp em. Ok, cảm ơn các chị yêu đã chia sẻ giúp em nha. Lên mã A1 đầu tiên này. Mã A1 đầu tiên này. Úi dồi ôi, con này xịn sò chưa? A1 đầu tiên này. Đây. A1 em có size 34, 38 và 1.5. A1 em có size 34 và 38 và 1.5 nhá. Cảm ơn chị yêu Phạm Thị Duyên nha. A1 này, em có size 34, 38 và 1.5, gót cao khoảng 4-5 phân. Mã A1, 34, 38 và 1.5. Xem mà không mua là không chịu nổi, he he, thanh anh Phan, úi dồi ôi. Đúng rồi, làm gì có chuyện không mua được, không mua là không chịu được đâu. Ok, cảm ơn chị yêu Hoàng Lan, Thị Phạm, Thành Thanh nhá. Mua nhiều lắm rồi mà chưa được tặng quà, ok thì yêu ca lụa. Hôm nào em sẽ ưu tiên tặng quà chị yêu ca lụa nhá, ok tình yêu. Ok tình yêu, mã số A1 của em này, em có 2 size 34, 38 và 1.5. Gạch đi, đứa nào gạch đi này. A1 em có 2 size nhá, 34, 38 và 1.5. A1, nhìn kỹ giúp em lên chân luôn con này này. Con này xịn lắm, con này phải lên chân. Dám Valentino tình yêu nhá. Chia sẻ nhiều tới nỗi mà bị Facebook spam, khóa luôn Facebook. Ok, cảm ơn chị yêu Hoàng Duyên ạ, cảm ơn chị yêu. Đấy, chị nào mà yêu thương nhiều là mới chia sẻ nhiều đến mức độ như thế đấy các chị ạ. A1 giúp em nhá, em có 2 size 34, 38 và 1.5 thôi. Ui, xịn chưa? Một con dáng Valentino nhá, sang dã man luôn. A1 em có 2 size 34 và 38 và 1.5 thôi. Chị nào chốt A1 thì comment luôn giúp em nhá. Đẹp mà không vừa chân yên tâm, lát nữa sẽ có mã vừa chân cho các chị yêu, yên tâm đi ạ. A1 có đúng 2 size thôi ạ, 34 và 38 và 1.5 nhá. Này con này đinh này, xịn sò dã man luôn. Ok, cảm ơn tất cả chị yêu đã chia sẻ giúp em Linh nhá. Form 1.5 là sao? Form 1.5 là form nó sẽ to hơn so form chuẩn một chút xíu, chị yêu ni võ nhá. A1 size 38 thì Thanh Thanh Phan có đơn này. Quần rách thế, khổ quá các chị ạ. Nhà nghèo quá, không có mua quần lành để mặc quần rách đi các chị này. Khổ thân chưa, các chị ủng hộ em đi để em hôm nay mua quần mới nào các chị ơi. Ủng hộ em để em mua quần mới nào. Chia sẻ nhiều quá, tại vì spam tôi cảm ơn tình yêu Ánh Dương nhá. Chị nào mà chia sẻ bị spam các chị có thể chia sẻ lên trang cá nhân tình yêu nhá. 149k chị yêu Hoài Thu ơi, 149k áp dụng chia sẻ like tình yêu ơi. 149k chị yêu nhá. A1 này, A1 em có 2 size 34 và 38 và 1.5. Chốt A1 kèm số điện thoại giúp em. A1 kèm size kèm số điện thoại, 2 size 34 38 và 1.5 nhá. Mã A1. Đây. Lên con hộp sô cô la đây các chị yêu ạ, lên con hộp sô cô la nhá. Mã A2 này. Bệt à? Chị nào thích bệt lát em bán sau nhá. Chị nào muốn lên bệt tí nữa em bán sau cho các chị yêu, yên tâm đi ạ. Đây, mã A2 của em này, con này có đủ size luôn. Cảm ơn chị yêu Phương Lê nhá. Mã A2 của em này, em có size 4, 5, 6, 7 và 9, fit 38 nhá. A2, 4, 5, 6, 7 và 9. A2 này, đây. Một con màu bạc lóng lánh chưa, cao hót nhũ nhá. Mã A2 em có 4, 5, 6, 7 và 9 và 1.5. A2, 4, 5, 6, 7, 9 và 1.5. A2 tình yêu ơi,
có giày màu đen chị Nga Vi cứ yên tâm đi, sẽ lên giày từ từ các chị yêu nhá. Mã 2 của em này nào, 4, 5, 6, 7 và 9 và 1.5, một con cao gót nhũ bạc size 34, 35, 36, 37, 39 phong 1.5. Phong 1.5 là phong giữa ý, ví dụ 36.5, 37.5 ý, đúng rồi, tại nghĩa Hoàng Duyên nhá, chuẩn đấy, chuẩn đấy. Khách hàng thân thuộc nhà em luôn, biết cái nói cái biết liền đúng không? Mã số là A2 này. A2 4 5 6 7 và 9. Phong 1.5 149k mã A2. Ôi giời ơi. Tao có bị gọi là phong thủy lên giày không mày? Sao tự nhiên buồn đấy nhở? Không có sai thêm lên chân chứ còn. Không có sai lên chân mới là đau chứ còn. Ui con này đệ, con này xịn này. Đây. Lên con A3 xịn sò này. A2 chị Hạnh Ruby comment sai giúp em chị yêu ơi. Chị Hạnh Ruby comment sai giúp em nhá. Để ra để ngoài đấy chắc như tí nữa em ấy đấy. Mã A3 này. Đây. A3 này. Size 456. Hôm nay có also memory không em? Hôm qua chị nhận được đôi sandal memory quay trọng đẹp lung linh luôn. Cảm ơn chị Thanh Ninh fan nhá. Also memory thì cái lô đấy em bán hôm qua hết sạch của chị yêu ạ. Hôm nay là lên một lô mới chị yêu nhá, lên một thương hiệu mới. Lên thương hiệu mới các chị yêu chưa bao giờ về luôn. Đây. Thương hiệu đủ sắc màu luôn này. A2 size 35 chị Hạnh Ruby có đơn ạ. Ok tình yêu nhá. Mã A3 sandal em có 456 phong 1.5. A2 size 36 chị Phương Lê có đơn này. A2 size 36 chị Phương Lê có đơn nhá. A3 này. Con này xịn rồi. A3 xịn này. Size 34, 35, 36. Mã A3 sandal đây luôn đây. Ui con này gót đẹp chưa. A3 này. Gót siêu đẹp luôn nhá. Mã A3 em có size 456 phong 1.5. A3 45 và 6 phong 1.5. Da của nó mềm, siêu mềm luôn. A3 tình yêu nhá. 456 phong 1.5. Comment luôn giúp em A3 kèm size kèm số điện thoại chốt đơn. A3 456 phong 1.5 tình yêu nhá. 34 35 36 phong 1.5. A3 36 chị yêu Hồng Việt có đơn này. Ok tình yêu nhá. A3 456 phong 1.5 xăng đan nhá. 149k áp dụng chia sẻ like chị Đào Mai nhá. Hôm nay là đồng giá 149k giày và xăng đan chị yêu ơi. A3 chị Trang, A3 34 chị Trang Phan, 34 chị Trang Phan, hết 34. A3 35 chị Nhi Nguyễn, 35 chị Nhi Nguyễn, 35 chị Nhi Nguyễn. 36 chị Vân Miu, hết 36 em còn 35 thôi ạ. A3 còn đúng 35 thôi ạ. A3 còn đúng 35 tình yêu nhá. Đồng giá 149k tình yêu ơi. A3 còn đúng 35 thôi. A3 hết 34 rồi chị. A3 34 Trang Phan có đơn rồi ạ. Em ghim giá nhá, 149k ghim giá để những chị nào vào sau tiện theo dõi này. 1 4 9. Ôi rồi. Tiếp 6 quá. A3 em còn đúng 35 thôi ạ. A3 hết sạch. A3 hết sạch rồi, còn đúng 35 thôi. A3 36 chị Hoài Linh Ngọc dự bị nhá. A3 35 chị Phạm Hoàng ạ. 35 chị Phạm Hoàng. 35 chị Phạm Hoàng. A4 này. A3 còn A3 còn đúng 35 thôi. Mã A4 này. Đấy mày phải giơ nhanh dương rồi này. Mày toàn đi đâu ấy? Biết tao đã không nhớ rồi mà cứ suốt ngày úp lại. Giá 149k em ghim giá chị yêu Thanh Hương Lê nhá, em đã ghim giá rồi ạ. Mã số A4 này em có size 5678. A4 xếp cao gót nhá. A3 hết 38 chị ơi. A3 không có 32 nhá. A2 còn 38 không anh nhỉ? Còn. A2 còn 38 à? A2 còn 38 chị Thanh Ninh Phan nhá. A2 có 38 chị yêu ạ. A2 còn 38 chị có 7 9. À thế á, A2 mà. Ừ, có 7 9. A2 không có 38 chị Thanh Ninh Phan, em xin lỗi chị yêu nhá. A2 em chỉ có 37 39 thôi ạ, không có 38. Mã A4 này. A4 5 6 7 và 8. A4 ạ. Full size 5 6 7 8, mỗi size có đúng một đôi, full size nhưng mỗi size có đúng một đôi thôi. Set cao gót chị yêu nhá. Gót này cao khoảng 5 phân, mã là A4. Đinh, đủ sắc màu luôn, mã A4 5 6 7 và 8 phong 1.5 nhá. Đây A4 của em đây. Một con set cao gót này. Độn đế, độn mũi 2 phân, 1 phân. A4. A4 36 chị Ngọc Hoa Trần có đơn này. A4 hết 36, A4 lại còn 5 7 8 thôi. A4 còn đúng 5 7 8 phong 1.5 nhá. A4 này còn đúng 5, 7 và 8 và 1.5 thôi ạ. A4 37 chị Thanh Minh Phan có đơn này, ok tình yêu nhá. A4 này còn đúng size 35, 38. A4 38 chị Trâm Anh Ngô có đơn luôn này, ok tình yêu. A4 đây còn size 35. A4 còn duy nhất size 35 nhá. A4 chỉ còn đúng size 35 thôi ạ. Lên con nào này. A4 không có 37 chị ơi, A4 không có 37 đâu ạ. A4 chỉ còn A4 là 7 chị Ami Hành Thuận dự bị nhá. A4 là 7 chị Ami Hành Thuận dự bị.
đúng size 35 thôi ạ. Mã A5 này. Đây, A5 này. Ui, lấy con này hộp màu vàng nó sặc sỡ nhỉ. A5 màu vàng sáng vực cả bầu trời luôn. A5 này. A5 lên con màu vàng nhá. Em có size 4567. A5 4567. A5 này. Ui, con này xịn chưa? A5 456 và 7. A5 4567. Bệt còn không anh Dương nhỉ? Bệt hết rồi à? Tiếc nhỉ. Bệt hết sạch rồi chị yêu ạ. A5 này, 4567. Em có size 34 35 36 37. Mã A5 tình yêu nhá. Đính đá này. Xin chưa? Gót của nó này, gót này qua khoảng 2 3 phân thôi, 3 phân thôi. Mã số là A5, em có size 456 và 7 phân 1.5 nhá. A5 4567 phân 1.5. Nhìn kỹ giúp em mã số A5 ạ. 34 35 36 37 phân 1.5 nhá. Một con cao gót màu nút. Đây màu nút đây. Mã là A5 4567 phân 1.5. 4567 phân 1.5 mã A5 tình yêu nhá. $149 ghim giá chị yêu Minh Đức Nguyễn nha, em ghim giá rồi ạ. 149k áp dụng chia sẻ like tình yêu ơi. Tình yêu ơi. Mã số A5 4567 phân 1.5. Con này không có size cho mình đi lên chân nhỉ. Đây. Thử bon chen xem nó có đi vừa không này. Đây. Em thử bon chen xem em đi có vừa không nhá. U37 thì không vừa, chật lắm. Chân em chân 38 cơ, khổ quá. Mới nhận được giày bên shop, hàng rất đẹp, ủng hộ shop dài, cảm ơn chị yêu Hoàng Trời Bình Yên nhá. Cao gót nhọn đi chị à? Ok tình yêu. A6 này. Lê con A6 đi. Đây. Lên con này màu đen các chị yêu nhá. Hồi nãy nhiều chị hối em màu đen quá. A6 em có size 45678. A6 size 45678 này. A6. Con cao gót đế vuông các chị nhá. Cao gót đế vuông, cao khoảng 5 phân. A6 4567 và 8. Mã A6 ạ. A5 37 thùy trang không dấu. A6 này. 4567 và 8. A6 45678. Một con cao gót fat eo màu đen này. Đính ngọc này, con này ngọc xinh nhỉ. Đây ngọc đằng sau đây các chị yêu nhá. Con này các chị đằng sau là các chị buộc dây nơ giúp em. Mã số là A6 45678 phân 1.5. A6 45678 phân 1.5. Rồi. A6 này 45678 phân 1.5 tình yêu nhá. Con này các chị buộc nơ xinh lên luôn. A6 45678 phân 1.5. Nơ đằng sau là dây ngọc trai nhá, điệu kinh khủng luôn. Bánh bèo thế. A6 4567 và 8 phân 1.5 tình yêu nhá. Đây, buộc phải nơ như này mới xinh này, đúng rồi, đúng kiểu đây. Các chị cứ bình tĩnh nhá, em sẽ lên dần dần các chị ơi, đừng hối em. Bởi vì là trong hộp em cũng không biết là nó như thế nào đâu. Lên con nào, bốc trúng con nào em lên con đấy thôi các chị yêu ạ. Đây, mã A6 của em đây nhá. Dây màu đen này, A6 này 45678 phân 1.5. 45678 phân 1.5 mã A6 ạ. 45678 phân 1.5 nhá. A6 đây. Nhìn kỹ giúp em màu đen này. Cao gót trụ 5 phân. 45678 phân 1.5 mã số A6 ạ. Đây, A6 của em đây. Nhìn kỹ giúp em màu đen nhá. A6 45678 phân 1.5. À con này cũng xinh này. Chị sò này. Hộp màu vàng các chị yêu ạ. A7. Mã A7 em có size 4567. A7 456 và 7. Cái gì? Chị Thảo Nguyên comment lại cú pháp giúp em đi ạ. Anh là cái gì? Anh 35 là cái gì? Chị Thảo Nguyên comment lại cú pháp giúp em, chị Thảo Nguyên nhá. A7 này. A7 size 4567. A7. Một con cao gót khuyết eo. Đế vuông cao khoảng 4-5 phân nhá. Mã là A7 ạ. A7 em có size 456 và 7. A7 4567. Đây A7 của em đây, 4567 này. Không có size 39 chị ơi. A7 4567. Sang đan. À con cao gót khuyết eo. A7 4567 phân 1.5 tình yêu nhá. Đây A7 của em đây. Con này là đế rất là vừa luôn, vừa vặn. Chị nào mà không thích đi cao chị có thể chọn con này giúp em nhá. Đi vừa vặn này không lo đau chân đâu. Xịn lắm. Mã số là A7 456 và 7 phân 1.5. A7 size 36. A7 size 36 chị Huyền Mon. Hết 36 luôn. A7 A6 size 35 chị Thảo Nguyên có đơn ạ. Ok tình yêu nhá. A6 35 chị Thảo Nguyên có đơn này. A7
7 4 5 6 7 tình yêu nhá. Hết 36. A7 còn 4 5 7 thôi ạ. 4 5 7 phân 1.5. Đây là bảng A7. 4 5 7 phân 1.5. Còn đúng 3 sai. A7 còn đúng 3 sai. 4 5 7 phân 1.5. A7 A7 không có 38 thì dung thương nhá. A7 em chỉ có 4 5 6 7 phân 1.5 ạ. 4 5 7 phân 1.5 thôi. Đây, mã A8 này. Lên một con hộp sắc màu nhá. A8 lên một con hộp sắc màu cho các chị yêu. A8 hộp sắc màu. A8 có đúng 2 sai 35 37 phân 1.5. A8 2 sai 5 và 7 phân 1.5. Mã A8 ạ. 2 sai nhá. 5 7 phân 1.5. Sang đan màu xanh. Đây. A8 sang đan màu xanh nhá. A8 5 và 7 phân 1.5. Mã A8. Đây, ui này con này gót xịn chưa? Gót hình kiểu xoài ốc các chị yêu nhá. Con này xịn này chưa bao giờ về luôn. Mã A8. A7 37 Trần Hương có đơn đâu cái tình yêu nhá. Hết 37 luôn. Hết 37 luôn. A7 A7 không có 36 chị ơi. A7 không có 36 chị Nguyễn Hồng nhá. A7 em chỉ còn 4 và 5 thôi ạ. Mã A8 này, 5 và 7 phân 1.5. A8 đúng 2 sai 35 37 phân 1.5. Màu đen pha màu xanh. Siêu lạ luôn. A8 nhá. Bộ 5 và 7 phân 1.5. A8 đúng 2 sai 5 và 7 phân 1.5. A8 37 chị Thanh Lê Phan có đơn ok tình yêu nhá. Ok chị yêu ạ. A9 này. Ui con này đẹp này. A9 một con cao gót hở mũi màu gel. A7 37 chị A7 hết là 7 chị yêu dung thương nhá. A7 hết là 7 rồi ạ. Mã A9 này, một con cao gót màu xanh rêu hở mũi các chị yêu nhá. Ui rồi có cả đinh nữa cơ. Sáng Valentino. Mã số là A9, em có sai 4 5 6 7 8 9 con này full sai luôn. 4 5 6 7 8 và 9. Mã số là A9. A9 full sai 4 5 6 7 8 9 full sai luôn. A9. Con này em sẽ lên cho các chị xem nhá. A9 này. Con này em lên chân luôn. Mã A9 tình yêu ơi. A9 4 5 6 7 8 9 phong 1.5 nhá. Đây. Cao gót hở mũi. Con này là nó độn độn mũi bên trong các chị yêu nhá, không lo lộ đâu. Con này không lộ đâu. Màu xanh rêu này, màu này lạ lắm, năm nay đang rất là hot. Mã số là A9 4 5 6 7 8 9 phong 1.5. A9 tình yêu nhá. Đây, lên chân luôn cho các chị yêu. A9 4 5 6 7 8 9. À chị Huệ Trâm ơi, nhà em vẫn đang trong quá trình gọi chị Huệ Trâm nhá. Ngày mai là nhân viên nhà em mới gọi hết chị yêu ạ. Trưa nay là chị Hương Lai kết thúc hơi muộn nên là nhân viên nhà em vẫn chưa gọi hết đâu chị yêu ơi. Mã A9 giúp em này. 4 5 6 7 8 9 phong 1.5. A9 nhá. 4 5 6 7 8 9 phong 1.5 luôn. A9 này. Comment cú pháp giúp em nhá. Chốt đơn này, mã số kèm sai kèm số điện thoại chị yêu ạ. A9 full sai luôn. 4 5 6 7 8 9 phong 1.5. Cao gót hở mũi màu xanh rêu. A9 này, con này là đinh của nó này vít luôn. Cực kỳ chắc chắn luôn, không phải là loại nó dính bằng keo nến đâu các chị yêu ạ. A9 các chị yêu nhá. 4 5 6 7 8 9 phong 1.5. Ok chị Huệ Trâm nhá. A9 4 5 6 7 8 9 phong 1.5. Ví á? Ví Nam á? Ô vẫn còn ví Nam à? Có bao nhiêu con anh? À thế à? Đưa cho em. Còn giờ lát nữa đi. Các chị yêu em vẫn còn ví Nam các chị ạ. Lát nữa em bán cho các chị yêu nhá. Lát nữa em bán nhá, còn ví Nam này. Úi dồi ôi, sốc một con này. Dồi ôi, cá sấu nhá, ví Nam cá sấu. Hồi nãy chị nào chưa săn được thì lát nữa em bán cho các chị nhá. Rẻ quá mà. Hồi nãy chị nào chưa săn được lát nữa em bán cho. Ví Nam này, ví Nam này. Chị nào cũng cần phải có mua về tặng cho chồng này, tặng cho con trai mình này. Rẻ quá, rẻ có hơn 100.000 một cái ví thì cực rẻ luôn. Lát em bán cho các chị ạ, lát em bán cho nhá. Mã số A10 giờ em bán nó cao gót đã. A10. Có lên túi không em? Hỏi mãi mà không trả lời. Chị Hiền Bú ơi, hôm nay em lên túi, em lên ví xong rồi chị yêu nhá. Em lên ví xong rồi chị yêu ạ. Không không có vũ, không có quên. Không có túi xách chị yêu ạ. Em đi ok tình yêu, đợi lát nữa cơ. Chương trình này là chương trình rẻ trước đã. Cho chị đi cứ bình tĩnh chị ơi. Ví Nam cho em đi cứ bình tĩnh nhá. Ôi dồi ôi sốt sắng thế. Lát nữa bán luôn ví cho mình đi bạn. Cứ bình tĩnh. Em chưa bán đâu. Em chưa bán đâu. Thả thính tí thôi. Chị Nam thích ví lát em bán cho. A10 này. 5 6 7 8 9 mã A10. 5 6 7 8 9 mã A10 tình yêu ạ.
con này xịn nhở, A10 này, cao gót, cao gót nhũ A10, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1.5, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1.5. Bé ơi, chị đi sao bảy đi phong 1.536 là ok chứ gì? Chị Luna Nga ơi, tùy chân chị yêu nhá. Tùy chân chị Luna Nga, tùy chân chị yêu ạ. Không phải chân nào cũng lùi sai chị yêu nhá. Đồ với xăng đan thì các chị yêu có thể đi, có thể đi lùi chân lùi sai được, nhưng mà ví dụ như con này, các chị đi chuẩn giúp em nhá. Chân 38 đi 38 con này luôn, không cần phải đi lùi sai đâu ạ. A10 chị Nguyễn Huyền Trong ơi, chưa đến A11 đâu ạ. A10 sai 35 chị Thủy Nguyên có đơn này, ok tình yêu. A17 hết, ba hết 35 hết 37 luôn. 37 chị Hành Mùng có đơn luôn này. A10 còn đúng 689 thôi ạ. A10 còn đúng 3 size 689. Mỗi size còn đúng 1 con. A10 nhá. 689 mỗi size còn đúng 1 con thôi ạ. A10 kèm số điện thoại chốt đơn giúp em. A10 chị Nguyễn Huyền Trong comment lại cú pháp chị yêu nhá. Đấy là mã A10 không phải là mã số A11 đâu ạ. A10 còn đúng 3 size 689. Phong 1.5 hết thì Thủy Nguyễn nhá. Phong 1.5 hết luôn thì các chị yên tâm là xăng đan thì các chị hãng lùi sai, mà chân chị nào gầy quá thì mới lùi sai. Còn những nhà chị nào mà chân nó ví dụ như chân như em chẳng hạn, chân em nó đầy ấy, không cần phải lùi sai chị yêu ạ. Em không cần lùi sai con nào hết luôn, em toàn đi chuẩn đấy. Úi giời. Đây này, con này xịn này. A11 này, giờ đúng A11 này. 39 chị Hồng Nghi đó có đơn ạ. Ok tình yêu, còn đúng 6 và 8 thôi. A10 còn đúng 6 và 8 phong 1.5. Đây đây đây, A11 này, giờ với lại A11 này, em có size 36 39 nhá. A11. Úi con này xịn này. A11 em có đúng 2 size thôi, 36, 39, phong 1.5. Nào, con này xịn chưa? Chị đi size 36, 37 thì rộng, 36 thì chật. Ui thế thì chuẩn luôn. Thế thì chị yêu đi 36.5 chị Luna nhá. Chị đi chuẩn, chị đi comment cho là 36 là được chị Luna ạ. Chị Luna Nga nhá. Đây, chị cứ đi size 36 là vừa chị Luna Nga nhá. Đối với nhà em, phong 1.5 thì chị đi 36.5 là ok. A9 cao khoảng 5-6 phân chị Lena, chị Lê Nga nhá. A11 này, 2 size duy nhất, 36, 39 và 1.5. A11, 6 và 9 và 1.5. Đây, rồi, xong đang xịn sò chưa? A11 tình yêu nhá, 36, 39 và 1.5. A11, con này đằng sau đính phun ngọc luôn. Rồi, cái này mà là ngọc trai thật thì thôi rồi, cậy ra bán được mấy trăm củ luôn. Đi đúng là sống trong lụa là nhung ngọc các chị yêu ạ. Xịn sò dã man luôn. A11 tình yêu nhá, đúng 2 size 36, 39 và 1.5. Con này hộp xịn chưa? Đây 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 đây, hộp sắc màu luôn nhá. 1136 chị đi võ có đơn này. Ok tình yêu, chốt nhanh các chị yêu nhá, chốt nhanh nhá, chốt nhanh nhá, chốt nhanh để em like nhanh. Chị nào không ví của em bán nhanh luôn này. Đấy, còn không lâu la, không lâu la nữa tình yêu ạ. Đây A12 này. A12 con này các chị chuẩn bị cú pháp đi. A12, 4, 5, 6, 7, 8 A12. Chị Vân Vân ơi, chị đừng comment như thế, chị Vân Vân nhá. Chị comment đúng hết giúp em mã số kèm size kèm số điện thoại chị Vân Vân ơi. A1139 chị Vân Vân cứ comment thế là không được, là không được chốt đơn đâu chị yêu ạ. Săn mãi mà chưa mua được gì. Úi giời ơi. Kiểu này là chị khó tính quá hay sao mà chưa mua được gì. Đây đây đây, đây con này xịn này. Đây con này nó lạ con này này. A12 45678. Con này là quay dán các chị yêu nhá, quay dán. Con này lên chân luôn. A12 45678 phong 1.5. A12 4567 và 8 phong 1.5 tình yêu ơi. A12 các chị yêu. A12 các chị yêu nhá. Đây 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 đây. Đây. Nó phải như thế này này. Đây, chuẩn bài. A12 45678 phong 1.5. Con này là quay dán nhá, quay dán nhá. Cực kỳ dễ đi luôn. 4567 và 8 phong 1.5. A12. Ủa chị Vân Vân đây comment đúng phát giúp em đi ạ. Mã số kèm sai kèm số điện thoại chị Vân Vân nhá. Chị ghi tên chị Vân Vân làm gì ạ? Chị ghi giúp em là chỉ cần là M A11 kèm sai 39 kèm với số điện thoại của chị là được chị Vân Vân nhá. Là chị lên đơn thành công rồi. Chị đừng ghi tên chị Vân Vân chị yêu ạ. Bởi vì ngày mai có số điện thoại của chị thì ngày mai nhân viên thì em sẽ gọi điện cho chị luôn. 149k đồng giá cũng chia sẻ like chị Than Phạm nhá. Em có ghi giá đấy ạ. Đây là mã số A12 này. A12 A11 chỉ còn 3639 thôi tình yêu ạ. Đây A12 nhìn kỹ giúp em. Full size 45678 1.5. Phong 1.5 tình yêu nhá. A12 45678. Đây. Con này là con cao gót khoét eo nhá. Cao gót khoét eo A12. A11 36 thì cẩm nhung có đơn ạ. Ok tình yêu.
A 136 thì cẩm nhung có đơn, ok tình yêu nhá. Hết 36 luôn, cẩm bông 39 đúng không? Có bông 39. Chị Vân Vân comment rồi, là chị Vân Vân nhá. A1136 còn không? A1 hết 36 rồi ạ, à. Còn đúng 39 thôi, chị Bích Châu nhá, chị Bích Châu dự bị giúp em. A12 39 thì Nguyễn Liên có đơn. A12 không có 39 chơi, A12 chỉ có 38 thôi ạ. À. A12 456 1.5 nhá. A12 456 1.5 tình yêu ạ. A13 này. A13 này. Còn đấy chỉ có A12 A13 7 và 8 1.5 đúng hay sai thôi. Hôm nay đi chưa Linh? Chị Vân Vân comment dưới này, chị Vân Vân ơi. Hình như chị này chưa bao giờ mua hàng online hay sao ấy. Có vẻ chị rất là bỡ ngỡ khi đặt hàng. Chị Vân Vân. A13 này. A13 sai vào 738 1.5 nhá. A13 có đúng hay sai thôi ạ. 3738 phong 1.5. Mã là A13. Em có sai 3738 phong 1.5. Comment luôn giúp em A13 kèm sai kèm số điện thoại chốt đơn. A13 nhá, 738 phong 1.5. Cao góc phép eo con này cao khoảng 5 phân nhá, 5 phân. A12 38 chị Nguyễn Jenny có đơn này, ok tình yêu. Hết còn 38. Chị Vân Vân comment số điện thoại cho Vân, cho Nguyễn giúp em chị Vân Vân nhá. Mã số kèm sai kèm số điện thoại chị Vân Vân ơi. Chị comment những cái chị Nguyễn Jenny vừa comment đấy chị yêu nhá. Comment như các chị ý ạ, là comment được thành lên đơn thành công chị yêu nhá. Chị comment mình sai cú pháp của chị yêu ạ, comment đơn thành công ở đâu ạ. Ngày mai là sẽ không có ai có điện chị yêu đâu. Chị Vân comment lại nhá. A14 này. A14 này. Đây. A14 này có sai 3439 và 1.5. A14. Ui con này xịn chưa? A14 này. 3439 và 1.5. A14 ạ, em có hai sai thôi. 3439 và 1.5 nhá. Mã là A14. Hai sai 3439 và 1.5. A14. Ok, chị yêu Tùng Anh, chị Tùng Anh Nguyên comment sai giúp em ạ. Chị Tùng Anh Nguyên comment số điện thoại giúp em nhá. A13 và 37 ạ. Ok tình yêu. Chị Tùng Anh Nguyên comment lại số điện thoại chị yêu ơi. Chị Tùng Anh Nguyễn comment lại số điện thoại tình yêu nhá. A13 38. Ok tình yêu. A13 38 chị Nguyễn Gen đi có đơn luôn này. Ok tình yêu. Hết A13 luôn. A14. Ok tình yêu nhá. A11 39 chị Nguyễn Vân có đơn ạ. A11 39 Nguyễn Vân có đơn. Ok tình yêu. À, chị Vân Vân có đơn. A11 39 Nguyễn Vân có đơn nhá. A14 39 chị Nguyễn Liên. Ok tình yêu. A14 này còn đúng sai 34. Túi lên rồi chị yêu thảm kêu nhá. Em lên túi rồi ạ, lát nữa em có một vòng mới. Từ từ cứ bình tĩnh đi ạ, em sẽ lên dần dần. Ok, tình yêu Nguyễn Jenny nhá, hủy A12, Nguyễn Jenny đi Cường ơi. Hủy là, bây giờ hủy là hủy hết đơn đấy. Ờ ha, đúng rồi. Không hủy được đâu. Ờ, không hủy được đâu. Chị Nguyễn Jenny bây giờ là nhà em có một cái chế độ chốt đơn mới, có nghĩa là nhà em chốt toàn bộ bằng hệ thống comment chị yêu nhá. Nên là bây giờ chị nào mà hủy đơn A12 là xem như chị hủy hết luôn. Chị mà hủy một cái là xem như chị hủy tất cả những toàn bộ những cái đơn mà từ đầu rồi chị đặt luôn chị Nguyễn Jenny ạ. Nên là chị lưu ý giúp em nhá. Bây giờ các chị yêu thích rồi hãng đặt, đừng hủy các chị yêu nhá, đừng hủy. Hủy là hủy hết luôn chị yêu nhá. Hủy là hủy sạch luôn. Chị Nguyễn Jenny. Ok thì nếu như mà chị muốn hủy A12 thì xem như A13 chị cũng hủy luôn, và trước đấy những đơn gì của chị đặt là hủy hết sạch luôn chị Nguyễn Jenny nhá. Vì vậy là các chị bây giờ là nói chung là đâm ra nó khó nhưng mà cũng là lại hay đấy ạ. Đỡ phải mất công em bây giờ tìm lại đơn rất là khó. Chị Nguyễn Jenny nhá, nếu như mà chị không ok A12 thì em hủy luôn A13 của chị yêu. Đấy, nói chung bây giờ em phải rõ ràng ngay từ ban đầu, không là dễ dãi quá là đâm ra lại cũng không được. A14 này chị ơi, A15 này. A15 567 phong 1.5. A15 xét cao gót đinh sai 567 phong 1.5 nhá. A15 567 phong 1.5. Xin chào chị yêu Ly Vũ nhá. A15 567 phong 1.5 tình yêu ơi. Chị Nguyễn Jenny comment lại giúp em nhá. Chị nào chị mà thắc mắc hay là chị mà lăn tăn cái gì thì chị comment luôn giúp em để em biết, để em nhường cho chị khác nữa. Để em hủy cái kia của chị đi, không làm ngày mai bất công các bạn nhân viên lại gọi cho chị yêu làm phiền chị. Mã là A15 chị yêu nhá. 567 và 1.5 này. Dép sang đan này. Dép cao góc. A15 567 và 1.5. Ba sai thôi. 567 và 1.5. A16 này. Đây. Con này đẹp này. Cứ con này đẹp là chỉ có ít sai. A16 5 và 7 phân 1.5. A16 35 37 phân 1.5. Mỗi sai có đúng một con thôi ạ. Đôi này giống A2 phải không Linh?
em cũng không nhớ nữa chứ chị Thanh Anh Phan, em cũng không nhớ nữa cơ. Em không nhớ đâu chị ạ. Đầu nã em cá vàng lắm. Lên bao nhiêu mã thì em cũng không nhớ luôn. A16 này các chị ơi, A16 5 và 7.1.5 nhá. Con này là giống con màu bạc vừa rồi là màu silver. Con này là màu gold. Đây A16 của em đây, nhìn kỹ giúp em nhá. A16 5 và 7.1.5. 57.1.5 A16 35 37.1.5. Mỗi size có đúng một con thôi ạ. A16 tình yêu nhá. Sam đang con này gót cao 2 3 phân thôi. Cực kỳ dễ đi luôn. Cao gót phát eo. A12 35 á, giờ vẫn ok. Ồ, A12 vẫn còn 3, giờ vẫn còn comment A12 à. Có đơn. Chị Ni Nguyễn này comment là chính xác giúp em nha. Lỡ vai chị comment nhầm thì sao? Bởi vì bây giờ đến lần A17 rồi mà. A15 rồi mà. A16 rồi mà. A16 37 chị Hà thu võ thì có đơn luôn này, ok tình yêu nhá. A16. Ôi thôi, mắt nhắm mắt mở lại nhờ ấy rồi. A16 của đúng 35 thôi ạ. 37 hết rồi ạ. A12 35 chị Ni Nguyễn có đơn nhá, ok tình yêu. Đây, A17 này, 3678. A17 67 và 8 và 1.5. A17 678 và 1.5 nhá, cao gót. Con này là gót vuông 5 phân. Em muốn lấy một đôi A13 có được không chị? Không được chị yêu ạ, bởi vì là đơn của chị yêu từ ban đầu đã có mã A12 rồi. Nên là bây giờ chị mà lấy bình A13 thì mất công lại hủy A12 của chị yêu. Và bây giờ cái hệ thống của em có nghĩa là chị comment nhầm nó lên biết ngay mà. Anh mất công anh gạch rồi anh ạ. Em biết ngay là comment nhầm mà. Ok tình yêu Ni Nguyễn, comment lại giúp em tình yêu Ni Nguyễn nhá. Ừ, không có A12 đâu mày. Bảo không phải đấy là lấy M16 A16 gì. Nhưng mà từ từ đã, để chị comment lại đã. Ok thì hắn ấy. Chị nói mấy chị chốt hàng em được điện thoại qua số này rồi nha. Ok chị Nguyễn Duyên Minh nhá. A16 không có 39 chị ơi. A17 này. A17 678 phong 1.5. A17 678 phong 1.5 nhá. A17 67 và 8 phong 1.5. Đây. Càng con khuyết eo nữa đây. Một con màu nút nhá. A16 hết rồi chị ạ. A16 còn đúng size 35 thôi. A16 còn đúng 35 chị ơi, không có 39 đâu ạ. A17 này, 678 phong 1.5. A17 67 và 8 phong 1.5. Đây con này này, xịn sò chưa. A17 678 phong 1.5 nhá. Các chị nhìn kỹ giúp em nhá. Cao gót phát eo. A17 678 phong 1.5. A18 này. Ui, sao tay mình bóc kiểu gì mà toàn phải cái con nó hơi giống nhau nhỉ. Rét cao gót, rét gót vừa qua một má chị ơi. A18 màu đỏ đây. A18 cao gót phát eo màu đỏ. A17 chị yêu Trần Linh có đâu đâu, cái tình yêu hết 37 luôn. A18 size 36 thứ nhất, size 36 thôi. A18 size 36 phong 1.5 nhá. A18 size 36 phong 1.5. Xin chào tình yêu Bảo An nhá. A18 size 36 phong 1.5. Gót này cao khoảng 6-7 phân nhá. Gót búa cao 6-7 phân. Mã là A18 ạ. Em có size 36 phong 1.5. Màu đỏ đô. Ô còn đúng nhỉ? Ô còn đúng. Chưa kiếm à? A19 này. A19 con này có size 39 đấy chị yêu ơi. A19 689 phong 1.5. A19 689 phong 1.5 nhá. A19 cao gót phát eo màu đen. A19 689 phong 1.5. Mã là A19 nhá. Con này gót cao, gót vuông cao 5 phân tình yêu ạ. Màu đen. Da lộ đằng sau phun đá này. A19 689 phong 1.5. A19 ạ. 36 38 39 phong 1.5 nhá. Mã A19 tình yêu ơi. Đây ạ. Màu đen. Túi lên sau chị Nguyễn Thị Huyền nha, các chị đừng hối em, túi lên sau các chị ạ. Túi em lên sau nhá. A19 689 phong 1.5. A20 này. Sao cái lô này toàn những con này nhỉ? A20. A20. Chị Trần Linh ơi, các chị ơi, em đã nói như thế rồi. Tóm lại bây giờ nhà em là không đổi trả các chị yêu Trần Linh nhá, không đổi gì cả chị ạ. Bây giờ là hệ thống nhà em có cái hệ thống mới đó là chốt khách hàng bằng máy tính hết, bằng những cái comment tự động các chị yêu nhá. Có nghĩa là các chị thích đôi nào là chốt đôi nào là em đã nhấn vào trong comment rồi. Nên là nó có một cái gọi là nó hơi bị gọi là hơi bị dọc khuôn một tí. Nghĩa là các chị bây giờ bình thường nếu như mà ghi ở ngoài, ghi bằng tay thì các chị có thể đổi được. Nhưng mà nhà em ghi bằng hệ thống máy tính không đổi được các chị yêu nhá. Đổi là hủy luôn.
nên các chị lưu ý giúp em nhá, thích đồ đấy để chốt luôn, không thích thì thôi, nên là đừng hồi hủy các chị yêu ạ, đừng đổi và cũng đừng hủy đấy, nó tóm lại là hủy luôn cả đơn luôn, hủy là hủy hết sạch, không còn một cái nào đấy. Mặc dù là chị mất công săn rất là lâu rồi, săn được mấy con rồi, nhưng mà cứ hủy là hết sạch luôn. A20 của em này 467, A20 con này xinh cái đường sau này, A20 34 36 37 1.5 nhá, 467 1.5 A20 hót vuông cao 45 phân, A20 467 1.5 đây, A20 tình yêu nhá. Có dép cao không em, loại xỏ luôn đây sao ý. Chị Trang Lê em vừa lên rồi, chị yêu Trang Lê vừa qua nóng rồi ạ. A20 467 1.5 A21 con này hộp lạ nhỉ, hộp màu nâu. A21 4567 luôn, A21 4567 đây A21 này, con này này màu đen này, A21 4567 phân 1.5 A21 4567 phân 1.5 nhé, mã số kèm size kèm số điện thoại giúp em. Con này cũng là một con cao gót trụ 5 phân, A21 4567 phân 1.5 A21 ạ, 4567 phân 1.5 tình yêu nhé. Đây, con này màu đen đây, gót vuông cao 5 phân, A21 4567 phân 1.5. Hộp màu là, hộp này là hộp màu nâu nâu nhẹ nhẹ. A21 4567 phân 1.5. Quần áo vẫn chưa bán chị Nguyễn Thoa nha, quần áo vẫn chưa bán chị yêu ạ. Tớ chốt được 2 đôi 2 buổi live mà không chốt cho mình được đôi nào là sao thì Ngọc Trang ơi comment lại giúp em nhé. Em vẫn chưa hiểu chị comment cái gì luôn. Có nghĩa là chị chốt rồi mà nhà em chưa gọi là như thế nào ạ? Đây, A22 này, A22 5679, A21 37 chị Bích Thùy Lê, A21 37 chị Bích Thùy Lê có đơn ạ. Hết 37 luôn. A22 A22 ship toàn quốc 35k, chị Hải Trần ơi mua một đôi 35k nhá, mua đôi thứ hai thêm cho em 10.000 ạ. A22 5679 và 1.5, mỗi size có đúng một con thôi ạ. A22 nhá, 567 và 9 và 1.5, con này có size 39 đây. A22 nhá, 567 và 9 và 1.5, cao gót vest eo, con này là cao gót nhũ. A22 567 9 và 1.5, A22 567 và 9 và 1.5. Được xem hàng trước khi thanh toán chị Hương Tom nhá, được xem hàng trước khi thanh toán chị Hương Tom ạ. Đấy chắc là khách mới nhà em hay sao, chứ còn khách cũ, khách nhà em, khách quen rồi trong chỉ có mong mong là nhận được hàng thôi, chứ còn không quan trọng rồi. Không biết là bởi vì là tin tưởng quá rồi. Đây là khách mới nhà em nên là mới lo lắng là xem có được xem hàng trước khi thanh toán không thôi. Các chị thoải mái nhá, được kiểm hàng rồi mới thanh toán chị yêu ạ. A22 này 567 và 9 và 1.5. Nhà em bán trên livestream một ngày 4-5 cái livestream luôn. Hàng mà không chất lượng con vào nhà em phá sản từ lâu rồi. Làm gì còn ngồi đây bán cho các chị nữa. 39, A22 39, chị Nguyễn Hương có đâu ạ? 39 hết rồi chị ơi, chị Thịnh Nguyễn dự bị nhá. A23 này, A23 4567, A23 456 và 7, A23 4567 sang đan. À quên, cao góc phải đeo. Hết A, hết 39, chị Nguyễn Hương ơi đừng comment nữa. À chị Nguyễn Hương comment có đơn rồi ạ. Chị Nguyễn Hương có đơn rồi nhá. A23 4567 và 1.5. A23 4567 và 1.5. Đúng rồi, có gửi nhầm thì cũng nhận luôn để tặng cúng sướng. Cảm ơn chị Thanh Van nhé. Chị Nguyễn Hương có đơn rồi à? Chị đừng comment lại nha chị yêu nhé. A23 4567 và 1.5 này. A23 4567 và 1.5. Đây. Nói chung là khách quen của nhà em thì mua hàng thoải mái lắm luôn ý. Toàn là mua nhiều thôi. Mua nhiều, mua một ngày một like phải là một cả chục đôi. Đấy, mua chỉ về để đi thôi mà cũng là cả chục đô rồi. Chưa kể là hàng tặng quà là cái gì đâu. Mã là A23 em có 4567 phân 1.5. Bây giờ còn mã 10 á. Chị Phương Trần comment lại giúp em nhá. Sao bây giờ còn mã 10, chị Phương Trần ơi comment lại giúp em đi. 2337 chị Thanh Ninh Phan có đơn nào cái tình yêu nhá. Hết 37 luôn. Xin chào chị yêu Tấn Hoa, xin chào chị yêu ạ. Chị Phương Trần comment lại giúp em đi ạ. Bây giờ là còn mã M10 á chị Phương Trần. Mặc dù là mã M10 vẫn còn sai nhưng mà chị Phương Trần comment lại đi ạ. Biết đâu chị lại comment nhầm thì sao? Giống như cái chị Ni vừa rồi ấy. Biết ngay là comment sai mà. Bây giờ lên nhận mã 20 mấy rồi mà chị vẫn còn comment mã M10. A24 này. Ui con này xịn này.
A24 5 và 7 và 1.5. 2336 chị Hằng cute có đơn. 24 này. 5 và 7 và 1.5. A24 35 37 và 1.5. Con này là một viền bi luôn nhá, viền bi luôn. A24 5 và 7 và 1.5. A24 35 37 và 1.5. Một con cao góp bi. Đây. Viền bi luôn. A24 nhá, 5 và 7 và 1.5. Comment luôn giúp em mã số kèm size kèm số điện thoại chốt đơn. Mã 24 đi ạ. Chị mua hơn 100 đôi chưa kể túi ví mà chưa nhận được quà đây em gái ơi. Úi dồi ôi, khổ tân chị Hạnh Ruby của em. Chắc là duyên, rất là chị vẫn chưa được duyên được quà. Kiểu này là kiểu này nó phải là lên cho chị 200 đôi giày mới được quà mất chị yêu ạ. Khiếp, chị mua 100 đôi giày chắc là tủ nhà chị phải chật cứng lắm ấy nhà chị yêu nhở. Có sao đâu, mình mua mình không thích đi là mình phải tặng bạn bè, tặng em gái, con em mình chị nhở. À, 2435 chị Thanh Hường có đơn này. A26 ạ. A26. Con này màu nâu đúng chất luôn. A26 màu nâu đúng chất luôn. A26 568. 5689. A26 5689. A22 là A22 không có 38 chị có Thanh chị Lương Hương nhá. 22 không có 38 đó chị yêu ơi. A25 này. A25 5689 và 1.5. A25. Con này có size 39. Chị đang đặt tủ để đây. Ok chị yêu, phải đặt tủ mới đấy chị yêu ạ, phải đặt tủ mới đấy chứ không nhiều quá là không chứa được đâu. Nhưng mà được cái là mình đi đi làm, đi chơi hay là đi đi đâu cũng thế, mỗi một chiếc váy là có một đôi giày khác nhau rồi. 100 đôi giày cơ mà, thay đổi thường xuyên luôn chị yêu nhở. Mỗi một ngày một đôi giày, cả năm không đụng hàng con nào cả. Úi giời ơi, chất lượng dã man luôn. A27, A25 tình yêu nhá. Mã A25 em có size 35, 36, 38, 39. 5689 con này đây. Đế vuông. A25 568 và 9. Thực ra là với cái giá thành nhà em 149k là cái giá trong tầm tay rồi. Ai cũng có thể mua được. Không chỉ nào phải lăn tăn với cái giá 149, 150 cả. Bởi vì nó vừa rẻ mà chất lượng nó rất là ok. Vì hàng nhà em đều là hàng công ty cả, hàng công ty nội địa Trung, nội địa Trung. Đây là những cái con mà bình thường nội địa Trung nó bán với cái giá phải tầm khoảng dao động từ khoảng 700 đến 1 triệu. Còn những con 1 triệu 2, 1 triệu 3 như là hàng Oso hay là hàng AD đấy các chị yêu ạ. Nhưng mà bây giờ nó còn một ít thôi, nó thanh lý ra ngoài nhà em ôm lô về và bán được cái giá rẻ là các chị yêu. Nên là các đâm ra các chị yêu mất tiền trăm nhưng các chị mua được hàng tiền triệu các chị yêu ạ. Nên là trả dụ gì mà mình không mua cả. Mã tiếp theo của em này. Nó chưa anh? Ní về nhà ở đây còn thùng mà là biết ngay. A26 các chị ơi, A26 36 37 và 1.5. A26 A26 36 37 và 1.5. A26 các chị yêu nhá. 6 và 7 và 1.5. Mã 26 67 và 1.5. A27 này. Ui con này là con dép cao, họ dép cao gót đây. A27 456 và 1.5. A27 ạ, dép cao gót 456 và 1.5. A27 các chị yêu nhá. A27 456 và 1.5. A27 456 và 1.5 tình yêu ơi. Số lượng đấy chị mua trong 2 tuần thôi nhé. Không biết đến cuối năm lên bao nhiêu nữa. Chị Hạnh Ruby, cuối năm lại lên 1.000 đôi chị Hạnh Ruby ạ. Cuối năm lên 1.000 đôi luôn. Rồi ơi, cuối năm lên 1.000 đôi luôn. Nói chung là chưa cần biết là như nào nhưng mà cứ mỗi hôm một đoáy là một đôi giày là chuẩn rồi, chuẩn đét luôn rồi. A25 35 á. A25 35 chị Phạm Hằng có đơn này, ok tình yêu nhá. A27 34 chị Ngô Nguyễn Tân Hương. Ui khách mới luôn này. A27 34 chị Ngô Nguyễn Tân Hương có đơn ạ. Đây là mã số A27 này em có 456 và 1.5 nhá. A27 456 và 1.5. Rồi. Mua thuốc cay thôi. Ui dồi, mua cay làm gì chứ không cần phải cay đâu. A26 35. A26 không có 35 chị Nguyễn Hậu nhá. A26 chỉ có 36 37 thôi ạ. Mất đăng kiểm nghiện được. Sao? Thật. Mất bao nhiêu tiền mới nghiện được, đi cay là cái gì? Khổ là gì? Đúng không ạ? Mất bao nhiêu tiền mới nghiện được? À cái gì nhỉ? Mua 100 đô là tính ra là bao nhiêu? Đến mười mấy triệu không? Đến nhỉ, đến đấy nhỉ, đến mười mấy triệu ấy.
mất mười mấy triệu bạc để lực nghiện mà các chị đi cai làm gì? Ôi dồi ôi, lại mất thêm mấy chục triệu đi cai chết em. Thôi đừng cai, cứ nghiện đi các chị ạ, nghiện thoải mái. Ngàng nhà em nghiện là nó chỉ có phê sướng thôi, chứ làm gì có lụi mà sợ. 2737 thì Phúc Mai có đơn ạ. À đâu, làm gì có 7 đâu. Mình đánh ngáo rồi, đang vui quá đánh ngáo rồi. A27 hay A27 chị Phúc Mai nhá. A28 này. Sụp này, A28 sụp. A28 sụp. 28 mới có 3638 0.5. A28 638 0.5 sụp các chị yêu nhá. A28 này sụp phát đi luôn này. Đây. Con này đi dễ lắm. A28 3638 0.5. A28 thì yêu nhá. A28 này sụp xinh chưa? A28 3638 0.5, đúng hay sai thôi ạ. A28 6 và 8 0.5. Đây con này đây. A28 6 và 8 0.5. A27 đổi cho em đổi 35 nha, chế là sao? A27 sẽ 35 á. Ok thì nhiêu A27 35 chị Ngô Nguyễn Tân Hương kìa. Đổi được không? Đổi được. Đổi được. A27 35 chị Ngô Nguyễn Tân Hương có đơn ạ. Chị Ngô Nguyễn Tân Hương comment lại cú pháp giúp em nhá, đúng không? Comment lại cú pháp đúng không? Mã số kèm sai kèm trên thoại à? Không phải chị, không phải đấy đâu. Thế à? Ờ, thế là được. A28 6 và 8 1.5 nhá, A29 ạ. A29 A29 467 467. Đây con này xịn này. A29 467 0.5. Mã là A29. Em có sai 3436 37 0.5. A29 467 0.5. Đây, đá này. Full đá luôn. Góc. A29 467 0.5. 467 0.5. Mã là A29 tình yêu nhá. A29 467 0.5. Con này là không có 38 em không lên được chân luôn. Con này xinh này, thích con này nhưng mà không lên được chân. Mã số là A29 467 0.5. A30 này. A30 589. A30 589 0.5. A30. Ui con này đằng sau một mặt đá điệu thế. A30. Chị Nguyễn Thị Đàn Anh comment cú pháp giúp em chị yêu ơi. Chị Nguyễn Thị Đàn Anh comment cú pháp nhá. Mã số kèm sai kèm số điện thoại chị yêu ạ. 2936 2936 chị Ngô Khánh Ngọc có đơn ạ. A30 589 58 và 9 0.5. A30 nhá. 589 0.5. Đây. A30 đây. 589 0.5. Chị Nguyễn Thị Lan Anh comment lại cú pháp giúp em đi ạ. Mã số kèm sai kèm số điện thoại chị Nguyễn Thị Lan Anh nhá. A30 589. A31. A31 3839 luôn. A31 hai sai 3839. Xong đan. A21 hai sai 8 và 9 phân 1.5. Xong đan thì yêu nhá. A21 này 3839. Gót này cao khoảng 4-5 phân. A31 8 và 9 phân 1.5. Gót cao 5 phân đế vuông. Đây. A31 đây 8 và 9 phân 1.5. Sắp hết rồi các chị yêu ạ, sắp hết rồi. Đợi em một lát thôi. Chị Yến Anh Nguyễn comment lại sai. Chị Yến Nguyễn comment sai giúp em. Mã số kèm sai kèm số điện thoại tình yêu ơi. Có túi đeo treo bé không ạ? Đợi em một lát chị yêu nhá. 3139 chị yêu Hoàng Anh có đơn ạ. Ok tình yêu nhá. Còn đúng 38 thôi. 3237 này. A2 32 sai 37. Đây này này, con này là con dép. Ui dép xinh nhở. A2 sai 37. A1 ok tình yêu nhá. 3138 chị Yến Anh Nguyễn có đơn ạ. 39 chị Thủy Nguyễn dự bị nhá. 39 chị Thủy Nguyễn dự bị giúp em. 32 này. A32 sai 37.1.5. A32 sai 37.1.5, một con duy nhất. A32 sai 37.1.5, một con duy nhất. A33. 31 hết rồi chị yêu ơi, không có 7 đâu ạ. 31 hết rồi chị Hương Tom nhá. 38 chị Hương Tom dự bị. 33 này. A33 45678. A33. Ui con này full sai luôn. 45678 thì nhiêu ơi. A33 nhá. 45678. Hết bẹt rồi chị ạ. A33 45678 màu nâu tây. Góc vuông cao 5 phân. A33 45678 và 1.5. Mỗi sai có đúng một con thôi ạ. A33 nhá. 45678 và 1.5. Mã số kèm sai kèm số điện thoại giúp em. A33 45678 và 1.5.
màu đâu đây, 31 hết rồi chị Hương Tom nhá, 31 hết rồi ạ. 32 37 chị Hà Trần có đơn ạ. Đơn giản. À 34 chứ, 34 đúng rồi, 34. A34 567 phân 1.5, A34 ạ. 567 phân 1.5 nhá. 567 phân 1.5. A34 567 phân 1.5. Cao gót màu đen tuyền luôn. A34 567 phân 1.5. Sang đang có chị yêu nhá. Có sang đang chị ạ. Đợi em một lát đi. Em đang lên dần dần. A35 này. 3237 chị Phương Vũ. 3237 chị Phương Vũ có đơn này. Ok tình yêu nhá. Hết 32 luôn. 3436 chị Hoa Dương. Ok tình yêu hết 36. 3436 chị Hoa Dương có đơn rồi ạ. 35 này. 35568. A35 568. A35 568. Chị Hoa Dương có đơn rồi ạ. A35 568 phong 1.5 nhá các chị nhá. Đây con này này cao gót hở mũi. Cao gót hở mũi màu đen. A35 568 phân 1.5, góc này cao khoảng 5 phân thôi, cực kỳ dễ đi luôn. A35 568 phân 1.5. Mã số là A35 nhá. Em có size 568 phân 1.5. Cao gót hở mũi đấy các chị yêu nhá. Đây. A35 568 phân 1.5. Dây đinh. Bình thường mang 38 thì giờ đặt 37.5 mang vừa không chị? À chị Phú Túc ơi, bình tùy chân chị yêu nhá. Song đan thì 37.5 đi vừa. Nhưng mà cao gót biết mũi thì không cần phải lùi size chị nhá. Cao gót biết mũi không cần lùi size thì đúng size giúp em. Song đan thì chị có thể lùi size nhé. Chân chị mà gầy lùi size. Còn nếu như cao gót chị không cần lùi size chị yêu ơi. Ui con này đẹp này. Ui. Sao lại có size 35 thôi nhở. Con này thôi rồi. Gọi là lồng lộn luôn. A36 đúng size 35 thôi ạ. A36 thứ nhất một con size 35. Con này mà có 38 mới lấy cho mà em đi luôn. Nhưng mà khổ quá đúng size 35 thôi. Hay là trưa nay bán rồi à? Trưa nay bán con này rồi à? Ôi trời đẹp thế. Ôi trời ơi, đá này xịn sò chứ dã man luôn trời ơi. Này. Chị thấy không ạ? Xịn sò dã man mà không có size cho em lấy. A36. A36 duy nhất size 35. A36 đúng size 35 thôi ạ, phong 1.5. Xịn nhở? Xinh thế. Trời ơi con này mà bán cái trăm bộ cũng bán được mất. A36 đúng size 35 tình yêu ạ. Chị Nguyễn Nga comment cũng phát giúp em đi chị ơi. Mã số kèm size kèm cho em tại tình yêu ơi. Sang thế. 3635 Yến Anh Nguyễn có đơn ok tình yêu nhá. A36 chị Bảo Trâm comment lại đi ạ. A37 này. Chị Huyền Phạm comment size cũng phát rồi chị ơi. A36 chứ không phải A26 đâu ạ. A36 35 chị Hương Thị Trần có đơn này ok tình yêu. Hết sạch A2, A36 nhá. Hết sạch A36. Hết A36 rồi. Hết A36 rồi. Đấy. Bảo Trâm lại comment bảo Trâm comment nhầm chậm rồi. Lại chậm rồi. Đấy. Comment trước như là thành chậm bởi vì sai cú pháp nhá. Cứ chậm mà chắc đâm ra là chốt được. Còn những chị nào mà cứ vội vàng là lại sai cú pháp và lại không chốt được đơn. Chị Bảo Trâm tự bị nhá. A37 đúng sai 36 này, con này xinh này. A37 sai 36 màu rêu. Điều nhỉ. A37 sai 36. Hết A36 chị Phạm Hoàng nhá. Hết A36 rồi chị yêu ơi. A37 size 36 phong 1.5. A37 size 36 một con màu rêu. 37 size 36. A38 này. 478. A38 47 và 8. A38 478. Đây. A38 này, 34 37 38. A38 47 và 8 phong 1.5. A38 478 phong 1.5 nhá. Con này mỗi size có đúng một con thôi. A38 34 37 38 phong 1.5. Mã là A38. Đấy, đằng sau đính ngọc đây. A38 478 phong 1.5. A38. Hết A36 chị ơi, hết A36 rồi ạ. A35 size 36 á. A35 size 36 chị Nguyễn Nga à. Ok tình yêu. A35 36 chị Nguyễn Nga có đơn ạ. A26 lúc trước cơ đôi màu nu. Ui dồi ôi. A26 quá giờ vẫn còn á. Chị Nguyễn Nga comment gì? A26 xe 7 à? Ok tình yêu.
A26 xe 7 chị Nguyễn Nga có đơn ạ. Khiếp trời ơi. Ừ, chuẩn vào nút đúng rồi đấy. Bây giờ đến tận 10 mã rồi bây giờ mới con chốt, kinh khủng không? A38 size 36 không có đâu chị ơi. A38 chỉ có size 478 thôi. A38 nhất chỉ có 478 thôi ạ. Hôm kia em trúng mini game đã gọi điện chốt mà chưa nhận được. Ôi giời, hôm kia đến hôm nay là vẫn mới có mấy ngày thôi mà. Và điện chốt thì nhận được là đúng rồi chị yêu ạ. Ngày mai chưa nhận được thì hắng kiện em Linh chị anh Văn Phùng nhá. Yên tâm đi. Mấy hôm nữa thì nhận được thôi, ngày mai nhận được rồi. A con này là A38 này. A38 478 1.5. 3437 38 1.5. A39 này. A39. Anh Dương ơi. Bốn bảy tám là sai như thế nào ạ? À? À là sai 4 là sai 34, 7 là sai 7 và 8 là 38 chị Yến Kim nhá. Em đọc 478 cho nó nhanh mà. 478, 4 là 34, 7 là 37, 8 là 38 thì nhiều ạ. A39 này, sai 35. A39 xăng đan màu đen duy nhất sai 35. A39 sai 35, một con duy nhất đôi con này vào đang này đây. Xịn xò thế mà cũng sai 35 thôi. A39 nhé, chỉ có sai 35 thôi ạ. Phong 1.5 nhá. A39 sai 35, một con duy nhất. A39 size 35 một con duy nhất thì nhiều ạ. A39 size 35. Đúng size 35 thôi. A39 em có size 35 nhá. À chị Yến Kim comment số điện thoại đi chị ơi, mã số kèm size kèm số điện thoại thì nhiều Yến Kim nhá. Yến Kim comment số điện thoại giúp em đi ạ. Em bán hết rồi chị, anh em bán hết sạch rồi không còn con nào. A40 này. A40 size 36. A40 size 36. A40 size 36. Chị Yến Kim comment số điện thoại chị Yến Kim ơi, mã số kèm size kèm số điện thoại chị ơi. Không cần phải nhé em hay là cái gì cả. Chị comment đúng cú pháp thôi em. A39 gạch chéo size gạch chéo số điện thoại của chị yêu chốt đơn luôn. Không cần phải nhé em hay là cho chị nhé đâu, không cần phải như thế. Cứ comment nhanh gọn là có đơn luôn chị yêu nhá. A39 35 chị Bảo Trâm có đơn ạ. 39 35 chị Ni Nguyễn có đơn này. Ok tình yêu. A39 35 chị Trần Loan có đơn này. 3837 chị Yến Kim có đơn luôn này. Được chưa? A39 có 3 người chốt size 35 nhá. Ghi được không? Được. Rồi. A40 size 36. A40 em có size 36 thôi ạ. A40 duy nhất size 36. A40 size 36. A41. A41 cao gót màu đen. Con này xịn nhờ. A41 size 35 này. Con này lại màu đen, màu lam lại 35 nữa. A41 size 35, một con duy nhất đây. A41 35. A41 35. Hôm nay xăng đan và dù là em lên một hôm chị yêu ạ, hôm nay là chuyên cao gót. Chuyên cao gót chị yêu ạ, chuyên cao gót thôi. Với lại trưa nay là chị Hương cũng đã lên rồi mà. Trưa nay chị Hương lên được giày dép cao gót với lại xăng đan rồi mà. Nên là tối nay em lên cao gót nốt nhá. A41 size 35. Xin chào chị yêu Hoàng Tuyết nha. A42 này. A42. A42. Con này xinh này. A42 này. Sáng Valentino tình yêu nhá. A42. Em có size 34 38 phong 1.5. A42 34 38 phong 1.5. A42 tình yêu nhá. Hai size 34 38 phong 1.5. Mà A42 4 và 8 phong 1.5. A42 này. 34 38 phong 1.5 nhìn kỹ giúp em nhá. Phong A40 phong 1.5, phong nào cũng 1.5 hết chị Nguyễn Phương, chị Nguyễn Hậu nhá. Con nào cũng là phong 1.5 hết luôn. A42 34 38 phong 1.5. A41 35 chị Tạ Kim Tú. A41 35 chị Tạ Kim Tú có đơn này. Ok tình yêu nhá. A42 34 chị Lưu Ly có đơn này. Ok chị yêu. A43 45679. A43 4567 và 9 và 1.5. A43 nhá. A4238 chị Trâm Anh Ngô có đơn ạ. Đây cao gót kim sa đây chị Đình Nhung Đặng Ngọc ơi. A4238 chị Đặng Thanh Tâm, chị Thanh Tâm có đơn này. Ok tình yêu. A43 này. 4567 và 9. Khuyết 38. Còn này không có 38. 45679 thôi. 45679 và 1.5. 45679 và 1.5. A43 nhá. 4567 và 9 và 1.5. A43 cao gót nhũ bạc. 45679 và 1.5. Nhũ còn là kim sa các chị, con này là con kim sa cũng được mà còn là nhũ cũng được nhá. A43 45679 và 1.5.
chủ động inbox số điện thoại nhà em với chị Ngọc Trang nhá. Hoặc là ngày mai chị gọi điện vào số hotline bên này chị Ngọc Trang ạ, gọi điện vào số hotline của chị Thảo ấy, là người xử lý đơn hàng chị Ngọc Trang nhá. Là ngày mai sẽ có nhân viên giải quyết đơn hàng của chị yêu luôn. A43 này, A43 456, A43 456 01.5, A43 45 và 6 01.5. À đâu, A44 chứ nhỉ? A44 456 01.5. A44 ạ, 456 01.5. A44 nhá, 456 01.5. Đây. Cao gót 456 01.5. A44. A45 này. A45 45678. A45 45678. Cao gót phải đen màu đen. 44 size 36 à? 44 size 36 vừa cho chị Hoa Dương có đơn này, ok tình yêu nhá. A45. A45 45678. A45 45678. 45678 A45 tình yêu ạ. 45678. Cứ chồng cá nghe thôi. A45 45678 tình yêu nhá. A45 45678. A46 này. A46. A46 màu đen 46 và 7. 34 36 và 7. Ok tình yêu lên ví ngang luôn chị yêu đình tính cho em nhá. Em còn mấy con cao gót nữa các chị ạ. Ủng hộ em nốt đi để em lên ví ngang các chị yêu nhá. A46 này, 467 phân 1.5. A46 467 phân 1.5 ạ. A46 đây, 467 phân 1.5 nhá. A47 ạ. A47 456 phân 1.5. A47 45 và 6 phân 1.5. Mã là A47 tình yêu nhá. A4537. A4537 xanh tâm có đơn ạ. A47 457 phân 1.5. 45 à 4 và 6 phân 1.5 chứ. A47 4 và 6 phân 1.5. Con này có đúng 3 hay sai thôi. 4 và 6 phân 1.5 nhá. A47 4 và 6 phân 1.5. A48. A36 xe 35 á. Giờ vẫn còn A36 chứ. A36 hết rồi chị Nguyễn Hương ơi. A36 hết rồi chị Nguyễn Hương ạ. A36 không còn con nào đâu ạ. À là A46 xe 35. Ok tình yêu. A46 lại không có 35 chị Nguyễn Hương nhá. A46 không có 35 tình yêu ơi. A48 này. 456 không 1.5. A48 456 không 1.5. A48 45 và 6 không 1.5. A48 456 không 1.5. A49. A49. Đây, xăng đan đẹp đây. Ui dồi, bây giờ có xăng đan đây, khổ quá. Nãy giờ các chị đòi mãi, giờ mới có xăng đan đây các chị yêu đây ạ. Con này màu hồng xinh này. A49 size 36. A49 duy nhất size 36. Chân 37 bon chen vừa nhá. A49 size 36, chân 37 bon chen vừa tình yêu ạ. A49 này, size 36, chân 37 bon chen vừa tình yêu nhá. Chân 37 đi vừa. A49 size 36. Một con này thứ nhất, màu hồng. Màu hồng, con này là gọi là màu hồng đất tình yêu ạ. A49 nhá, size 36 này. Xịn chưa? A49 size 36, đúng size 36 thôi. Lên một con hộp memory cho các chị yêu nhá. A50 này, hộp memory này. A50. Z đi Linh. Không có Z mà tình yêu Phương Anh ạ, không có Z đâu. A4936 chị Hoa Ngọc Trần có đơn ạ. A50. A50. A50 45678. A50 45678 tình yêu nhá. A50 45678. A50 457 và 8 phong 1.5. Hàm memory. A50 45678 phong 1.5. A50 ạ. 45678 phong 1.5 tình yêu nhá. A50 đây. 45678 phong 1.5. Cao gót khoe đeo. Memory. A49 đẹp thế mà không có 35 là đúng rồi chị Trần Loan ạ, không có 35 đâu. Thường thường những con nào đẹp là ít size mà. Thường hay thế lắm. A51 này.
578 không 1.5, con này có 35 đây. A51 57 và 8 không 1.5. 46 chị Minh Đức không có sai chị yêu nhá. A50 35 chị. A50 có 35 không anh nhở? Nhìn lại giúp em cái. Có. A50 35 chị Đào Xuyên có đơn ạ. À. Ở con này full size mà quên mất. A50 35 chị Đào Xuyên có đơn nhá. A51 578 không 1.5. A51 578 không 1.5. Con này chị trò chưa? A51 nhá. 578 không 1.5. 578 không 1.5. A51 ạ. 57 và 8 không 1.5. A51 578 1.5. Đồng giá 149k chị Nguyễn Thị Điệp nhá. Lần trước em cũng có đặt một đôi nhưng không thấy gọi cho đơn ạ. À chị Đào Xuyên chủ động inbox cho em đây chị yêu ơi. A50 38 chị Phú Túc có đơn ạ. Ok tình yêu. A51 35 chị Thùy Linh này. Ok tình yêu nhá. A51 35 Thùy Linh có đơn luôn này. Đây là A51 nhá. Em có size 578 không 1.5. 50 đẹp, có 36. Ô 50 full size mà chị yêu ơi, 50 full size mà, 50 full size mà, đúng không? 35, 38. Ừ, 50 full size mà chị yêu Hoàng Ngọc Trần. Ôi trời ơi, chị nghe nhầm mà, A50 full size nhá, 45678 luôn. A50 full size, 45678 chị yêu ạ. Chị Hoàng Ngọc Trần nhá. A50 là full size đấy, 45678. A52 này, 5678. A52. A51, 35 chị Ngô Nguyễn Tân Hương có đơn này. Ngô Nguyễn Tân Hương có đơn ok chị yêu nhá. A52 5678. A52 567 và 8. Con này xịn lắm. A52 5678. Chị Hoàng Ngọc Trần comment cú pháp giúp em đi chị yêu ơi. A52 567 và 8. A52 5678 phong 1.5. Đây con này đây. Nhìn kỹ giúp em nhá. Con này da mềm lắm. A52 5678. A52 35 chị Mai Bùi có đơn này ok tình yêu hết 35 luôn. Còn đúng 678 thôi, A52 còn đúng 678. A53. Ui xịn chưa? A53 đẹp này. Đây 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 đây. A53. Xịn như này mà lại ít size. Ok tình yêu bay buổi có đơn rồi ạ. A53 567 phong 1.5. Đúng 3 size thôi, 567 phong 1.5. Mã là A53. 3536 37 phong 1.5. A53. Bay con này xịn nhỉ. 567 phong 1.5 nhá. A53. Trời ơi, cứ nhú là lấy sang rồi, cứ thấy nhú là đẹp rồi. A53 567 phong 1.5. Ơn giời, nay đã chốt được. Ui dồi ôi, mua được hàng mà lọt. Ơn giời, đấy sung sướng cuộc đời. Ơn giời, nay đã chốt được. A53 36 chị Tuyết Lê có đơn ok tình yêu nhá. A52 38 chị Thúy Hà có đơn ạ, ok chị yêu. A52 38 chị Thúy Hà có đơn ạ, chị Thúy Hà có đơn nhá. Đây là mã A53, em có 56 và 8. 567 chứ. A53 567 phong 1.5. A53 măng 67 không. A53 36 chị Yên Nguyễn có đơn ạ. Hết 36 luôn. Hết 36 em còn 57 thôi. A53 còn đúng 5 và 7 phong 1.5. A53 size 37 chị Kim Na có đơn ạ. Ok tình yêu nhá. Hết 37 luôn. Còn đúng size 35. A53 còn đúng 35 thôi ạ. Em thường mang giày dép size 37 thì mang cao gót là 37 luôn chị Nguyễn Nhi nhá. Mang cao gót là 37 luôn tình yêu ơi. Cứ 37 luôn cho em. A54 xe 38. A54 xe 38. A53 36 à? A53 hết 36 rồi chị Vi Phương giữ vị nhá. A54 xe 38. A54 xe 38. A54 xe 38 này. A54 xe 38. Một con sandal cao gót con này cao khoảng 6 phân nhá. A54 38. A54 38. A55. A55 này 5 và 6 phong 1.5 này. A55 5 và 6 phong 1.5 cao gót nhũ nhá. A55 em có size 5 và 6 phong 1.5. A54 38 chị Mai Bùi có đơn luôn này, ok tình yêu. A54 38 chị Mai Bùi có đơn luôn này, ok tình yêu nhá. A55 5 và 6 phong 1.5. A55 35 36 phong 1.5. Nhũ bạc. A56 A56 5679 này. U con này đẹp này. Đây. Xịn lắm, con này xịn này. A56 này. 56789 có 1.5. A56. Đây. A56 xong đang đó chị yêu nhá. A56 xong đang.
56789 full size luôn. A5536 chị Nhung Hà có đơn ạ. 5536 Nhung Hà, có chị Nhung Hà có đơn nhá. A56 này 56789 phòng 1.5 luôn. A56 56789 phòng 1.5. Sang đan con này là màu sữa nhá, màu kem sữa. Màu này trắng chân lắm. A5536 chị Nhung Hà có đơn rồi ạ. A5536 chị Vi Phương có đơn này. Ok tình yêu. 5536 chị Vi Phương có đơn. 5536 chị Hương Trần Thị dự bị nhá. 5536 chị Hương Thị Trần dự bị. À đâu? 5636 à? 5636 ok tình yêu nhá. 5636 chị Hương Thị Trần có đơn ạ. 5636 chị Hương Thị Trần có đơn nhá. 5635 chị Trần Loan có đơn luôn này. 5635 chị Trần Loan có đơn luôn này. 5635 chị Đào Xuyên có đơn luôn nhá. 5635 chị Đào Xuyên có đơn luôn. 5635 chị Hương Trần Thị, chị Đào Xuyên và chị Trần Loan có đơn hết nhá. 5635 chị Hương Phạm có đơn ạ. Ok tình yêu. 5635 chị Thúy Trần comment số điện thoại giúp em nhá. Chị Thúy Trần comment lại số điện thoại đi ạ. Chị Thúy Trần comment số điện thoại giúp em, chị Thúy Trần có đơn nhá. Thế là hết 35 đúng không? A57 này. A57 8 và 901.5. A5538 à. A55 có 38 chị yêu ạ. 56 size 36. 5636 chị Mai Thanh Nguyễn có đơn ạ. 5636 chị Mai Thanh Nguyễn có đơn nhá. 55 không có 38 chị Phạm Lê ơi, 55 không có 38 ạ. 56 thì có 38 nhá. 56 thì có cả 38 và 39 luôn. Riêng mã M5, riêng mã A56 full size 56789. Đây, mã A57 này, 8 và 901.5. A5537. 55 không có 7 chị ơi, 55 chỉ có 2 đô thôi, 5 và 6 thôi ạ. Mình lấy A53 rồi đó. Hôm nay không lên ô xô chị yêu nhá. Xong đan là 56 chị ơi. Xong đan là 56 chị nhá. Xong đan là 56 chị Phú Túc ạ. À đúng rồi, 56 là có 38 chị yêu nhá. Xong đan là 56 có size 38 chị yêu nhá. Comment lại giúp em. Đây là mã A57 này. A57 này em có size 38 39 này. A57 8 và 9 phong 1.5. A57 8 và 9 phong 1.5. Xong đan đinh đây. 5537. Chị Phạm Phượng comment lại cú pháp giúp em đi ạ. Chị Phạm Phượng comment lại cú pháp giúp em nhá. Mà 55 làm hết 36 đúng không? 55 hết 36 rồi. A58 này. A58. Con này em có 3538. Chị Phú Túc comment lại cú pháp giúp em này. Chị Thúy Trần comment lại cú pháp giúp em nhá. Mã số kèm size kèm số điện thoại tình yêu ơi. Hai tình yêu comment lại cú pháp giúp em đi. Mã tiếp theo này, A58 5 và 8 và 1.5. A58 em có 2 size 5 và 8 và 1.5. Màu cam đất pha màu nâu. A58 cao gót pha màu. A58 5 và 8 và 1.5. A58 nhá, 5 và 8 và 1.5. Nhìn kỹ giúp em, cao gót pha màu pha 1.5. A58 2 size 3538 pha 1.5. Màu cam đất pha màu nâu. A58 5 và 8 pha 1.5 nhá. A59 lên hộp con memory luôn. A59 lên hàng memory này. A59 size 3538 pha 1.5. A59 size 3538 pha 1.5. A59 5 và 8 pha 1.5. A5638 chị Phú Túc có đơn này, ok tình yêu nhá. A5638 chị Phú Túc có đơn, ok tình yêu. A59 em có 5 và 8 và 1.5. A59 size 3538 và 1.5. A59 ạ, 2 size thôi, 5 và 8 và 1.5. Con này da siêu mềm luôn. Rồi, nhìn cái mặt đá xịn sò. A59 size 3538 và 1.5 nhá. A60, xin chào tình yêu Thanh Thảo Huỳnh nhá. A60 này. A60 4578. A60 4578 và 1.5. A60. A56. A5637 chị Phạm Phượng có đơn ạ. A5637 chị Phạm Phượng có đơn nhá. A56 đâm ra nhiều chị chốt thế. Đúng là xong đan có khác. A60 này, 4578. A60 457 và 8. A60 4578 và 1.5. A60 4578 và 1.5. Mã là A60 nhá. 4578 và 1.5. Con này là góc vuông cao 5 phân.
A60 4578 4, 34, 35, 37, 38, 1.5. Các con đèn đằng sau của em Linh không bán thì nhiều nhá. Cái đấy là em đi lâu lắm rồi, đi mấy năm rồi. Bán nữa các chị đấu giá em bán cho. Làm hàng cổ không? A5935 chị Phạm Hằng có đơn ạ. A61 A6038 chị Linh Hương. A6038 chị Linh Hương. A61 45678. A61 45678. Một con mùa hờ nhá. A61 này 45678. A61 45678 phong 1.5. A61 45678 phong 1.5. Cao gót màu hồng. A61 45678 phong 1.5. A61 45678 phong 1.5. A62 này. A62 lên hàng memory các chị yêu nhá. A62 45678. A62 A6037 các chị Thúy Lê có đơn ạ. Hết 37 luôn. A62 4567 phong 1.5. A62 4567 phong 1.5 nhá. Đây. Con này là màu cà phê. A62 4567 phong 1.5. A62 4567 phong 1.5. Mã số kèm size kèm số điện thoại chốt đơn giúp em nhé. A62 đây 4567 phong 1.5. A63 con này xịn này. A63 567 mỗi size có đúng một con thôi ạ. A63 nhá. 567 mỗi size đúng một con. A63 567 353637 mỗi size đúng một con. A63 567. A64. Đây. Z vào góc đây chị nào hồi nãy chưa chốt được thì comment luôn cho em nhá. A64 này. 567 phong 1.5. A64 35 36 37 phong 1.5. Mã là A64 nhá. A64 567 phong 1.5. A6234 nghi trang có đơn ạ. Hết 34 luôn. A6234 hết rồi đúng không? Anh ơi nhìn giùm em ấy. A62 một con 34 đúng không? Chị Phạm Hana dự bị nhá. Chị Phạm Hana dự bị. A64 567 phong 1.5. A6336 chị Phương Bùi. Hết 36 luôn. A64 này 567 phong 1.5. A64 567 phong 1.5 dép cao góc. A65 5 và 7 phong 1.5 nhá. A65 35 37 phong 1.5. Cao gót này khoét LB này. A65 nhá. A65 5 và 7 phong 1.5. A65 35 37 phong 1.5. Đây. Cao gót khoét eo đây. A65 35 37 phong 1.5. A66 này. A66 A66 3638 A66 hai size 3638 phong 1.5. Mã là A66 A66 các chị nhá. A66 6 và 8 phong 1.5. A66 6 và 8 phong 1.5. Đây. A67 này. Có còn bí rồi anh. Chuẩn bị live đi. Việt Nam. A67 ạ. 45 có hai size 3435 thôi ạ. A67 hai size 3435 phong 1.5 nhá. A67 này, em có hai size 3435 phong 1.5. A67 em có size 4 và 5 phong 1.5. A67 hai size 3435 phong 1.5. A6638 chị Kim Thoa Nguyên có đơn ạ. A68 689. A68 689 1.5 này. A68 3638 39 1.5. 689 phong 1.5 nhé. Mã là A68 A68 689 phong 1.5.
A69 đây. A69 này cao gót. Cao gót vuông 3 phân. Ok, chị Kim Thường Viễn dồn đơn nhá. A69 ạ, 589x1.5. A69 589x1.5. Đây, cao gót khoét eo, con này cao khoảng 3 phân thôi ạ. A70 em có size 35-37 này. A70 size 5x7x1.5. A70 35-37x1.5. A70 35-37x1.5 nhá, tình yêu nhá. A70 5x7x1.5. Sơn đan. Chị Hồng Ánh comment lại cú pháp giúp em đi ạ. Mã số kèm size kèm số điện thoại tình yêu Hồng Ánh nhá. Chị Hồng Ánh comment lại số điện thoại giúp em đi Hồng Ánh ơi. A71 ạ, em có size 456789. A71 này. 456789. Mã A71. 456789. A70 và 7 Trần Linh có đơn này. Chị Hồng Ánh comment lại cú pháp giúp em chị Hồng Ánh nhá. A71 456789. 456789. A71 ạ. 456789 tình yêu nhá. A71. 456789. 71 34 chị Lê Nga có đơn này hết 34 luôn. 72 A72. A70. 77 Trần Linh có đơn rồi ạ. 6938 chị Linh Hương có đơn ạ. Ôi chị Linh Hương ơi, chị đừng comment là hủy đơn chị yêu nhá. Chị hủy đơn là đơn của này chị yêu không có đơn đâu chị Linh Hương ạ. Đừng hủy, em nói đầu livestream rồi là ngày hôm nay nhà em là có cái nhà em bây giờ là sẽ có cái hệ thống chốt đơn mới chị yêu nhá. Không chốt đơn bằng tay nữa mà chốt đơn bằng hệ thống trên live, trên bằng hệ thống tin nhắn ấy. Hệ thống cái em là hệ thống comment ấy, cho nên là những chị nào mà hủy đơn ấy là nó rồi hủy hết luôn. Hủy một con là hủy luôn cả 5 con chị yêu nhá. Nên là chị đừng hủy ạ. 6939 Hồng Anh có đơn rồi ạ. A72 này, 72 này, 45678. A72 45678. A72 nhá, 45678. Ok, à chị Trần Linh sẽ số điện thoại, ok chị yêu nhá. Chị Trần Linh sẽ số điện thoại là số điện thoại dưới mình đúng không? Là 767 kìa, ghi lại số điện thoại đi kìa. A7037 Trần Linh ấy. 72 này, 45678. A72 45678. A72 45678 nhá. A73. A73. A73 này. A73. 45678 luôn con này. Con này là quay dán nhá. A73 45678 quay dán. Đây quay dán như thế này đấy các chị yêu ạ. Quay dán nhá, rất là dễ đi luôn. A73 45678. A73 45678. Không nổ được đâu chị Linh Hương nhá. Nếu như mà chị thích con này thì em chốt luôn cho chị yêu nhá. Thế là chị còn lấy con A6938 không, chị Linh Hương comment luôn giúp em nhá. Đầu live chúng ta nói rồi là bây giờ là không đổi luôn ấy. Đổi là hủy hết sạch đơn luôn. Bây giờ nó gọi là khó nhưng mà lại hay. Để các chị đỡ phải hủy. A74 này, 456x1.5. A74 456x1.5 nhá. Bây giờ là hết con này lên luôn ví này. Lên luôn ví nam cho các chị yêu nhá. Con này là con giày cuối cùng rồi, em lên ví nam luôn. A74 456x1.5. Nãy giờ các chị hóng luôn đúng không ạ? Nãy giờ các chị hóng nhiều quá rồi, lên ví nam luôn nhá. A74 em có 456x1.5. Hộp màu vàng. Rồi ạ, bây giờ em lên ví luôn nhá. Lên ví nam luôn các chị yêu này. Nãy giờ chị nào hóng ví nam của em thì comment chia sẻ bài giúp em nhá. Lên ví nam luôn các chị yêu. Đây, em lên ví nam luôn nhá. Chị nào chưa chia sẻ cho em đi ạ, để em lên ví nam luôn nhá. Đây, ví nam ạ. Lên ví nam các chị yêu nhá. Nãy giờ chị nào hóng comment chia sẻ bài giúp em đi ạ. Lên ví nam luôn nhá. Ví nữ em bán hết rồi chị, ví nữ có chị yêu nhá, đợi em một lát đi. Hết ví nam em bán ví nữ cho các chị, đợi em một lát nhá. Hôm nay có cả nam cả nữ luôn. Đây, ví nam đây các chị ơi, ví cá sấu nhá. Ví cá sấu. A7436 chị Khánh Trang có đơn ạ. Chân chị đi 736.5 có thể vừa chị Lê Hồng Ngân nhá, xong đan thì vừa chị yêu ạ. Nếu như chân chị gầy đi 36.5 vừa luôn chị Lê Hồng Ngân nhá, chân chị mà gầy thì mới vừa. Đây. A72 37 chị Phương Thủy có đơn ạ. A72 37 chị Phương Thủy có đơn nhá. Đây ví nam nhà em đây. Ví nam các chị yêu nhá. Đây ví nam cá sấu đây. Cực kỳ xịn sò luôn, mua về tặng cho chồng, cho con mình.
cho bạn bè này, rồi ôi cho gọi là đồng nghiệp luôn này, xịn sò chưa ví nam nhà em nhá. 129k. Các chị comment cho em là mã số V1. V1 129k kèm số điện thoại chốt đơn. Ví ra siêu mềm luôn. Ví một ví tình yêu ạ. Đôi cuối bị chốt 36 rồi à chị Lê Hồng Ngân ơi, 36 vẫn còn chị yêu nhá. 74 vẫn còn 36 chị yêu, cứ comment giúp em. Mã số kèm size kèm số điện thoại chị Lê Hồng Ngân nhá. Đây, ví là mã số V1 các chị nhá. Ví là mã số V1. Ví là mã số V1 của nhà em nhá. Ví ra siêu mềm luôn. 129k ví. Hồi nãy chị nào mà hỏi ví của em bây giờ các chị comment luôn cho em nhá. V1 kèm số điện thoại chốt đơn. Ví đây ạ. Mua một món quà tặng cho bạn trai này, tặng cho bố này, tặng cho con trai này. Rất là xịn sò luôn, ví là V1 chị yêu nhá. Ok tình yêu, A4337 nhá. Giờ vẫn còn A43 á. Úi dồi ôi. Ok tình yêu nhá, A437 chị, vừa chị Phương Vũ có đơn này, ok tình yêu nhá. A4337 cơ. Giờ tìm cái 343 hơi bị khó đấy. Lâu không? Ok chị Leon có đơn nhá, ví là V1 tình yêu ạ, V1. Thật ra siêu xịn sò luôn, 129k nhá. Trưa nay chị Hương đã bán rồi. Tối nay những chị nào mà chưa chốt được thì comment lại cho em nhá. Ví là mã số V1, 129k kèm số điện thoại chốt đơn. Ok tình yêu ạ, chị Lê Hồng Ngân có đơn nhá. A74 size 36 chị Lê Hồng Ngân có đơn luôn này. A74 size 36. Đây, ví là mã số V1 giúp em. V1 kèm số điện thoại chốt đơn nhá. V1 129k ví đi ạ. Lúc nãy là bán thiếu. Rồi. Đây, trưa nay chị nào mà chưa chốt được ví thì comment thêm cho em nhé. Ví là mã số V1. Hồi nãy đầu livestream thì không có mà bán. Bây giờ cuối livestream rồi. Ví đây ạ, mã số là V1 các chị nhé. Ví là mã số V1. Ra siêu mềm luôn. Các chị comment cho em là V1 này kèm 129k kèm số điện thoại chốt đơn. Ví đây ra siêu mềm luôn nhé. Bỏ túi quần đằng sau đây, cực kỳ tiện luôn. Ví nhỏ này. Cái hộp này cực kỳ xịn sò luôn, mang về tặng cho bạn bè, chồng con thoải mái nhá các chị nhá. Má V1 129k. Comment luôn giúp em chốt đơn này. V1 129k kèm số điện thoại chốt đơn ạ. Đây các chị yêu nhá. Tặng quà cực kỳ lịch sự luôn. V1 comment luôn giúp em ạ. V1 129k kèm số điện thoại chốt đơn. V1 chị Nguyễn Thoa có đơn ạ. V1 chị Nguyễn Thoa có đơn nhá. V1 129k kèm số điện thoại chốt đơn. Có ví dài không Linh? Ví dài em vừa bán cho chị yêu ạ. Ví dài em vừa bán xong rồi chị yêu thằng Dương Yến nhá. Ví dài em bán hết rồi ạ. Vừa bán xong. Nếu như ngày mai mà còn thì em like sao chị yêu nhá. Chị Xê Lê Thành ơi, có ví cá sấu không hả chị? Có ví gửi. Đây, ví này cá sấu một bạn ơi. Ví này cá sấu Thạch nhá. Đây, ví này cá sấu luôn đây. Ôi dồi. Cá sấu luôn đây là chị yêu này, cá sấu đây. Nhìn kỹ giúp em nhá, đây là ví cá sấu mà. 129k ví. Comment luôn giúp em nhá, V1 kèm số điện thoại chốt đơn ạ. Đây, V1 đây. Ví sóc đấy chứ, đầu livestream này em bán từng hết rồi. Nhưng mà cuối livestream là sóc một vài con mới bán nốt cho các chị. Thôi, quên mất cái món này rồi. Ví nam ngu gì, không có ví nam ngu gì đâu chị Lê Thành ạ. Còn mỗi con đấy thôi ạ. Còn đúng con đấy thôi. Ui dồi ôi. Ui. Chẳng lẽ cuối livestream được còn lên mấy cái này. Thực sự xịn sò dã man luôn. Đây có chị nào thích cái này không để em bán cho các chị nào. Ui dồi ôi. Xịn chưa. Sang chảnh dã man luôn. Có chị nào thích không để em bán nào. Bởi vì là cuối livestream rồi em sợ là em bán cũng không được ấy. Sợ gọi là các chị này lăn tăn. Nhưng mà xịn thật đấy. Ui. Xịn sò thế. Con này xịn nhờ. Ví này cho nữ giang chưa. Ui dồi ôi. Nhà em chưa bao giờ về với con này đâu. Ví cho nữ này. Ui dồi ôi, đẹp dã man luôn. Một con này duy nhất thôi tình yêu ạ. Có đúng một con này tình yêu nhá. Có đúng một con này thôi. Thì bản thích thì chốt luôn cho em nhá. Đúng một con này thôi ạ. Có đúng một sót lại đúng một con này. Một mẫu này không còn nhiều đâu. Đây này. Có chị nào thích không để cuối livestream bung lụa luôn này. Cuối livestream rồi nhưng mà vẫn cứ thích bán luôn cơ. Ui dồi ôi. Cái này là hơi mệt quả bằng phụ luôn. Sang chảnh dã man luôn. Quay lụa nhá. Rồi cầm đi sang chưa. Đây đây đây. Có chị nào thích con này không để em bán cho các chị này. Có chị nào thích không comment luôn cho em. Chia sẻ bài cho em để bán con này các chị yêu nhá. Giá siêu yêu luôn. Rồi. Chà chà đẹp thế. Chị Nguyễn Thoa. Chị nhé. Ok chị yêu đẹp dã man luôn.
hỏi anh Ngọc xem cái này bán cái này bao nhiêu. Anh hỏi anh Ngọc xem bao nhiêu. Đây. Xin chào tình yêu Phan Huệ nhá. Dồn ví nam luôn cho chị. Ok chị yêu, đợi em một lát đi. Có chị nào thích ví của em bán để em comment đây để em bán luôn nào các chị ơi. Có chị nào thích không ạ? V1 chị xem ra thạch có đơn nhá. Comment cho em V1 129k là con này. Ok tình yêu Leon, các chị yêu mạnh tay mạnh chân chia sẻ đi ạ. Ví nữ nhỏ hết rồi chị yêu Hồng Hoa nhá. Em còn đúng ví nam thôi. 129k ví nam nhá. Đây. Mua hộp mua về cho em là hộp full box luôn. Đây 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 đây. Mặc dù là cuối livestream nhưng mà thôi nhiều chị thích quá thì em bán luôn nhá, gọi là bán con này cuối cùng đi. Đây 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 đây. Đây. Mã này là mã số V2 các chị yêu nhá. V2. Con này da siêu mềm luôn. Bên trong đây nhá, bên trong V2 của em đây. Bên trong V2 này. Em có 3 ngăn nhá, bên trong V2 có 3 ngăn rộng. V2 là có luôn cả dây đeo chéo các chị luôn nhá. V2. V2 ok tình yêu, V2 là 299k tình yêu ơi. Comment đúng pháp giúp em nhá. V2 299k kèm số điện thoại chốt đơn. Đây thẻ cứng thành ảnh đầy đủ đây. Con này là 688 tệ nhá. V2. V2 ok tình yêu Nguyễn Thoa, V2 có đơn này. V2 Thủy Linh Hoa có đơn luôn này. Mã số V2 kèm số điện thoại chốt đơn nhá. V2 ủa con này xịn nhở. Con này em phải lên cho các chị xem nhá. Mã V2 nhá. V2 chị Hiếu Nghĩa có đơn luôn này. V2 tình yêu ơi. Xem lại ví nam V1. Ok tình yêu ví nam V1 đây nhá. Ví nam V1 là 129k chị yêu ạ. V2 là 299k chị yêu nhá. V1 đây. V1 con này là 129k ví nam nhá. V2 của em là 299k ví nữ. Con này là vừa làm ví này, vừa làm túi sách luôn này. Ui ôi xịn dã man luôn. Sang chảnh chưa? V2 Trần Hoa có đơn luôn này. Mã số V2 kèm số điện thoại chốt đơn giúp em nhá. V2 là 299k. Đây. Dao này ui ôi mềm dã man luôn. Sở sướng lắm luôn ý. Nhìn hàng con này của em thì thôi rồi. Ok tình yêu Leon, V2 dồn đơn là tình yêu ạ. Ok tình yêu nhá. Có ví gấp bé không em? Ví gấp bé. Em chỉ còn đúng ví nam tình yêu nhá. Hết sạch rồi. Ví không còn con nào hết. V2 này các chị yêu nhá. V2 299k. Cuối livestream rồi nhưng mà thực sự là nhiều chi tiết quá nên em bán luôn ấy. Chứ không là em để ngày mai em bán rồi. Ok chưa ạ? Đây là được mấy con rồi? V2 á. Ừ. V1 chị Liễu hả? V2 được 3 con rồi. Sao lại có 3? V2 này, chị Trần Hoa này, Nguyễn Hoa này. Chị Leon. Leon này. Chị Hiếu Nghĩa. Chị Hiếu Nghĩa này. Ừ, chị Thùy Linh Hoa. Chị Thùy Linh Hoa này. Ừ. V1 chị Liễu Dương này, V1 chị Liễu Dương này, V1 chị Phan Huệ này. V1 là 129k tình yêu nhá, đây là ví nam. V1 chị Hằng Tre có đơn luôn này. Đây, V1 129k nhá, em còn một mấy con nữa thôi ạ. Chị nào chốt V1 thì comment luôn. V1 kèm số điện thoại chốt đơn. V2 là ví chị yêu nhá, ví cho nữ này, 1299k. Ví cho nữ. Đây con này em có cả dây luôn nhá. Cực xịn luôn, mã số là V2 299. V2 là 299. Đây để em xem nào. Xem nó còn cái gì này. Tự nhiên bắt đầu con lấy xịn dã man luôn. Đeo quai đi em. Đeo quai thoải mái chị yêu nhá. Đây anh bỏ quai cho em với. Anh bỏ luôn cho em. Đây 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 để em xem nó còn cái gì nữa nhá. Để em xem còn cái gì nữa. Lên con V1 chị Phạm Hana có đơn ạ. V1 chị Phạm Hana có đơn nhá. Ví cho nam là V1 chị ơi. Ví cho nam là V1 là 2 là 129 nhá. Ví cho nam là V1 129k. Đây. Còn ví, còn con vừa rồi của em là con quay lụa là 299k là mã V2 nhá. Con V3 này. Úi dồi ôi, V3 con này cũng xịn lắm. Có ví nam chị Tươi Khúc Thị ơi, ví nam là 129k tình yêu nhá. Ví nam là 129k, mã số là V1. V1 là ví nam 129k. Đấy, con V1 của em đã mua về tặng cho bố này, bố chồng, bố đẻ này, tặng cho chồng này. Úi dồi ôi, tặng cho cả nhà luôn. Úi dồi ôi, xịn chưa? Mã V3 của em này. Lên luôn con V3 nhá. Còn đẹp chưa? V3 này. V3 299k. Đây, V2 của em để đeo lại các chị xem nhá. Chị nào chưa chốt được V2 thì chốt lại cho em này. Đây. Quay đây các chị yêu nhá, tùy chỉnh giúp em. Chị nào mà thích quay ngắn thì các chị thì quay ngắn. Quay dài thì các chị quay dài giúp em. V2 các chị yêu nhá. V2 này. Quay cũng được mà xách tay cũng được. Nhưng mà con này xách tay nó sang hơn các chị yêu ạ. Xách tay nó sang hơn. Mã là V2 nhá. Con này là V2 299k. Ví nam còn đúng một mẫu này thôi chị yêu, thằng Tre nhá. Ví nam còn đúng một mẫu thôi. V2 là ví nữ 299k. Đây là mã V3 của em nhá. V3 một con kẻ. V3 một con clip cầm tay kẻ này. Đây là mã V3 nhá. V3 tình yêu nhá. V3 299k. Con này là dây bên trong luôn này. Con này vừa là clip cầm tay vừa là ví luôn nhá. Combo luôn, vừa là clip cầm tay vừa là ví luôn.
đây đây, mã V3 đây. V3 này con này xịn nhỉ. Đây. V3 299k kèm số điện thoại chốt đơn. Vừa làm cờ lút cầm tay, vừa làm được ví trong nách nhá, vừa làm được cả túi sách luôn. V2 chị Nguyễn Kim Thanh có đơn ạ. V2 chị Nguyễn Kim Thanh có đơn này. V1 là ví nam tình yêu nhá. V1 là ví nam 129k, mã số là V1 đây. 129k ví nam nhá. Nói chung là hôm ngày hôm nay của em là có về cả ví nam nữa. Và trưa nay chị Hương bán rồi. Hôm nay em còn đúng mấy con nữa bán lại các chị yêu bán nốt thôi ạ. Ví cầm tay nam không hết của chị yêu nhá. V2 chị Nguyễn Kim Thanh có đơn rồi ạ. V3 chị Mạc Phương Vi có đơn này. V3 chị Mạc Phương Vi có đơn nhá. Đây là mã số V3, cờ lút cầm tay, túi sách, túi đeo chéo thoải mái luôn. Mã V3 tình yêu nhá. Đây 2 giây đây các chị ơi. 2 giây mã V3 299k. Định là cuối livestream không bán nữa nhưng mà tự nhiên dơ lên nhiều chị thích quá nên em mới bán đấy chứ. Không là em cũng không bán đâu, định ngày mai đấy. V3 tình yêu nhá, V3 đang cầm trên tay đi ạ. 299k V3 này. Đây. Con này là cờ lút cầm tay luôn nhá, xịn sò lắm. Đẳng cấp. Đẳng cấp luôn mã V3 của em nhá. Mặc dù là em đi dép lê thôi nhưng mà vẫn cứ ok. Mã số V3 tình yêu ạ. Bây giờ lười đi cao gót lắm rồi ấy, đau chân lắm. V3 đi nhiều đau chân em không thích đi nữa. Mã V3 giúp em nhá. 299k. Đây. Ví nam. Ví nam là V1 chị mang cái comment là V1 giúp em nhá. Ví nam là V1 chị mang cái comment là V1 giúp em. V1 129k kèm số điện thoại chốt đơn. Đưa lại con V2 cho em anh ơi. Đưa con V2 này. Ồ anh cắt rồi à. Đây này, V2 chị nào chưa chốt thì comment cho em nhá. V2 chị nào vào sau chưa chốt thì comment lại giúp em. Đây V2 đây. Con này xinh này. 299k mã số V2 nhá. V2 con này đây. V2 như còn đúng một con đúng không nhỉ. V2 còn đúng một con nữa. V2 này. V1 chị Mai Nguyên có đơn ok tình yêu nhá. Đây là mã số V2 299k kèm số điện thoại chốt đơn. Con này quay lụa mới là chất lượng chứ chưa bao giờ quay lụa luôn. Nhìn xịn sò đúng là như kiểu gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Như kiểu Hermes luôn, dáng Hermes đấy. Da bóc vừa rồi bao nhiêu với em? À anh Tay Trần ơi, da bóc vừa, da bóc này là 129k nhá, là V1. V1 là 129k. V1 129k nhá. V1 đây là 129k, V1. Ví này là 129k, ví cho nam là mã số là V1. Đây là V2 này, V2 là 299k nhá. V2 là 299. Ai chốt V1 thì cứ comment cho em nhá. V1 kèm số điện thoại chốt đơn. V1 chị Bảo Trâm có đơn luôn này. Đây là mã V2 299k. Anh Tay Trần để lại số điện thoại giúp em nhá. Mã số kèm sai, à quên, mã số kèm số điện thoại anh Tay Trần nhá. Ủa con này xinh này. Lên lúc còn lên con này thì các chị yêu nhá. V1 là ví nam 129k. Ví nam là V1 129k bên trong của nó đây. Đây. Bây giờ rơi lần cuối nhá, chị nào chưa chốt V1 để comment giúp em nhá. V1 129k, da siêu mềm luôn, da siêu mềm luôn. Đấy, V1 đây ạ. 129k nhá. Kèm số điện thoại chốt đơn mã V1. Em còn đúng 5 con này thôi ạ, chị nào chốt nhanh thì được nhá. Hết về là bán hết lô này xong nó không biết bao giờ mới về đấy các chị ạ. Ví nam về rất là lâu. Ok. Comment thấy có chốt được không hả Cường? Được. Ok ạ, à, ok Tay Trần có đơn rồi nhá. V1 đến Tay Trần có đơn rồi ạ. Mã V4 này. V4 này. Đây. V4. V4 con này là cũng là một con. Con này là con Gucci. V4 Gucci cờ lút cầm tay cho nữ nhá. V4. V4 299. Con này ngăn rộng kinh khủng luôn. Một ngăn này, hai ngăn này, con này có hai ngăn các chị yêu ạ, hai ngăn lớn cơ. Đây đây đây, nó có ngăn như thế này đấy cơ. Con này phải đúng là cả tỷ ngăn luôn ấy. V4 nhá, vừa làm túi sách vừa làm cờ lút cầm tay. Đây. Con này là thẻ cứng thẻ ngành đầy đủ luôn, con này là 688 tệ. 688 tệ là hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu con này các chị yêu nhá. Hôm nay bán với giá là 299k. Giá rẻ giật mình luôn, mã số là V4 ạ. V4 nhá, 299k. Đây, V4 của em đây, Gucci nhá. V4 Gucci này, 299k. Chị nào chốt V4 thì comment luôn cho em V4 kèm với số điện thoại chốt đơn nhá. V4 Gucci. Đây V4 bên trong của nó đây. Rồi ôi, chị xò dã man luôn V4. Đây, dây quai này.
thoải mái luôn. Mã số V4 tình yêu nhá. Cho mình, đổ cho mình V4 nha bạn. Chị Mạc Phương Vi ơi, chị lấy V mã nào mà đổ V4 đấy nhỉ? Chị Mạc Vi lấy V3 đổ V4 nào, có được không mày? Chắc là không được đúng không? Ờ, lấy V4 thôi con này. Vậy cho em con hàng ví nam V1 nha chị. Chị Phan Huệ comment cú pháp giúp em đi ạ. V1 kèm với số điện thoại chốt đơn chị Phan Huệ nhá. V1 kèm số điện thoại chốt đơn chị Phan Huệ ạ. Hả? Mai gì? Mạc Phương Vi ạ. Ờ, Mạc Phương Huy. Chị Nguyễn Kim Thanh đổ V4 nào. Chị Nguyễn Thanh comment lại cú pháp giúp em nhá. Mã số kèm với số điện thoại chốt đơn đi ạ. Mã V4 đây nhá. Chị nào lấy V4 thì comment cho em V4 kèm với số điện thoại chốt đơn ạ. Ok tình yêu Bảo Trâm nhá. Ok tình yêu. Hôm nay còn ô không em? Anh Ngọc ơi còn ô, anh Ngọc ơi. Còn ô không? Ô. Hết ô gì à? Hết ô sạch, hết sạch ô không còn cái nào luôn ạ. V4 đây các chị nhá, 299k. Đây con có lúc cầm tay cuối cùng của nhà em nhá. Ngày mai có con nào để em bán hết cho các chị. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Đây V4 ạ. Chị nào chốt V4 thì cứ comment cho em nhá. V4 kèm với số điện thoại chốt đơn ạ. Chị Phan Huệ và chị Nguyễn Kim Thanh comment lại cho em đi chị ơi. Cuối livestream vừa cái mã là em vừa ghi tay này là chị Nguyễn Kim Thanh có thể đổi được nhá. Chứ còn nãy giờ là hệ thống nhà em là kim bằng bình luận, kim bình luận rồi nên là không đổi được đâu ạ. Ok tình yêu chị Nguyễn Kim Thanh có đơn nhá. Đây V4 này, 299 kèm số điện thoại chốt đơn này. Ok tình yêu chị Nguyễn Minh Phương V4 có đơn luôn này. Ok chị yêu. Chị Phan Huệ cái gì? Phan Huệ. Ô, Phan Huệ có đơn V1 rồi à? Chị Phan Huệ có đơn V1 thì chị comment làm gì nữa chị yêu? V4 chị Nguyễn Kim Thanh có đơn rồi ạ. V4 chị Hoàng Minh Phương có đơn nhá. V4 này chỉ có 3 con thôi. V4 chị Kiều Hoàng có đơn này, hết sạch V4 rồi ạ. Hết V4 nhá. V4 chị Kiều Hoàng có đơn rồi ạ, hết sạch V4 nha. Em hết V4 rồi ạ. V4 còn đúng 3 con thôi. Nguyễn Kim Thanh này, Hoàng Minh Phương và chị Kiều Hoàng hết V4 luôn rồi. Hết sạch V4 luôn rồi. Sao nào con này, sao con này nó hơi giống nhau thế nhỉ? Nó có 3 trẻ. Đây 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 đây. Thôi chị nào mà chưa chốt được V4 thì comment V5 cho em nhá. V5 nó cũng tương tự đây. V5 này, 299k. Nó cũng tương tự như V5 thôi ạ. Túi đen sau đi em. Túi đen sau là cái nào? À túi đen sau là của em mà chị Ngô Khánh Ngọc ơi. Túi đen sau của em nhá. Chị Phan Huệ. Chị Phan Huệ chị Phan Huệ là V1 à? Các chị ơi comment mã là các chị comment chính xác cho em nhá. V1 là ví nam 129k. V2 là đeo lụa, là quay lụa nhá. V2 là quay lụa 299. V3 và V4 đây. V4 đây các tình yêu, V5 này, đây là mã V5 nhá. Chị nào chưa chốt được V4 thì comment cho em mã V5 nhá. V5 của em đi ạ. Đấy con này tương tự như V4 thôi. Chị nào chưa chốt được V5 thì V4 thì comment V5 giúp em. V5 299 kèm số điện thoại chốt đơn này. Hết thể thao chị cô Ánh Ngọc nhá, thể thao chưa về đâu ạ. Thể thao em sẽ like một cái livestream riêng, không like lộn chị yêu nhá. V5 này. V5 đây. Cờ rút cầm tay, ví, túi sách V5 kèm số điện thoại chốt đơn. Đây con này là con cuối cùng luôn nhá. Con cuối cùng trong livestream luôn bởi vì nhiều chị chưa chốt được V4 thì comment lại V5 giúp em nhá. V5 kèm với số điện thoại chốt đơn giúp em. Mã V5 tình yêu ạ. V5 đây nhá. 299k. Con này da thì siêu bền luôn. Da cực bền, cực xịn. V5 các chị yêu nhá, V5. Chị nào chưa chốt được V4 thì comment V5 giúp em ạ. V1 là ví nam là 129. Đây, chị nào còn lăn tăn cái gì các chị cứ comment luôn cho em nhé. Đây là mã số V5 này. Ví cờ lút cầm tay. V5 299k. Ok các chị yêu. Bây giờ thì em Linh xin phép kết thúc livestream nhá. Chúc các chị yêu ngủ ngon ạ. Tạm biệt các chị. Hẹn các chào các chị vào livestream ngày mai của em nha. Chúc các chị ngủ ngon ạ. Và chúc các chị có một đầu tuần làm việc thật là thú vị và nhiều năng lượng nhá. Em lấy V1 nha. Ok tình yêu Phan Huệ lấy V1 nhá. Pick V1 Phan Huệ luôn đi em. Pick được không? Ơ làm gì có tương tại 07 mày. Đầu 07 có à? Có. À thế à? Không có. Thế á? Tạm biệt các chị yêu ạ. Chào.